Độc sủng công chúa nhỏ của 8 người cậu. Tập 10. Tôn Trường Sinh nói, ta tưởng ông chủ kia đã chết dưới sông, nhưng anh ta không chết. Nửa đêm anh ta lẻn vào nhà ta và bắt ta đi. Nói đến đây, trong mắt Tôn Trường Sinh hiện lên oán hận, sát khí khắp người nó bốc lên ngùn ngụt. Tên dân đen đáng chết đó không biết lấy đâu ra 5 con ngựa khỏe mạnh, buộc vào 5 hướng. Sau đó, anh ta chói đầu, tay và chân ta vào từng con ngựa. Khi anh ta ném pháo vào giữa, con ngựa sợ hãi phi nước đại về 5 hướng. Lực kéo khủng khiếp của 5 con ngựa đã giết chết Tôn Trường Sinh. Ta chết thảm quá, chết không toàn thây, quả pháo kia ném trúng người ta, khiến linh hồn ta bị đóng đinh tại chỗ. Sau khi chết, quả tim của Tôn Trường Sinh cũng bị chủ quán gạo moi ra, cho vào lọ chứa đầy than đen rồi thả xuống hố phân, để lại màu đen và bốc mùi hôi thối. Cứ như vậy, Tôn Trường Sinh phải chịu đựng quá trình chết chóc bị ngũ mã phanh thây từ ngày này qua ngày khác. Nó chết đi chết lại trong nỗi tuyệt vọng và kinh hãi, cuối cùng trở thành ác quỷ, quỷ ác tâm. Tô Tử Tích khoanh tay, hừ lạnh nói, chết chưa hết tội. Tô Tử Du cũng nói, đúng là đáng chết. Quỷ ác tâm hỏi, những gì cần nói ta đã nói rồi. Ngươi nói ta đáng chết, ta cũng thừa nhận, bây giờ nói xong, ta có thể xuống địa ngục được không? Túc Bảo cầm túi bánh su kem, tức giận đáp, ai nói cho chú xuống địa ngục hả? Quỷ ác tâm sững sờ, vui mừng hỏi, thật à, không phải ở lại địa ngục thì có thể đầu thai à? Kỷ Trường lấy bút viết gì đó vào cuốn sổ. Nghe vậy, hắn cười khẩy, đầu thai, ác quỷ không thể đầu thai. Cũng không cần phải xuống địa ngục, sau khi chịu sự trừng phạt ở địa ngục, quỷ hồn vẫn có cơ hội đầu thai, nhưng kẻ độc ác như quỷ ác tâm thì không đáng nhận được cơ hội đó. Quỷ ác tâm oán giận nói, vậy các ngươi muốn gì, ta đã nói hết rồi mà các ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta ư. Túc Bảo tức giận, hừ một tiếng rồi nói, sư phụ và con từng hứa chú khai ra thì sẽ thả chú sao. Quỷ ác tâm nghẹn họng, nói, không hề. Túc Bảo, biết thế là được rồi. Tiểu Ngũ đang trải lông trên ban công đột nhiên nói xen vào, ngu quá đi mất. Quỷ ác tâm, con nhóc này, không coi trọng đạo đức gì cả. Quỷ ác tâm tức điên, cứ ngỡ trình bày rõ 1 năm 1 mười thì sẽ được lợi lộc gì cơ. Chẳng ngờ nó lại bị đùa bỡn như con khỉ. Ta phải nuốt sống ngươi. Tôn Trường Sinh tức giận bay lên, hung hăng lao vào Túc Bảo. Nhưng, nó còn chưa kịp phá rách lưới trói buộc linh hồn thì đã bị Kỷ Trường đánh bật lại. Quỷ ác tâm bị đập thành một khối sát khí rồi bị hồ lô linh hồn hấp thu. Túc Bảo ngẩn người, hồ nghi hỏi, sư phụ. Chẳng phải người nói phải do con đích thân bắt quỷ thì sát khí lấp đầy hồ lô mới được tính sao? Kỷ Trường nhớn mày, quỷ ác tâm chết trong lưới phược linh phải không? Túc Bảo gật đầu như thỏ trắng, dạ. Kỷ Trường, lưới phược linh này do con tạo ra đúng không? Túc Bảo, dạ, hình như cô bé hiểu sư phụ muốn nói gì rồi. Quả nhiên, Kỷ Trường nói, cho nên, quỷ ác tâm được tính là do con tiêu diệt, đúng không nào? Hắn vỗ vào lưới chứ đâu có vỗ vào quỷ ác tâm. Túc Bảo. Khóe miệng Tô Cẩm Ngọc khẽ giật. Thật hồ nghi người sư phụ như này sẽ dạy hư con gái của cô. Lúc này, cảnh sát cũng đang thẩm vấn y tá Lý. Lý Tố Nga, những cụ già kia chẳng có thù oán gì với cô, tại sao cô lại giết chết họ? Y tá Lý uể oải, 1 năm 1 mười giải thích, cuộc sống quá vô vị nhàm chán, đám người kia lại ngày ngày sai khiến tôi làm việc này việc kia. Như thể tôi sinh ra là để họ sai khiến vậy. Đều là con người, sao họ có nhiều tiền ăn trên ngồi trước, còn tôi lại phải ở phía sau hầu hạ họ. Tôi thấy cuộc sống này không công bằng, cũng chẳng có thú vui gì nên bắt đầu ra tay giết cụ già đầu tiên. Lúc giết cụ già đầu tiên, y tá Lý chỉ ôm tâm lý muốn báo thù. Lúc mới giết người, tôi vô cùng hoang mang, nào ngờ người nhà của cụ già đó rất tốt bụng. Họ tưởng tôi hoảng sợ vì thấy cụ già chết nên còn an ủi tôi. Vốn dĩ cụ già này yếu lắm rồi, tôi chỉ dùng gối đè đã chết, cho nên không ai phát hiện ra điều bất thường. Khi cụ già được hỏa táng và chôn cất, tội ác giết người của y tá Lý cũng được chôn vùi theo. Y tá Lý vui mừng khôn xiết, hề hả vì đã trả được thù, từ đó về sau, chị ta bắt đầu bước chân lên con đường không có lối về. Người thẩm vấn đập bàn, giận dữ nói. Chủ nhà đối xử với cô tốt như vậy, lẽ nào cô không áy náy chút nào ư? Y tá Lý mím môi, áy náy là cái gì, đám người kia giàu có lắm tiền nên mời chị ta tới hầu hạ người già,
một người nghèo như chị ta thì có gì mà phải cảm thấy áy náy. Người thẩm vấn nhìn thôi cũng biết y tá Lý đang nghĩ gì, ông ấy cố đè nén lửa giận, nói, tiếp tục. Y tá Lý nói, sau đó tôi mê mẩn thú vui này, ha ha. Vốn dĩ ban đầu, tôi chỉ dám ngược đãi chút xíu thôi, đối tượng được yêu thích nhất là những cụ già mắc chứng Alzheimer gì đó. Sau này, ngược đãi nhẹ nhàng không còn khiến chị ta hề hả. Trong mắt y tá Lý, những cụ già này rất đáng ghê tởm, đã già rồi không chết đi mà còn muốn chị ta phải chăm sóc ư. Bọn họ là cái thá gì chứ? Vì vậy, hết lần này đến lần khác, y tá Lý thử thăm dò đến những giới hạn điên rồ nhất. Chị ta phát hiện ra, chỉ cần chị ta càng thể hiện tốt hơn, được đánh giá cao hơn và đạt được nhiều chứng chỉ điều dưỡng hơn thì người nhà sẽ càng không nghi ngờ chị ta. Y tá Lý cố gắng tạo ra cái vỏ bọc tốt nhất để đám người có tiền kia yên tâm giao cụ già nhà họ cho chị ta, sau đó. Y tá Lý thích cảm giác có thể thao túng sinh mệnh của người khác như thế này đến nghiện. Nhưng dần ra, chị ta ngày càng cảm thấy không đủ thỏa mãn, chỉ có bản thân chị ta vui thì có ý nghĩa gì. Thế là, y tá Lý tìm ra rất nhiều bạn bè cùng chung chí hướng. Người thẩm vấn vô cùng choáng váng trước tâm lý biến thái của y tá Lý, không khỏi nói, bản thân cô nhận tiền rồi mới làm công việc này thì sao có thể trách người khác sai khiến cô, không thích bị sai khiến thì cô đừng làm nữa. Y tá Lý bĩu môi, làm việc này lương mới cao chứ. Người thẩm vấn nhất thời nghẹn họng, tức đến độ không muốn hỏi cung tiếp. Một người thẩm vấn khác cố ép bản thân giữ bình tĩnh, nói, những người bạn cùng chung chí hướng với cô, ngoài thành viên của group trong máy điện thoại của cô thì còn những ai? Y tá Lý nói nhiều đến khô cả miệng, chị ta liếm môi, nói, có nước uống không? Người thẩm vấn lạnh lùng nhìn chị ta. Y tá Lý chỉ đành nói, hết rồi, có mỗi group đó thôi. Tôi rất thích group ấy. Các thành viên trong đó như người nhà của tôi vậy, nói chuyện vừa dễ nghe vừa hài hước thú vị, cho nên tôi chưa bao giờ đổi group. Những chuyện lấy sinh mạng của người khác ra để chơi đùa làm trò vui hóa ra lại được chị ta cho là thú vị và hài hước. Người thẩm vấn trầm mặc. May sao, người nhà của y tá Lý bị cảnh sát tóm cổ cả bọn, không trừ kẻ nào. Sau 2 ngày truy bắt liên tục với cường độ cao. Các ban ngành từ khắp nơi trên cả nước đã hợp sức truy quét toàn bộ tội phạm trong group mà y tá Lý tham gia, một mẻ hốt gọn. Đám người bị bắt kia hận y tá Lý muốn chết. Đang yên đang lành, bỗng nhiên bị bắt vào tù. Chứng cứ phạm tội xác thực cũng bị y tá Lý cung cấp đâu ra đấy. Sau khi thẩm vấn xong, y tá Lý quay về phòng giam, kết quả trông thấy, người nhà của mình. Y tá Lý vui mừng bước tới chào đón họ, đối phương cũng nhận ra chị ta. Không nói hai lời, lập tức cho y tá Lý một cái tát, sau đó giẫm lên người chị ta rồi ra sức đánh đập. Y tá Lý liên tục kêu thảm thiết. Về đêm, nhà tù lạnh hơn nơi ở bình thường. Y tá Lý cuộn tròn trên giường, mắt sưng tấy không thể mở ra được. Chị ta xém chút nữa bị đánh chết mới được phân vào phòng đơn hiện tại. Hu hu, đau quá. Y tá Lý khát nước nhưng đau đến mức không thể lê người đi rót nước, chỉ muốn có người tới hầu hạ chị ta. Lúc này gió thổi qua, cửa sổ sắt kêu cọt kẹt, y tá Lý mệt mỏi ngủ mơ màng, chợt cảm thấy có người sờ đầu mình. He, he, có muốn ta tới chăm ngươi không? Y tá Lý sợ hãi mở mắt ra và bật dậy. Chị ta nhìn thấy một bà cụ đứng cạnh giường đang nhìn mình đăm đăm. Bà, y tá Lý kinh hãi, chị ta quay rất nhiều video và thường xuyên xem lại để thưởng thức thú vui, đương nhiên vừa liếc mắt đã nhận ra người trước mặt. Bà cụ này là một trong những nạn nhân bị chị ta hại chết. Đừng, đừng tới đây, y tá Lý hoảng sợ. Khi mới bị bắt, y tá Lý hơi hoang mang, nhưng sau 2 ngày ở trong tù, nhận thức rõ bản thân khó thoát khỏi tấm lưới pháp luật, chị ta lại thấy ăn cơm tù cũng chẳng hề gì. Nhưng bây giờ, bà cụ bị chị ta hại chết bỗng xuất hiện trước mặt khiến chị ta sợ hãi đến cùng cực. Bên ngoài hàng rào sắt vang lên âm thanh, chẳng mấy chốc. Lại có thêm 2 cụ già trèo vào qua hàng rào sắt. Nào, bọn ta tới để chăm sóc ngươi đấy. Mấy cụ già cười ha ha. Y tá Lý hét to toàn bỏ chạy, nhưng vừa chạm chân xuống đất, một bàn tay khô khốc từ dưới gầm giường vươn ra tóm lấy mắt cá chân của chị ta. Ta giúp ngươi giẫm lưng nhé. Ánh mắt cụ già chất chứa thù hận. A a a, y tá Lý hét đến nứt hơi khản tiếng cũng chẳng ai nghe thấy. Ngày hôm sau. Y tá Lý chết mở mắt trong phòng giam, cơ thể bị cong thành một hình vòng cung khó tin, chết thảm hại.
giống y tá Quyên bị hù dọa đến mất mạng ở cầu thang hôm nọ. Dư luận lập tức xôn xao, nhưng cuối cùng khi vụ án được công bố, sự tập trung của mọi người lại dồn vào vụ án, ai cũng tức giận đến mức toàn mạng phát động một cuộc thập tự chinh. Mãi cho đến khi thấy bản án cuối cùng được đưa ra và tất cả những con quỷ làm điều ác đều bị xử bắn tử hình, mọi người mới gieo hò và lan truyền tin tức cho nhau. Nghe nói chuyện này bị một người bí ẩn vạch trần, vị đại hiệp này là ai, ra đây nhận của tôi một lạy. Chắc chắn là một chàng trai tràn đầy lòng chính nghĩa rồi. Lòng dạ hả hê, lòng dạ hả hê. Học kỳ mẫu giáo đầu tiên của Túc Bảo sắp kết thúc và kỳ nghỉ hè đang đến gần. Đôi chân của bà cụ Tô cũng ngày một khỏe hơn, thấy thần sắc của bà ngoại tốt lên, Túc Bảo bắt đầu cân nhắc tới việc cho bà ngoại gặp mẹ cô bé. Mà mẹ ơi, sao mẹ lại tự mình tới Nam Thành vậy, Túc Bảo chợt nghĩ tới vấn đề này. Tô Cẩm Ngọc đang nằm nhoài trêu Tiểu Ngũ, nói, lúc ấy mẹ bị bệnh đến mức thần trí không rõ ràng, cứ vậy mà chạy ra ngoài thôi. Túc Bảo nghiêng đầu, hỏi đồng hồ điện thoại, Tiểu Bảo, từ đây tới Nam Thành đi thế nào? Đồng hồ điện thoại nhấp nháy, xin giới thiệu các tuyến đường cho chủ nhân. Tuyến đường 1, đi tàu điện ngầm tuyến 2 đến đường Danh Sĩ, chuyển sang tuyến 3 đến đường Lỗ Khoa, sau đó chuyển sang tuyến 4 đến ga xe lửa, bắt tàu thẳng đến Nam Thành. Tuyến đường 2, bắt taxi ra sân bay quốc tế SS. Túc Bảo chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ của bé không đủ khả năng chứa đựng thông tin, bé nói, phức tạp như vậy, con cũng không nhớ nổi, sao mẹ lại nhớ được. Động tác của Tô Cẩm Ngọc bỗng khựng lại. Đúng vậy, lúc đó cô bệnh nặng và mất trí, chưa nói đến việc làm cách nào để tới ga tàu hay sân bay, mà làm cách nào để đi lên tàu hoặc lên được máy bay cũng là một vấn đề lớn. Nếu cô đi bộ đến Nam Thành, khả năng này càng không thể tồn tại, với cơ thể yếu đuối của cô khi ấy, chưa đến được Nam Thành đã chết dọc đường đi rồi. Sao cô không có chút ấn tượng gì với chuyện này nhỉ? Tô Cẩm Ngọc ngẫm nghĩ thật kỹ. Gương mặt cô bỗng lộ vẻ nghiêm trọng, không đúng, có một người đã đưa mẹ ra khỏi viện rồi đưa lên xe. Nghĩ tới người đó, sắc mặt Tô Cẩm Ngọc khó coi vô cùng. Đoạn ký ức đó rất mơ hồ, Tô Cẩm Ngọc chỉ nhớ người kia đội một chiếc mũ ngư dân rất to với vành rộng. Cô ta ăn mặc rộng thùng thình và bụng nhô lên. Cô ta đưa mẹ đi qua một con đường rất tối, sau đó mẹ lên xe chạy rất lâu. Khi thần trí của mẹ dần hồi phục thì phát hiện mình đang ở dưới một cây cầu rồi. Tô Cẩm Ngọc ngơ ngác bước đi không mục đích, tiếp đó, cô gặp được Lâm Phong. Túc Bảo hồi hộp hỏi, người dẫn mẹ đi là ai? Tô Cẩm Ngọc mím môi, nhìn Túc Bảo nói, con biết người ấy đấy, là mợ hai của con. Túc Bảo mở to hai mắt, lại là mợ hai. Để được ở bên cậu hai, mợ hai đã giết chết gì xấu xí. Sau đó lại lén đưa mẹ của cô bé đi. Tô Cẩm Ngọc nói, chiếc mũ che mặt cô ta, chỉ lúc ngẩng đầu lên mẹ mới nhìn rõ mặt, sau đó thì đi theo cô ta. Nếu Túc Bảo không hỏi đến, cô đã quên bén chuyện này rồi. Sao mợ ấy phải làm như vậy, Túc Bảo nghĩ nát óc cũng không hiểu. Mợ hai và mẹ cô bé không có thù oán gì mà. Sao lại hại mẹ cô bé như vậy? Tô Cẩm Ngọc lắc đầu, cái này thì mẹ không rõ. Cô ta là chị dâu hai, cũng coi như người chị dâu đầu tiên của mẹ, mẹ nhớ bình thường cô ta luôn đối xử tốt với mẹ. Tô Cẩm Ngọc và Túc Bảo đưa mắt nhìn nhau, Túc Bảo lập tức nói, con đi tìm ba. Tiểu Ngũ nghiêng đầu, nói, ba không ở đây nữa, ba đã đi đâu rồi, ba ơi chúng ta đi đâu đấy. Tô Cẩm Ngọc, ồ, nhớ ra rồi, mấy ngày này Mộc Quy Phàm đi, họp. Hình như anh muốn nghỉ việc, nhưng cấp trên không đồng ý. Túc Bảo nói, vậy con đi tìm cậu cả. Cô bé vội vàng xỏ giày rồi chạy vào thư phòng. Tô Nhất Trần đang làm việc ở thư phòng, thấy Túc Bảo chạy vào, anh mở rộng vòng tay đón cục bột nhỏ nhào vào lòng mình. Sao vậy con, anh hỏi. Túc Bảo nói, cậu cả ơi, Túc Bảo nghĩ hoài không hiểu một chuyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Nhất Trần, là chuyện gì thế? Đến quỷ hồn mà cô bé con cũng bắt được thì còn, chuyện lớn, gì có thể gây khó khăn cho bé đây? Túc Bảo nói, lúc trước mẹ con bị mợ hai dẫn đi, Túc Bảo không hiểu, sao mợ hai và mẹ con không thù không oán mà mợ hai lại làm như vậy? Nụ cười cứng đờ trên môi Tô Nhất Trần, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng và sắc bén. Mẹ con nói năm xưa Vệ Uyển dẫn mẹ con đi à, Tô Nhất Trần lạnh giọng hỏi. Túc Bảo gật đầu.
Tô Nhất Trần đứng dậy, nói, chuyện này đích thân hỏi Vệ Uyển là được rồi. Sắc mặt Tô Nhất Trần lạnh lùng như băng giá, anh mơ hồ đoán được nguyên nhân rồi. Nhà họ Tô có 8 người con trai, nhưng chỉ có một cô con gái duy nhất là Tô Cẩm Ngọc. Tô Cẩm Ngọc được cả nhà cưng nựng, sau khi Tô Cẩm Ngọc đi lạc, chỉ sau vài ngày Vệ Uyển đã lâm bồn. Nếu Vệ Uyển biết trước đứa bé trong bụng mình là con gái, thì cô ta có động cơ để đưa Tô Cẩm Ngọc đi. Như vậy, con gái cô ta sẽ thay thế vị trí của Tô Cẩm Ngọc, trở thành người được cả nhà họ Tô cưng chiều. Nhưng Tô Nhất Trần không dám tin rằng Vệ Uyển hại Tô Cẩm Ngọc chỉ vì một lý do đơn giản như thế, hơn nữa khi ấy cô ta còn chưa sinh. Xe nhanh chóng tới nhà tù. Vệ Uyển bị kết án 25 năm vì tội cố ý giết người. Có thể nói cuộc đời cô ta đã hỏng bét. Thấy Tô Nhất Trần dẫn Túc Bảo tới, đáy mắt Vệ Uyển thoáng hiện sự kinh ngạc, sau đó là vui mừng khôn xiết. Sau khi bị giam, không có ai trong nhà họ Tô đến thăm cô ta, cả Hân Hân cũng không tới. Bây giờ Tô Nhất Trần dẫn Túc Bảo đến gặp cô ta, liệu cô ta có cơ hội xin giảm án hoặc thậm chí được ra tù không? Cô ta biết lỗi rồi, thật sự đã biết lỗi rồi. Ở trong tù rất khổ sở và mệt mỏi, hình phạt mà cô ta phải chịu trong những ngày qua có lẽ đã đủ rồi phải không? Có thể đưa cô ta rời xa chỗ này được không? Cô ta hứa từ giờ trở đi sẽ làm một người vợ, người mẹ tốt. Anh cả, đôi mắt Vệ Uyển đỏ hoe, chiếc còng tay và cùng chân cô ta đeo kêu leng keng. Thăm nuôi trong tù có nhiều hình thức. Một là, người nhà và tù nhân liên lạc qua điện thoại thông qua một tấm kính. Hai là gặp mặt đặc biệt, có phòng riêng, quản giáo sẽ đứng bên cạnh để canh giữ. Bây giờ, Tô Nhất Trần gặp Vệ Uyển theo hình thức đặc biệt nên mới khiến Vệ Uyển có những ảo tưởng phi thực tế. Tô Nhất Trần lạnh mặt, nói, đừng có gọi tôi bằng hai chữ anh cả, bây giờ nhà họ Tô chúng tôi không có nửa xu quan hệ nào với cô. Nước mắt Vệ Uyển rơi lã chã, lòng cô ta cảm thấy vô cùng bất bình, sao lại không quan tâm tới cô ta nữa. Cô ta là mẹ ruột của Hân Hân, trong người Hân Hân chảy dòng máu của cô ta, vậy thì nhà họ Tô tất có mối quan hệ với cô ta. Nhìn vẻ mặt của Vệ Uyển, Tô Nhất Trần biết ngay cô ta sắp sửa ra mồm. Anh không muốn nghe mấy lời đó, dứt khoát hỏi, Vệ Uyển, tôi hỏi cô, năm đó có phải cô dẫn Ngọc Nhi đi không? Vệ Uyển đang chuẩn bị cảm xúc để nói chuyện với Tô Nhất Trần thì bỗng sững sờ khi nghe được câu hỏi của Tô Nhất Trần, cô ta lập tức bày ra bộ dạng kinh ngạc, hỏi, anh cả. Anh nói gì thế? Sao em có thể làm như vậy? Sao có thể làm ra loại chuyện đó? Túc Bảo ngồi trên ghế lớn, đặt đôi tay nhỏ nhắn trên bàn, tựa cằm vào mu bàn tay. Khẽ nghiêng đầu nhìn Vệ Uyển. Mợ hai, mợ đang nói dối. Túc Bảo nói, sư phụ con dạy, khi người ta nói dối, mắt sẽ nhìn sang bên phải, ánh mắt trốn tránh, cho nên mợ đang nói dối. Đến một đứa trẻ như bé còn có thể nhìn ra, mợ hai định gạt ai chứ? Tô Nhất Trần nhỏ giọng uốn nắn, đừng gọi mợ hai, giờ cô ta chỉ là một gì xa lạ, một tên tội phạm. Sắc mặt Vệ Uyển lập tức trở nên khó coi. Vậy là, cô ra đã cả nghĩ rồi, nhìn thái độ này của Tô Nhất Trần thì chắc chắn nhà họ Tô sẽ không tha thứ cho cô ta. Túc Bảo đổi lời, hỏi, dì Vệ Uyển, mẹ con không đắc tội với dì, sao dì phải hại mẹ của con? Vệ Uyển mím môi, quay đầu sang một bên, mợ đã nói không phải mợ hại mẹ của con rồi mà. Tô Nhất Trần lạnh giọng quát, Vệ Uyển, đến lúc này rồi mà cô vẫn còn già mồm ư. Vệ Uyển quay mặt lại, hai mắt đỏ hoe, cô ta nói. Em già mồm thế nào, em không làm là không làm, sao lại đổ cho em? Vệ Uyển cũng là người thông minh, cô ta hiểu rõ nếu Tô Nhất Trần có chứng cứ thì sẽ không cất công tới tận nhà tù để chất vấn cô ta. Anh chỉ sẽ chi chút tiền để cô ta sống không bằng chết trong tù mà thôi. Cô ta chết cũng không thừa nhận đấy, dù sao nhà họ Tô cũng không thể tìm được chứng cứ. Thái độ của Vệ Uyển rất kiên quyết, đáy mắt còn chất chứa sự tuyệt vọng, cô ta cười giễu, cũng phải. Sao giờ mọi người có thể tin em được? Thấy em giết Lý Mai, mọi người liền cho rằng em là người độc ác nhất trên đời, hận không thể đổ hết tội danh lên đầu em phải không? Thấy Vệ Uyển nhập vai quá sâu, Tô Nhất Trần chỉ biết nghẹn họng. Tô Cẩm Ngọc tức giận nói, Túc Bảo, xử cô ta. Túc Bảo lập tức nghe lời, uy hiếp, dì Vệ Uyển, dì còn không nói sự thật thì đừng trách con tung chiêu hiểm nhé. Cô bé con nhe răng nhếch miệng, siết chặt nắm đấm đe dọa. Giống hệt con mèo nhỏ hung dữ xù lông. Tô Cẩm Ngọc, đáng yêu đến phạm quy rồi đó nha.
như này sao có thể gọi là đe dọa? Vệ Uyển ngẩn người. Hả? Chiêu Hiểm. Vệ Uyển lặng lẽ liếc nhìn Tô Nhất Trần một cái, chỉ thấy anh đang nhìn Túc Bảo, xem ra Tô Nhất Trần chính là Chiêu Hiểm của Túc Bảo rồi. Một con nhóc thì có Chiêu Hiểm gì cơ chứ? Túc Bảo nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của mình, thấp giọng nói, con kêu mẹ của con đối chất trực tiếp với gì nhé? Vệ Uyển. Kêu Tô Cẩm Ngọc đối chất trực tiếp với cô ta ư? Rõ là viển vông, Tô Cẩm Ngọc chết rồi còn có thể đối chất với người sống hả? Hơn nữa, Tô Cẩm Ngọc chết vì bệnh, đâu phải do cô ta hại chết. Dù đào xương cốt của Tô Cẩm Ngọc lên, tìm các chuyên gia pháp y hàng đầu đến khám nghiệm tử thi cũng không thể tìm ra bằng chứng chứng minh cô ta hại Tô Cẩm Ngọc. Vệ Uyển còn tưởng Túc Bảo có chiêu hiểm gì thật cơ, giờ thì cô ta yên tâm rồi. Vệ Uyển nhắm mắt, kiên quyết nói, mọi người về đi. Năm đó tôi thật sự không hại Tô Cẩm Ngọc, dù hiện giờ cô ta có sống lại tôi cũng không sợ. Túc Bảo, thật không? Vệ Uyển, cây ngay không sợ chết đứng, giọng điệu chắc nịch, thật. Túc Bảo hừ một tiếng, cái này gọi là gì nhỉ? Chưa thấy áo quan thì không dàn nước mắt. Bé phất tay, miệng lẩm bẩm, Vệ Uyển nhìn dáng vẻ thần bí của cô nhóc, đang định cười nhạo thì tự dưng bên tai văng vẳng âm thanh xa xôi, thật không? Cô ta giật mình không kịp phản ứng, vội đáp, thật, tôi nói thật mà. Cô ta còn đang định hỏi ngược lại lẽ nào trước kia mình không tốt với Tô Cẩm Ngọc à thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc yếu ớt, đúng là rất tốt. Vệ Uyển sửng sốt, quay phát lại. Chỉ thấy một cô gái mặc áo trắng, xõa tóc, bay lơ lửng ngay sau lưng mình. Sắc mặt Vệ Uyển trắng bệch, con người giãn ra, nhìn chằm chằm đối phương. Khuôn mặt này, không phải Tô Cẩm Ngọc thì còn ai vào đây? A a a, quỷ, quỷ a a a a. Vệ Uyển sợ hãi đứng bật dậy, đầu gối đụng mạnh vào cạnh bàn, ngã nhào xuống đất. Cai Ngục cũng bị dọa, lớn tiếng quát, ngoan ngoãn một chút. Bọn họ nhìn không thấy Tô Cẩm Ngọc, pháp thuật nhỏ của Túc Bảo chỉ khiến mỗi mình Vệ Uyển nhìn thấy thôi. Cô, tô, Vệ Uyển hoảng loạn lắp bắp mãi không thành lời. Tô Cẩm Ngọc chậm rãi giơ tay lên, bay tà tà về phía cô ta, chị dâu hai, ta chết thảm quá. Là ung thư, đau đớn đến chết, người có biết không? Khóe miệng Kỷ Trường khẽ co giật. Đây là lần đầu tiên Tô Cẩm Ngọc hiện hình bằng dáng vẻ của quỷ, cũng là lần đầu tiên cô hù dọa người khác, chơi vô cùng vui vẻ. Đầu tóc gọn gàng xóa tung lòa xòa trước mặt. Quần áo trên người cũng thay đổi từ váy hoa màu xanh nhạt sang váy dài màu trắng. Cô kiếng chân, đi bằng hai ngón cái, chậm chậm lại gần Vệ Uyển. Con người Vệ Uyển trợn tròn, ngất xỉu. Cai Ngục mạnh bạo vỗ mặt cô ta không hề thương tiếc, nhíu mày gọi, Vệ Uyển, tỉnh, đừng có giả điên giả ngu ở đây. Nghe nói lúc bị bắt, ả đàn bà này còn giả vờ bị bệnh thần kinh, giờ muốn diễn lại trò cũ đấy à? Cai Ngục khác nhìn dáng vẻ cô ta không giống giả vờ lắm mà thật sự ngất xỉu thì không nhịn được cảm thán kỹ năng diễn xuất của cô nàng này tốt thật. Mấy năm nay phạm nhân vì muốn ra ngoài mà cố tình giả bệnh, nuốt bàn chải đánh răng, lưỡi dao hay sắt gì đó, bọn họ gặp nhiều rồi. Cai Ngục liền lấy ra một cái bình nhỏ, quơ quơ trước mũi Vệ Uyển. Đáng thương cho Vệ Uyển, vất vả lắm mới ngất đi, kết quả lại bị dựng dậy rồi. Vừa mở mắt ra. Đập vào mắt là gương mặt gần trong gang tấc của Tô Cẩm Ngọc, hai con ngươi trắng dã còn khẽ nhúc nhích. Ấy, chị dâu hai, người tỉnh rồi à? Vệ Uyển thét chói tai, liên tục lùi về sau, cô đừng tới đây. Cút, cút đi. Cai Ngục, quả nhiên là đang giả vờ. Bọn họ quay trở về vị trí của mình, mặt không chút thay đổi nói, thời gian thăm tù còn 10 phút. Nhớ tranh thủ. Tô Cẩm Ngọc nghe vậy lập tức thả chiêu lớn. Chị dâu hai, năm đó ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Vì sao lại đối xử với ta như vậy, vì sao lại đuổi ta ra khỏi nhà trong lúc tinh thần không minh mẫn? Hu hu hu, ngươi có biết trước khi chết ta đau đớn thế nào không? Ngươi xem, tim ta đau đến mức co lại thành một nắm, gan phổi biến thành đá, còn có ruột phèo. Xoắn vào nhau nát bươm hết cả rồi. Tô Cẩm Ngọc vừa nói vừa móc tim gan ruột phèo ra. Vệ Uyển suýt thì ngất xỉu tiếp, đáng tiếc mùi hương nơi mũi vẫn đang sộc lên óc làm cô ta không thể xỉu được. Đừng tới đây, chứng kiến cảnh tượng đánh thẳng vào thị giác, cô ta sắp sụp đổ rồi. Tô Cẩm Ngọc bỗng nhếch miệng, hung hăng nói, được. Ngươi không nói, ta chết không nhắm mắt, vậy ta kéo ngươi chôn cùng là được. Tới đây,
Xuống dưới với ta đi. Tô Cẩm Ngọc hét lớn, duỗi tay nhào về phía Vệ Uyển. Vệ Uyển hoảng loạn nói hết, tôi nói mà. Cô ta òa khóc, cất giọng run rẩy, tôi, năm đó lúc mang thai Hân Hân, tôi đã làm xét nghiệm nhiễm sắc thể trước, biết được là con gái. Con gái nhà họ Tô rất đáng giá. Nhà họ Tô toàn cháu trai, nếu như chỉ có một đứa cháu gái thì bé sẽ trở thành công chúa nhỏ được tất cả mọi người yêu thương cưng chiều. Không chỉ vậy, nhà họ Tô còn không có duyên với con gái, một đại sư đã nói với tôi, trong một gia tộc, nhất định phải cân bằng âm dương. Lúc trong nhà toàn bé trai, nhất định phải có một bé gái. Và nếu chỉ có một, bé gái đó sẽ được hưởng phước lớn. Điều kiện tiên quyết để hưởng phước lớn là trong nhà chỉ có một viên minh châu duy nhất. Nói cách khác, trước khi Hân Hân sinh ra, Tô Cẩm Ngọc phải chết. Vậy nên cô ta mới nảy sinh suy nghĩ đuổi Tô Cẩm Ngọc đi. Khi đó căn bệnh nan y của Tô Cẩm Ngọc đã tới giai đoạn cuối rồi, cô cần được chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả không khí hít thở cũng phải được tiệt trùng. Vệ Uyển cho rằng chỉ cần vứt Tô Cẩm Ngọc ra đường thì cô nhất định sẽ đi đời nhà ma. Cô ta có lỗi gì đâu chứ. Cô ta chỉ muốn dành cho con gái cưng của mình những gì tốt nhất trên đời thôi mà. Vệ Uyển khóc lóc, dù sao thì cô cũng đâu thể sống lâu, Hân Hân lại sắp chào đời rồi. Trước đó tôi cứ tưởng cô là nỏ mạnh hết đà, ai ngờ ngày qua ngày vẫn không có dấu hiệu gì, tôi thật sự không thể chờ đợi được nữa. Cẩm Ngọc, cô đừng trách chị dâu hai được không, Hân Hân cũng là cháu gái ruột của cô mà. Hân Hân tốt, cả nhà họ Tô sẽ tốt, tôi làm vậy cũng vì suy nghĩ cho nhà họ Tô mà thôi. Lẽ nào cô không hy vọng các anh trai của mình đều khỏe mạnh ư? Tô Cẩm Ngọc ngơ ngác. Cô thật sự không ngờ, Vệ Uyển lại muốn giết cô chỉ vì một lý do hoang đường như thế. Ánh mắt Túc Bảo tràn đầy khiếp sợ, vấn đề khiến bé băn khoăn hồi lâu đã có lời giải, thế nhưng bé không có cách nào vui vẻ nổi. Con người vì dục vọng cá nhân mà có thể ích kỷ đến mức này ư? Nghe những lời bộc bạch của Vệ Uyển xong, ánh mắt Tô Nhất Trần rét căm, bầu không khí quanh người anh như sắp đóng băng đến nơi. Tốt, tốt lắm. Hóa ra sự thật lại là như thế. Vệ Uyển biết nói ra những lời kia thì bản thân cũng xong đời rồi, cuộc sống trong ngục sau này cũng không dễ chịu. Cô ta đành gượng gạo đánh trống lảng, ỉ ôi cầu xin, dù sao cũng là lỗi của em, anh cả, em là mẹ Hân Hân, em thật sự chỉ muốn dành cho con gái mình những gì tốt nhất mà thôi. Em biết sai rồi, em chỉ muốn hỏi Hân Hân bây giờ có khỏe không? Nhắc đến Hân Hân, ánh mắt Vệ Uyển đỏ bừng, nước mắt ngưng tụ thành từng hạt rơi tí tách. Em không quan tâm gì hết, thật đấy, em chỉ muốn gặp Hân Hân thôi, anh cả, xin anh, cho em gặp Hân Hân một lần thôi được không? Chỉ cần để cô ta gặp Hân Hân một lần, cô ta sẽ có cách dạy con bé lần sau lại khóc nháo đòi mẹ như thế nào, liên tục mấy lần thì Hân Hân mới sẽ không quên mất người mẹ này. Hiện tại cô ta đã chẳng còn gì, lúc ra tù cũng 6-70 tuổi rồi, hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa vào Hân Hân dưỡng lão thôi. Vậy nên bây giờ Vệ Uyển nhất định phải nắm chắc Hân Hân. Vệ Uyển luôn miệng nói yêu thương con nên mới gây ra những sai lầm kia, thế nhưng cô ta không hề nhắc tới Tô Tử Tích nửa câu, giống như đã quên mất mình còn có một đứa con trai vậy. Suy cho cùng vẫn vì lòng ích kỷ của cô ta mà thôi. Bởi vì ở nhà họ Tô, con gái có thể giúp cô ta ăn sung mặc sướng còn con trai thì không thể. Đàn ông nhà họ Tô được giáo dục rất nghiêm khắc, đều phải tự mình bươn trải kiếm tiền. Nhà họ Tô có thể làm chỗ dựa cho bọn họ nhưng sẽ không giúp đỡ về mặt tài chính. Vệ Uyển cảm thấy, con gái không giống con trai, trời sinh đã yếu ớt, cần gì phải cố gắng, nằm chờ hưởng phúc là được rồi. Lui vạn bước, của hồi môn lúc xuất giá cũng là một khoản lớn đấy. Tô Cẩm Ngọc lạnh lùng nhìn Vệ Uyển, đáy lòng nói không hận là giả dối. Vệ Uyển, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Tô Nhất Trần cũng đứng lên, Túc Bảo, chúng ta về thôi con. Không cần phải hỏi tiếp, không có ý nghĩa. Anh muốn Vệ Uyển ở trong ngục sống không bằng chết. Vệ Uyển thấy sát khí trong đáy mắt Tô Nhất Trần, cô ta lập tức luống cuống, anh cả, anh cả. Khoan đi đã, cho em gặp Hân Hân một lần thôi, em xin anh. Túc Bảo bĩu môi, dì Vệ Uyển, dì đừng mơ mộng nữa. Mọi người sẽ không bao giờ cho dì gặp chị Hân Hân đâu. Thấy Tô Nhất Trần và Tô Cẩm Ngọc đều thờ ơ, Vệ Uyển đành rời tầm mắt sang Túc Bảo. Túc Bảo ngoan, con giúp mợ hai đi. Túc Bảo, mợ hai biết sai rồi, xin con đấy.
Không phải lúc con mới về nhà rất nhớ mẹ ư, trẻ con sẽ nhớ mẹ. Chắc chắn Hân Hân cũng rất nhớ mẹ. Mấy người không thể ích kỷ như thế được, mấy người không được để Hân Hân đau buồn. Túc Bảo hừ một tiếng, chị Hân Hân mới không thèm nhớ gì đâu. Vệ Uyển ngẩn ra, sau đó kích động hét lên như bị kích thích. Sao có thể, Hân Hân không phải là đứa trẻ ích kỷ máu lạnh như thế. Cô ta vì con gái mà trả giá tất cả, hy sinh nhiều thứ như vậy, sao con gái lại không nhớ cô ta, sao lại không nhớ cô ta chứ? Thế chẳng phải cả những gì cô ta làm đều thất bại hết ư, ngay cả việc giáo dục con trẻ cũng chẳng nên hồn. Vệ Uyển khóc thảm thiết, mấy người không thể làm như vậy. Đồ ích kỷ, mấy người trả thù tôi cũng đừng liên lụy đến đứa nhỏ vô tội chứ. Hân Hân có tội tình gì đâu, mấy người không thể như vậy. Túc Bảo lắc đầu, dì Vệ Uyển, hiện tại chị Hân Hân đang rất tốt, gặp gì mới không tốt ấy. Vệ Uyển không tin, lắc đầu nguầy nguậy, sao có thể, nhất định là mấy người đã thủ thỉ gì với con bé rồi đúng không, chắc chắn mấy người đã dạy nó không cần người mẹ này đúng không. Tô Nhất Trần nắm tay Túc Bảo đi thẳng, không thèm ngoái đầu. Còng tay còng chân Vệ Uyển va vào nhau leng keng. Cô ta định đuổi theo nhưng lại bị cai ngục giữ chặt. Cửa tù đóng, cắt đứt tiếng la hét quát tháo của cô ta. Vệ Uyển vừa tuyệt vọng vừa không cam lòng, dựa vào đâu? Dựa vào đâu không cho cô ta gặp Hân Hân? Hân Hân là cô ta mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng, bọn họ có quyền gì ngăn cản hai mẹ con cô gặp nhau chứ? Trước kia Hân Hân không thể rời khỏi mẹ một giây, hiện tại chưa từng đến thăm cô ta lần nào. Hân Hân của cô ta mới không ích kỷ như vậy đâu, chắc chắn là bọn họ dạy, bọn họ đều là kẻ ác, đều là lỗi của bọn họ. Vệ Uyển kêu khóc, bị cai ngục dẫn đi. Khoảnh khắc cánh cửa sắt khép lại, Vệ Uyển cảm giác như thế giới mình cũng mất đi ánh sáng, từ nay về sau chìm trong bóng tối u ám. Trên xe, Túc Bảo hỏi, cậu cả, vì sao dì Vệ Uyển lại như vậy ạ, dì ấy chỉ thích chị Hân Hân thôi, không thích anh Tử Tích. Ở nhà họ Lâm tại Nam Thành trước kia. Lúc đầu ba và mẹ kế, ông nội bà nội đều ngóng trông đứa bé trong bụng mẹ kế là con trai. Thỉnh thoảng bọn họ hỏi bé mẹ kế đang mang thai con trai hay con gái, nếu bé đáp là em gái thì bọn họ sẽ tức giận thật lâu. Vì vậy Thúc Bảo không hiểu nổi tại sao dì Vệ Uyển lại không thích anh Tử Tích. Tô Nhất Trần nói, bởi vì nhà họ Tô nhiều con trai, nhà họ Tô cũng không nuôi cậu ấm ăn chơi trác táng nên con trai đến 18 tuổi đều phải ra ngoài tự bươn trải. Túc Bảo khó hiểu, vậy con gái thì không cần ạ. Tô Nhất Trần không trả lời mà hỏi ngược lại bé, Túc Bảo nghĩ thế nào? Túc Bảo nghiêm túc đáp, nhất định phải tự cố gắng rồi, tất cả mọi người đều phải tự cố gắng hết chứ. Túc Bảo muốn kiếm thật nhiều tiền, về sau cậu cả không cần vất vả như thế nữa, cả nhà chúng ta sẽ cũng vui vẻ bên nhau mỗi ngày. Tô Nhất Trần không khỏi bật cười. Sát khí rét buốt bị Vệ Uyển khơi ra vừa nãy đã được bé con chậm rãi xoa dịu. Ngoan, anh nói, cậu cả chờ con. Túc Bảo gật đầu lia lịa, vâng ạ. Sau đó bé vươn ngón út, cậu cả ơi, ngoéo tay. Tô Nhất Trần vươn tay, Túc Bảo móc lấy ngón út của anh, miệng lẩm bẩm, ngoéo tay. Thắt cổ, 100 năm, không được thay đổi. Bé nghĩ ngợi một chốc lại thắc mắc, ủa không đúng, ngoéo tay rồi thắt cổ là sao? Rồi sao chỉ có 100 năm thôi? Bé muốn ở bên gia đình 1 triệu năm cơ. Thế là bé con nghiêm túc nói, ngoéo tay, đóng dấu, 1 triệu năm không được thay đổi. Tô Nhất Trần không nhịn được bật cười, tiếng cười trầm thấp như phát ra từ phổi, vừa thoải mái vừa dễ nghe. Vừa trở lại nhà họ Tô, Hân Hân đã chạy ra đón, ơ mọi người vừa đi đâu về vậy, chẳng nói năng gì hết trơn đã đi rồi. Túc Bảo nhìn Tô Nhất Trần. Không biết nên nói thật hay nói dối. Chị Hân Hân có nhớ mẹ không nhỉ? Tô Nhất Trần nhìn bé bằng ánh mắt cổ vũ, có một số việc, người lớn như anh không tiện nhiều lời. Chỉ nghe Túc Bảo nói, chị Hân Hân, bọn em vừa đi thăm mẹ chị ạ. Hân Hân sửng sốt. Mẹ! Cô bé mím môi, ậm ừ một tiếng. Túc Bảo lại hỏi, chị Hân Hân, chị có nhớ mẹ không? Bé cưng nào cũng sẽ nhớ mẹ nhỉ? Bỗng dưng Túc Bảo không biết chị Hân Hân có một người mẹ như thế thì có nhớ hay không. Giống như Vệ Uyển nói vậy, nếu chị Hân Hân nhớ mẹ nhưng cậu cả không cho gặp thì cậu cả có sai không, còn nếu chị Hân Hân không nhớ thì có phải do chị ấy ích kỷ không? Túc Bảo lắc cái đầu nhỏ, bé phát hiện hình như mình cũng không thông minh đến vậy, có một số chuyện bé nghĩ nát óc vẫn không tìm được câu trả lời. Hân Hân bỗng lên tiếng, nhớ chứ,
chị cũng nhớ mẹ lắm. Có đôi khi trước lúc đi ngủ hoặc những lúc vừa tỉnh dậy, cô bé vô cùng nhớ Vệ Uyển, bởi trước đây dù mở mắt hay nhắm mắt đều có mẹ ở bên cạnh cô bé. Đáy lòng Tô Nhất Trần khẽ thắt lại. Túc Bảo sợ Hân Hân đau khổ, vội vàng nắm tay chị gái, chị Hân Hân đừng buồn, chị còn có em này. Em sẽ chịu trách nhiệm với chị. Khóe miệng Tô Nhất Trần giật giật. Bé con ngước khuôn mặt tròn trịa, chớp chớp đôi mắt to, giọng nói sặc mùi sữa nhưng ngữ điệu lại rất trịnh trọng, đúng là đáng yêu chết người. Thế nhưng, câu, em sẽ chịu trách nhiệm với chị, không phải dùng trong trường hợp này đâu con. Tô Nhất Trần không nhịn được sửa lại. Túc Bảo lắc lắc tay nhỏ, cậu cả im lặng đi mà. Không thấy bé đang khuyên nhủ chị Hân Hân à, đừng phá đám chứ. Tô Nhất Trần. Tô Cẩm Ngọc cười gần chết, nói, lời của Túc Bảo hẳn là có ý nói rằng khi lớn lên con bé sẽ chăm chỉ kiếm tiền, giúp đỡ Hân Hân. Túc Bảo gật đầu như gà mổ thóc. Đúng nha tương đương vẫn là mẹ hiểu cô bé. Hân Hân ngẩn người, chẳng hiểu chuyện gì, nói, chỉ có buồn đâu. Cô bé nói tiếp. Ba chị nói có thể nhớ mẹ vì trẻ con nhớ mẹ là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng không nên đi thăm mẹ. Vì mẹ chị làm chuyện xấu nên mẹ phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Con người không thể sống vô pháp vô thiên được. Túc Bảo khẽ chớp đôi mắt, hình như bé hiểu rồi. Nhớ mẹ và đi gặp mẹ, không phải chỉ có thể chọn một trong hai. Wow, chị Hân Hân ngày càng thông minh, em thấy chị tuyệt lắm đó. Túc Bảo rất vui vì đã nghĩ thông suốt chuyện này. Được Túc Bảo suýt xoa khen ngợi, cả người Hân Hân lâng lâng, cô bé vui vẻ nói, thật à, chị cũng cảm thấy dạo này chị ngày càng thông minh. Em nhìn xem có phải não chị to hơn chút không nè. Túc Bảo vạch tóc Hân Hân ra, không thể nhìn thấy não bên trong đâu ạ. Hân Hân nói, vậy em nhìn đầu chị đi, có phải đầu chị to hơn chút rồi không? Túc Bảo nhìn kỹ rồi nói, hình như to hơn thật. Hân Hân đắc ý nói. Sau này cứ gọi chị là Hân đầu to nhé. Túc Bảo, dạ, chị Hân Hân đầu to. Hân Hân vui mừng đáp, ừ. Tô Nhất Trần, Tô Cẩm Ngọc, Kỷ Trường đồng loạt giật khóe môi. Trẻ con vẫn luôn ngây thơ đơn thuần như vậy. Hân Hân không biết rằng, sau này cô bé sẽ hối hận vì tự đặt cho mình cái tên như vậy. Hai cô bé tíu ta tíu tít nắm tay nhau chạy vào nhà. Ánh mắt Tô Nhất Trần tràn chứa sự dịu dàng. Sau khi Túc Bảo đến, Hân Hân đã có bạn đồng hành. Về đến thư phòng, vẻ rạng rỡ trên mặt Tô Nhất Trần mới vơi bớt, ánh mắt anh lại trở nên rét lạnh và tràn đầy sát khí. Anh Toàn gọi điện kêu người, chăm sóc chu đáo, cho Vệ Uyển trong tù giam. Chợt nghe thấy tiếng cửa mở cạch một tiếng, Túc Bảo thò đầu vào. Cậu cả, có phải cậu định làm chuyện xấu không ạ? Cô bé con hỏi. Tô Nhất Trần cúp điện thoại, nói, không hề. Tô Cẩm Ngọc rầu môi, mẹ con không hiểu cậu cả của con sao, chắc chắn cậu con muốn kêu người dạy dỗ Vệ Uyển đó mà. Tuy cô rất tức giận, nhưng cô không muốn anh cả dính chút vết nhơ vì Vệ Uyển. Tô Cẩm Ngọc nói, Túc Bảo, kêu cậu cả của con đừng làm chuyện dại dột. Báo thù ấy hả, ai nói chỉ người sống mới làm được. Một mình quỷ hồn là cô đã có thể hù chết Vệ Uyển rồi. Túc Bảo được Tô Nhất Trần bế ngồi trên đùi anh. Cô bé cố giơ tay xoa đầu Tô Nhất Trần, cậu cả phải ngoan nha, đừng làm chuyện dại dột. Tô Nhất Trần bất đắc dĩ nhìn Túc Bảo, con lại biết cậu cả tính làm gì à? Túc Bảo chỉ tay sang bên cạnh, mẹ con nói mẹ còn không hiểu cậu ư. Sống lưng Tô Nhất Trần hơi cứng lại, anh hỏi, bây giờ mẹ con đang ở bên cạnh à? Thực ra lúc ở phòng thăm tù ban nãy, có một khoảnh khắc anh đã ghen tị với Vệ Uyển. Ít ra cô ta có thể nhìn thấy Ngọc Nhi. Người mà cô ta khiếp sợ lại chính là người mà nhà họ Tô muốn gặp cũng chẳng gặp được. Túc Bảo bỗng duỗi tay rồi đẩy mí mắt Tô Nhất Trần lên, đây, cậu cả nhìn đi ạ. Tô Nhất Trần vừa mất cảnh giác một chốc mà mí mắt đã bị đẩy lên. Trong tầm nhìn mơ hồ, anh chợt phát hiện ra một người đứng bên cạnh, người đó nói, Túc Bảo, con đừng chọc vào mắt cậu cả của con. Không nhìn thấy được cũng kệ đi, chẳng phải sư phụ con đã nói nếu mẹ gặp gỡ người nhà thì sẽ ảnh hưởng tới con. Tô Cẩm Ngọc còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy một giọng nói trầm khàn, Ngọc Nhi. Tô Cẩm Ngọc ngẩn người, nhìn về phía Tô Nhất Trần, anh cả, anh có thể trông thấy em rồi à? Xa cách 5 năm, hai anh em lại có thể tận mắt nhìn thấy nhau. Tô Cẩm Ngọc bỗng nhiên không nói nên lời. Cổ họng Tô Nhất Trần như bị nhét một cục bông gòn, anh im lặng hồi lâu,
chỉ lặng lẽ nhìn Tô Cẩm Ngọc. Cô em gái mà họ yêu thương hơn nửa cuộc đời giờ đã trở thành một quỷ hồn. Nghĩ tới đây, trái tim Tô Nhất Trần lại nhói đau. Chẳng biết từ lúc nào, Túc Bảo đã lặng lẽ đi ra cửa rồi khẽ đóng cửa lại. Mẹ và cậu cả chắc chắn sẽ có rất nhiều lời muốn nói, cô bé là một đứa trẻ hiểu chuyện, lúc này nên ngoan ngoãn rời đi, để lại không gian cho họ. Cô bé còn vui vẻ chạy đi tìm bà cụ Tô. Bà cụ Tô đang luyện kiếm, hai má ửng hồng, nếu không tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin rằng bà cụ trước mặt chính là bà cụ ngồi xe lăn suốt một thời gian dài trước đây. Sao vậy con? Nhìn thấy Túc Bảo chạy tới, bà cụ Tô thở hổn hển hỏi, Túc Bảo của chúng ta vừa làm gì mà mệt thế này? Túc Bảo đáp, con bận nhiều việc lắm nha. Bận đến mầm non, bận bắt quỷ. Vừa dỗ ngọt chị Hân Hân xong lại dỗ dành cậu cả. Cô bé quyết định từ bây giờ bắt đầu phải kiếm tiền thôi. Bé phải chịu trách nhiệm với mọi người trong nhà họ Tô từ già tới trẻ. Có như vậy, cậu cả sẽ không cần đi làm nữa, sức khỏe cũng ngày một tốt hơn. Đúng rồi ngoại ơi, cậu cả có uống thuốc đúng giờ không ạ? Cô bé hệt như một bà mẹ nhọc lòng vì con cái. Bà cụ Tô chỉ thấy buồn cười, có nha, hình như dạo này cậu cả con ổn hơn nhiều đấy. Khi trước, sắc mặt của Tô Nhất Trần rất tệ. Những người thức khuya lâu và mắc chứng mất ngủ trong suốt một khoảng thời gian dài thì dù có làn da trắng đến đâu cũng sẽ sạm đi. Nhưng dạo này, da mặt Tô Nhất Trần dần trắng lại, thay đổi quá rõ ràng nên anh lại bắt đầu đi phơi nắng để da rám nắng. Túc Bảo gật đầu, dạ, vậy là tốt rồi. Gia đình cô bé sẽ ngày một tốt hơn nha. Đêm đến, gió thổi qua then cửa trong phòng giam. Lúc này, Vệ Uyển cảm thấy mình không ổn chút nào. Tất cả tù nhân trong cùng một phòng đều nằm trên chiếc giường ghép liền. Phòng giam cô ta ở là phòng giam 14 người, cô ta bị đẩy xuống vị trí cuối cùng, sát nhà vệ sinh, thực sự rất kinh tởm. Đây là nơi mà con người có thể ở ư, xã hội bây giờ phát triển như vậy, không thể cải thiện chất lượng cuộc sống trong tù ư. Nhiều người nằm chung một phòng, đôi khi còn có người ngáy to khi ngủ, ồn muốn chết. Vì chuyện xảy ra ban ngày mà Vệ Uyển không ngủ được. Bây giờ nghe tiếng ngáy lúc to lúc nhỏ càng khó chịu hơn. Nhà họ Tô đúng là máu lạnh mà, cô ta sinh Hân Hân và Tô Tử Tích cho nhà họ Tô, không có công lao cũng có khổ lao. Ánh mắt của Tô Nhất Trần lúc rời đi, hệt như muốn giết chết cô ta. Sau này cô ta sống thế nào trong tù đây? Ở trong tù vô cùng vất vả, không giống như người bên ngoài tưởng tượng, nào là được cung cấp chỗ ăn chỗ ở, nào là ngày ngày ra ngoài đi dạo. Tù nhân phải làm những công việc như siết vít, dán bút bi. Một số thứ rẻ tiền trên thị trường thực chất được sản xuất trên dây chuyền sản xuất của nhà tù. Rất mệt mỏi. Nếu Tô Nhất Trần âm thầm kêu người dở trò thì cô ta có thể tưởng tượng được những ngày tháng tiếp theo của cô ta sẽ luôn có việc làm mãi không hết, thậm chí còn có thể bị đánh, bị ấn đầu và uống nước tiểu. Vệ Uyển càng nghĩ càng tủi thân và bất bình. Cô ta chỉ muốn gặp con gái của mình thôi. Lẽ nào chút quyền con người này cũng bị tước bỏ luôn ư? Vệ Uyển đang nghĩ ngợi thì chiếc giường ghép lại kêu kẽo kẹt. Vệ Uyển đã quá quen với âm thanh này, đúng là cái tù ngục rách dưới, hễ ai lật người thì giường lập tức phát ra tiếng động. Nhưng tiếng cót két mãi không dừng lại, Vệ Uyển bực bội mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ta run lên vì sợ hãi, xém chút nữa hồn vía cô ta đã thăng thiên luôn rồi. Trong phòng giam, ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào lờ mờ, Vệ Uyển vốn đã quen với bóng tối nên có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Tất cả tù nhân nằm chung tấm giường ghép với cô ta đều đứng dậy, ai nấy đều cúi đầu và buông thõng tay, không thể nhìn rõ vẻ mặt họ. Nhưng không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, những người đang đứng này hệt như những thây ma trong ngày tận thế. Vệ Uyển như bị bóp cổ, không sao hét lên được, đáy mắt cô ta chất chứa sự hoảng sợ. Họ. Muốn làm cái gì? Lẽ nào Tô Nhất Trần đã mua chuộc tất cả tù nhân trong phòng giam này để đợi đến tối đánh chết cô ta ư? Ngay lúc này, một người bỗng bước lên trước. Rắc! Lần này không phải là tiếng cót két của tấm giường khi lật người mà là tiếng xương người cọ sát. Đám người này lặng im không một tiếng động, lần lượt di chuyển vang lên âm thanh rắc rắc. Vệ Uyển muốn thét lên nhưng cổ họng vẫn không thể phát ra tiếng. Cô ta vô thức liếc nhìn chân một người trước mặt. Bàng hoàng nhận ra người này đang kiếng chân, đi bằng đầu ngón chân như Tô Cẩm Ngọc sáng nay. Đồng tử Vệ Uyển co rút, cô ta quét mắt nhìn xung quanh, tất cả tù nhân trong phòng giam này đều đang đứng cùng một tư thế.
đáy mắt Vệ Uyển tràn đầy sự kinh sợ. Lúc này, hơn mười mấy người nhào lên cắn vào cổ cô ta. Không, đừng đến đây, đừng. Vệ Uyển thét chói tai rồi lăn người khỏi tấm giường. Bỗng nhiên, Vệ Uyển phát hiện ra những tù nhân, thây ma, vừa xé xác cô ta ban nãy đều đang ở trên tấm giường ghép và nhìn chằm chằm vào cô ta. Bạn tù ở gần Vệ Uyển nhất giơ tay tát vào mặt Vệ Uyển, nửa đêm nửa hôm kêu gào như ma quỷ thế hả, muốn chết à? Vệ Uyển bưng mặt, nước mắt lưng tròng, tôi không, tôi. Xin lỗi. Sống trong phòng giam lâu như vậy, Vệ Uyển đã sớm phủ phục sát đất trước sự đánh đập của các bạn tù. Lời xin lỗi của Vệ Uyển không được tha thứ, một nữ tù nhân có thân hình khá vạm vỡ được nằm ở vị trí tốt nhất lên tiếng, lôi cô ta vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại. Người phụ nữ vừa tát Vệ Uyển ban nãy lập tức túm tóc Vệ Uyển rồi kéo cô ta vào nhà vệ sinh. A, buông ra. Da đầu Vệ Uyển đau đớn, trong lòng cô ta không ngừng chửi rủa nhà tù đúng là cái nơi hạ đẳng nhất, đám tù nhân dơ bẩn này chẳng có chút giáo dục gì cả. Không thèm nói lý lẽ, hở ra là động tay động chân. Rầm. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, một sợi dây được kéo từ bên ngoài và buộc chặt vào cột đá. Sau đó cửa ban công cũng đóng lại. Vệ Uyển cứ vậy mà bị bỏ lại trong nhà vệ sinh chật hẹp, suýt chút nữa ói ra máu. Bây giờ cô ta mới hoàn hồn, hóa ra ban nãy cô ta nằm mơ. Đều tại Tô Cẩm Ngọc hù dọa cô ta đến mức này. Vệ Uyển nhìn quanh, nhà vệ sinh vừa bẩn vừa hôi. Từ khi tới đây, cô ta chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà vệ sinh, nhưng cô ta đâu phải loại người làm công việc này. Vì vậy, lần nào Vệ Uyển cũng dọn dẹp qua loa, bây giờ thì hay rồi, cô ta bị chính mình hại cho, say, luôn vì thứ mùi hôi. Quẹ, Vệ Uyển mắc ói. Mở cửa, mở cửa, cô ta hét lên. Không ai trả lời cô ta. Vệ Uyển tức giận ngồi luôn lên bồn cầu, muốn bật khóc. Sao cô ta lại đen đủi như này? Lúc này, ngoài cửa có một bóng người lay động. Vệ Uyển vội vàng nói, là ai thế, làm ơn thả tôi ra với. Cái bóng không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh. Ngô Yên à, cô có thể mở cửa cho tôi được không? Vệ Uyển cứ ngỡ là Ngô Yên người dễ nói chuyện nhất phòng giam, nhưng đối phương vẫn đứng im lìm ngoài cửa. Vệ Uyển bỗng thấy sợ hãi, lông tơ cả người dựng lên. Không phải Ngô Yên. Vậy, vậy là ai? Nửa đêm không lo ngủ mà lại đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh. Là AI.AI, Vệ Uyển bật khóc hỏi. Người đó vẫn im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của cánh cửa nhà vệ sinh vang lên. Giống như tiếng móng tay cào vào cửa. Vệ Uyển sợ hãi hét lên, người đâu mau tới đây. Mau mở cửa. Cô ta vừa hét lên thì tiếng cào trên cửa bỗng dừng lại. Bóng đen cũng biến mất. Vệ Uyển hoảng sợ, cẩn thận áp vào khe cửa, muốn nhìn xem bên ngoài là ai. Bỗng nhiên, một con mắt bên ngoài khe cửa sắp tới gần, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Vệ Uyển ngã rầm vào bồn cầu, mặt trắng bệch, miệng liên tục kêu cứu, nhưng dường như nhà vệ sinh này đã cách ly với phần còn lại của thế giới, dù cô ta hét to thế nào đi chăng nữa thì vẫn không có người tới cứu. Nằm mơ đấy mà, mình đang nằm mơ thôi. Vệ Uyển lồm cồm bò dậy từ bồn cầu, cảm giác kinh sợ khiến cô ta ói mửa đến mức bụng đau thắt, cô ta chật vật vặn vòi hoa sen xả nước khắp người. Bỗng, cô ta phát hiện nước từ vòi hoa sen khi rơi xuống đất sẽ chuyển sang màu đỏ. Có máu nhỏ giọt từ trần nhà. Đồng tử Vệ Uyển co rút, cả người cô ta trở nên cứng đờ, không dám ngẩng đầu nhìn. Két két, âm thanh kia lại vang lên. Vệ Uyển không dám cử động, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cả người cô ta run lên từng chặp. Vệ Uyển chợt thấy trán hơi ngứa, hình như tóc mai đang rũ xuống. Cô ta không khỏi đưa tay gạt đi, lúc này mới phát hiện ra đây chẳng phải tóc cô ta, mà là tóc của người nào đó buông xuống vì đang treo ngược trên trần nhà. Đây là tóc của, người, đó. Ngày hôm sau, các tù nhân mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy Vệ Uyển đang nằm cuộn tròn trên sàn với nước tiểu khắp người, mùi khai nồng nặc. Này, chết rồi à, mẹ kiếp, ghê tởm quá, chưa chết thì nhanh đi dọn nhà vệ sinh đi. Vệ Uyển sợ hãi nhìn đám bạn tù, vớ lấy một cái khăn rồi bắt đầu lau sàn. Không ai biết đêm qua Vệ Uyển đã trải qua những gì, mà đây mới là sự khởi đầu. Ngày sau, cô ta sẽ phải sống quãng đời còn lại trong sợ hãi và hối hận. Đau đớn hơn cả cái chết.
nhà họ Tô. Nhận được tin Vệ Uyển có biểu hiện bất thường trong phòng giam, Tô Nhất Trần chỉ cảm thấy khó hiểu không thôi. Túc Bảo, tối qua mẹ con ra ngoài à, anh hỏi. Túc Bảo đáp, không ạ, sao cậu cả lại hỏi như thế? Tô Nhất Trần đáp, Vệ Uyển gặp phải cú sốc gì đó. Hôm qua Tô Cẩm Ngọc kêu anh đừng động tay động chân, cứ để cô trừng phạt Vệ Uyển, hơn nữa cô sẽ ra tay sạch sẽ, không để lại chút sơ hở. Tô Nhất Trần còn tưởng tối qua Tô Cẩm Ngọc đi hù dọa Vệ Uyển. Túc Bảo mù mờ, chịu cú sốc ư. Cô bé còn chưa ra tay mà. Mẹ cô bé cũng vậy. Là ai nhỉ? Túc Bảo hồ nghi hỏi. Còn ai có thù hận với Vệ Uyển ư? Kỷ Trường lật cuốn sổ, chẳng ngờ lại nhìn thấy một cái tên. Hắn không khỏi chau mày. Quỷ hồn này, nó muốn làm gì nhỉ? Túc Bảo đang ở thư phòng với Tô Nhất Trần. Nghe tin Vệ Uyển bị hù dọa đến mức tè ra quần, điều đầu tiên mà hầu hết mọi người nghĩ đến chính là khả năng cô ta đã bị đánh. Nhưng điều đầu tiên mà Túc Bảo và Tô Nhất Trần nghĩ đến lại là, chắc chắn cô ta bị quỷ hù dọa rồi. Không phải mẹ con dọa đâu, tối qua mẹ con ở nhà mà. Túc Bảo nói vậy nhưng cũng không quá chắc chắn. Tô Cẩm Ngọc nhẹ nhàng bay từ bên ngoài vào thư phòng. Túc Bảo vội hỏi, mẹ, tối muộn hôm qua mẹ có đến nhà tù không? Tô Cẩm Ngọc khó hiểu hỏi, không, sao con lại hỏi vậy? Vốn dĩ cô định đi tìm Vệ Uyển, nhưng có việc khác cần xử lý trước nên tạm thời hoãn lại. Túc Bảo, cậu cả nói đêm qua gì Vệ Uyển quá kích động nên tè ra khắp người. Tô Cẩm Ngọc, oa, vị anh hùng hảo hán nào ra tay trượng nghĩa thế, xin nhận của mẹ một lạy. Túc Bảo, Kỷ Trường nói, không phải anh hùng hảo hán, là một quỷ hồn thôi. Có khả năng nó tới để tìm cô đấy. Hắn nhìn sách suy nghĩ, Tô Cẩm Ngọc đã là quỷ hồn được ghi chép trong sách. Thông thường, sẽ không có bất cứ lời nhắc nào bên dưới tên của các tử hồn bình thường. Nhưng bây giờ một cái tên xuất hiện. Điều này khiến Kỷ Trường cảm thấy rất kỳ lạ. Vì cô mà đi báo thù Vệ Uyển, xem ra quỷ hồn này muốn lấy lòng cô rồi nhỉ. Việc đầu tiên quỷ hồn đó làm là giúp Tô Cẩm Ngọc báo thù, mục đích quá rõ ràng còn gì. Tô Cẩm Ngọc, ô, là quỷ hồn chết tiệt nào thế? Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật. Tô Cẩm Ngọc chả hiểu chuyện gì, cô có nói sai gì đâu, quỷ hồn chết nhiều năm rồi chẳng phải chính là quỷ chết tiệt hay sao? Tô Cẩm Ngọc sáp người tới nhìn cuốn sách trời không có chữ của Kỷ Trường, quả nhiên vẫn không thấy gì như lần trước. Trên sách viết gì thế? Tô Cẩm Ngọc hỏi. Kỷ Trường phất tay, cuốn sách lập tức biến mất. Hắn nói, không có gì đâu, chỉ xuất hiện một cái tên thôi. Tô Cẩm Ngọc, tên là gì? Kỷ Trường nói ra một cái tên kêu như chuông, Long Ngạo Thiên. Tô Cẩm Ngọc, hay lắm, đây có phải cuộc chơi mà Tô Cẩm Ngọc và Long Ngạo Thiên cùng đánh đập Hắc Liên Hoa Vệ Uyển không? Túc Bảo tò mò hỏi, quỷ hồn này lợi hại lắm ạ. Khi trước, cuộc sống của Tô Cẩm Ngọc chỉ xoay quanh quá trình hóa trị hoặc tạm nghỉ chờ hóa trị, không có chút vui thú nào ngoài đọc sách. Số sách cô đọc không phải 700 cuốn thì cũng là 500 cuốn, bao gồm cả tiểu thuyết nữ chủ và nam chủ. Vì vậy cô không xa lạ gì với cái tên Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên là nhân vật nam chính lợi hại nhất trong thể loại tiểu thuyết nam chủ, hành sự không theo lẽ thường, chẳng cần dùng đầu óc vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ địch bằng hào quang của nhân vật chính. Tóm lại, có thể coi đây là phiên bản nam của Mary Sue. Tô Cẩm Ngọc ngẫm nghĩ, nói, Long Ngạo Thiên vô cùng lợi hại, có thể bay lên trời. Túc Bảo, lợi hại thế sao còn chết ạ? Tô Cẩm Ngọc, hào quang của nhân vật chính bỗng nhiên bị tắt lụi. Túc Bảo hỏi tiếp, lợi hại thế còn phải lấy lòng mẹ, vậy chẳng phải mẹ còn lợi hại hơn ư? Tô Cẩm Ngọc, Túc Bảo lại hỏi, anh đó là ác quỷ à, là loại quỷ gì thế ạ? Kỷ Trường, khụ. Câu hỏi nào của cô bé con hắn cũng không trả lời nổi. Cụ thể là ác quỷ hay lệ quỷ cũng phải đợi đến lúc tận mắt nhìn thấy mới biết được. Gương mặt nhỏ nhắn của Túc Bảo thoáng lộ vẻ thất vọng, sao người lớn luôn không trả lời thắc mắc của trẻ con vậy? Kỷ Trường đứng dậy đi ra ngoài, giờ sư phụ đi xem thử luôn. Tô Cẩm Ngọc cũng bay ra ngoài, mẹ đi xem hôm nay bà ngoại nấu món gì ngon nha. Tô Nhất Trần ấm Túc Bảo lên, đi nào, cậu cả và con tới nhà tù một chuyến. Tiểu Túc Bảo, vẫn là cậu cả đáng tin cậy nhất. Tô Cẩm Ngọc lập tức bám theo, bỏ đi, bà ngoại con nấu gì chẳng ngon. Trước tiên chúng ta cứ đi gặp Long Ngạo Thiên cái đã. Túc Bảo. Mẹ ơi,
Sao mẹ trở mặt nhanh thế ạ? Trong nhà tù, Túc Bảo gặp lại Vệ Uyển, chỉ thấy hai mắt cô ta đờ đẫn như mất hồn. Thấy Túc Bảo, Vệ Uyển xông tới, tha thiết nói, Túc Bảo, cứu mợ với. Con cứu mợ với. Không đợi Túc Bảo trả lời, Vệ Uyển lại nhìn về phía Tô Nhất Trần, anh cả ơi, em sai rồi, em thực sự sai rồi. Tất cả đều là lỗi của em không xin gặp Hân Hân nữa, em chỉ xin anh cả đưa em ra khỏi đây, xin anh đấy. Vệ Uyển sợ hãi quỳ xuống nói. Vẻ cao ngạo trước đây của cô ta đã hoàn toàn biến mất. Túc Bảo và Tô Cẩm Ngọc đều nhìn về phía sau Vệ Uyển. Tô Cẩm Ngọc vươn cổ nhìn, vị anh hùng hảo hán kia đâu rồi? Cô là quỷ hồn nên dứt khoát bay vào trong tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng quỷ hồn nào. Kỷ Trường trao mày nhìn la bàn bát quái tạo nên từ ánh sáng và bóng tối, nói, có lẽ nó đang ở đây. Hắn phất tay, la bàn bát quái biến mất. Đúng lúc này, một nam quỷ mặc áo khoác đen đính đá, phối với quần đen bó sát, đầu tóc trải chuốt như cái chổi tình cờ đi ngang qua. Tóc nó có màu đen, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh lam. Viên mắt được kẻ đen và đôi môi cũng có màu đen. Có một hàng bông tai ở cả hai tai. Thấy Túc Bảo cùng Kỷ Trường và Tô Cẩm Ngọc, nó hơi nhướn mày. Ồ, đồng loại, khóe miệng nó nhếch lên, tà ác mà quyến rũ. Kỷ Trường và Tô Cẩm Ngọc đều giật khóe môi. Túc Bảo mở to đôi mắt, wow, đây là Long Ngạo Thiên à. Dáng vẻ quả nhiên rất lợi hại nha. Chẳng ngờ, Tô Cẩm Ngọc lại đập một phát lên đầu Long Ngạo Thiên khiến hắn bay ra ngoài. Một chiếc dép lê của Long Ngạo Thiên cũng bay lên, nện vào đầu Vệ Uyển. Vệ Uyển chỉ cảm thấy trên đầu lạnh buốt. Long Ngạo Thiên bò dậy, tức giận nói, nữ nhân, không ai có thể từ chối Long Ngạo Thiên ta. Nàng! Không đợi nó nói xong, Tô Cẩm Ngọc đã túm tóc nó kéo xuống. Long Ngạo Thiên, ôi đau đau đau! Tô Cẩm Ngọc, chịu hết nổi, tôi còn tưởng mình sẽ được gặp nam chính trong truyền thuyết cơ, không ngờ lại là một lãnh thiếu, một của Burial Love Family, hai. Một thiếu niên lạnh lùng. Hai, Burial Love Family là từ được dùng bên Trung Quốc, chỉ những người có kiểu tóc cường điệu, ăn mặc gớm ghiếc và đi ngược lại xu hướng, thích làm ra vẻ sát thủ, thích nhảy múa và lập thành một nhóm để thu nạp thêm thành viên. Túc Bảo khẽ chớp mắt, lãnh thiếu là gì, Burial Love Family là gì? Hỏng rồi, sao những lời mẹ nói cô bé đều không hiểu gì, lẽ nào đây là khoảng cách thế hệ mà người lớn hay nhắc tới ư? Long Ngạo Thiên che đầu, ra sức giữ gìn kiểu tóc của mình. Nói, tỷ tỷ, có thể nể mặt ta chút không? Vừa mở miệng, hình tượng nhân vật của Long Ngạo Thiên càng vỡ nát. Kỷ Trường chau mày, ngươi là Long Ngạo Thiên. Nam quỷ gật đầu, ừ. Tô Cẩm Ngọc chỉ tay vào Vệ Uyển, đêm qua ngươi hù dọa cô ta thành ra thế này à? Long Ngạo Thiên nhướng mày, hừ một tiếng, ca ca hù họa, sự cô độc đâu có hù dọa con người. Nữ nhân này dám làm vấy bẩn đôi mắt của bổn thiếu gia, á đau đau đau. Tô Cẩm Ngọc lại kéo tóc nó. Có thể nói chuyện tử thế được không hả? Long Ngạo Thiên ngoan ngoãn đáp, có thể. Túc Bảo hỏi, sư phụ, anh ấy là loại quỷ gì? Mặt Kỷ Trường không chút biểu cảm, cuối cùng hắn cũng biết tại sao Long Ngạo Thiên lại muốn lấy lòng Tô Cẩm Ngọc rồi. Vì cô là U Hoàng Nhân Gian, gọi cô là, người, may mắn nhất trên đời cũng chẳng ngoa. Nhưng tên Long Ngạo Thiên này, nó là quỷ xui xẻo. Túc Bảo bừng tỉnh ngộ, nhìn quỷ xui xẻo trước mặt. Chả trách mắt môi đều thâm đen, hóa ra là đen đủi. Quỷ xui xẻo thanh minh, cái này là đi ngược với xu hướng chính, ngươi thì hiểu cái gì? Túc Bảo, đi ngược với xu hướng chính là gì thế này? Sở thích của thế hệ cũ thật lạ lùng. Kỷ Trường hỏi, ngươi cố tình, chỉnh, Vệ Uyển thành ra thế này vì muốn thu hút chúng ta tới hả? Quỷ xui xẻo, cũng không phải. Vừa hay ta cũng ghét Vệ Uyển đó thôi. Kỷ Trường cười lạnh, có lẽ người bị ngồi tù ở đây rất lâu rồi, sớm không ghét muộn không ghét, đằng này cứ phải đợi sau khi Túc Bảo tới thăm nuôi Vệ Uyển mới bắt đầu ghét cô ta ư. Thấy không thể che giấu được, quỷ xui xẻo chỉ đành thành thật thú nhận. Hóa ra quỷ xui xẻo đã bị mắc kẹt ở đây gần 20 năm, dù có trở thành ác quỷ cũng không thể rời khỏi nơi này. Rất nhiều tù nhân mới phải vào tù mỗi ngày nhưng chẳng ai có bát tự khớp với nó. Vất vả lắm mới biến thành ác quỷ, nó còn cười phá lên vì tưởng có thể rời khỏi đây sau 10 năm, chẳng ngờ lại bị lưới điện trên tường giật điện cho bắn trở lại. Nó muốn rời đi từ cửa chính,
kết quả bị một con chó đen rượt đuổi 5 vòng quanh nhà tù. Ta mất 10 năm mới biến thành ác quỷ, nhưng mất thêm 7 năm mà vẫn chưa thể rời khỏi nhà tù này. Mỗi lần nó sắp thành công rời đi thì lại phát sinh đủ tình huống chặn bước nó. Vô cùng xui xẻo. Hôm qua ta nhìn thấy các người tới đây, ta vui mừng khôn xiết, lặng lẽ đi theo các người, những tưởng rằng có thể thoát khỏi nơi này. Nào ngờ chưa ra khỏi cửa nhà tù thì có một bà lão đến thăm con trai ở quê mang theo một con gà trống to, con gà trống đó bay ra khỏi cái bao và mổ cho quỷ xui xẻo lùi về nhà tù. Túc Bảo mù mờ hỏi, anh còn sợ gà nữ ư? Quỷ xui xẻo trưng ra bản mặt gặp suối quẩy, gà trống có dương khí quá mạnh. Túc Bảo hồ nghi, thật sao? Quỷ xui xẻo vuốt tóc mái của mình, khẽ hất tóc rồi nói lảng tránh, đương nhiên. Còn lâu nó mới nhận mình sợ gà nhé. Thấy Túc Bảo còn muốn hỏi thêm gì đó, quỷ xui xẻo vội nói, thế có thể đưa ta đi không, chỉ cần giúp ta thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này thì kêu ta làm gì cũng được hết. Túc Bảo nhìn kỷ trường, hắn chỉ nói, con muốn làm gì thì làm. Túc Bảo gật đầu, muốn hỏi quỷ xui xẻo là ai, vì sao lại chết. Nhưng nơi này quá đông người, Túc Bảo liền kéo tay Tô Nhất Trần, nói, cậu cả ơi mau đi thôi. Tô Nhất Trần không hỏi lý do, dứt khoát nắm tay Túc Bảo đi luôn. Vệ Uyển, cô ta ngồi đây khóc nửa ngày trời, Tô Nhất Trần chẳng thèm đếm xỉa, còn Túc Bảo thì ngồi chơi ngón tay và lầm bầm lầu bầu gì đó một mình. Rốt cuộc hai người họ tới làm cái gì thế? Không phải vì nghe tin cô ta sống thảm trong tù nên mới đến thăm cô ta ư? Vệ Uyển cảm thấy bị coi thường và sỉ nhục, sao bọn họ có thể như vậy? Cô ta không cam tâm, không muốn tiếp tục ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa, dù chỉ đổi cô ta sang nhà tù khác thôi cũng được. Túc Bảo, Vệ Uyển vùng vẫy muốn đuổi theo, nhưng còn chưa ra khỏi cửa phòng thăm nuôi thì một gương mặt đã đột ngột dán tới. Hai mắt Tô Cẩm Ngọc đang chảy dòng lệ máu, cô khóc thút thít, chị dâu ơi! Vệ Uyển sợ đến mức chân đứng vội lại, ngã nhoài ra đất. Tô Cẩm Ngọc vặn vẹo thân thể, bò trên mặt đất, chị dâu, hình như người em đứt làm đôi rồi, chị giúp em với. Vệ Uyển hét lên rồi lùi lại, ngay cả lúc quản giáo lên kéo cô ta vẫn kinh hãi vung vẩy tay chân. Cút đi, đừng đến đây, đừng đến đây, Vệ Uyển hét to. Tên quản giáo dứt khoát cho cô ta sơi một dùi cui điện. Vệ Uyển trợn mắt, ngã xuống đất co giật. Khoảnh khắc trước khi ngất đi, Vệ Uyển tuyệt vọng quá đỗi, tại sao người bị tổn thương luôn là cô ta, sao cô ta lại thảm như này? Tô Nhất Trần nắm tay Túc Bảo ra ngoài, giám ngục dẫn đường cho họ nói, người nhà một tháng chỉ được vào thăm một hai lần. Gần đây Vệ Uyển không ngoan ngoãn, tháng sau anh hãy tới thăm cô ta nhé. Tô Nhất Trần gật đầu, ừm. Túc Bảo, chú ơi yên tâm đi ạ, con và cậu sẽ không tới nữa đâu. Giám ngục. Chiếc xe từ từ lái đi ra ngoài. Có hai cổng vào nhà tù, bánh trước của ô tô cuối cùng cũng đi qua cổng và một nửa thân xe đã ra khỏi nhà tù. Quỷ xui xẻo vô cùng kích động, cuối cùng nó cũng sắp thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này rồi. Nó cười phá lên, ta ra ngoài rồi, ha ha, ta ra ngoài rồi. 17 năm, tròn 17 năm. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên ta cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này rồi. Ta muốn hỏi hôm nay còn ai có thể ngăn cản ta đây? Cả người quỷ xui xẻo bỗng tràn đầy sát khí, nó lao ra khỏi cửa kính ô tô rồi bay ra ngoài. Kỷ Trường nheo mắt, lừa phỉnh ư, muốn chạy ư. Túc Bảo hét to bằng giọng nói non nớt, này, chạy đi đâu vậy? Đôi mắt được kẻ một lớp mực đen dày của quỷ xui xẻo thoáng hiện sự khinh miệt. Hừ, nó muốn tự do. Chỉ có kẻ ngốc mới đi với họ. Đúng lúc này, một tia sét đột nhiên đánh xuống từ bầu trời. Đùng. Quỷ xui xẻo bị đánh cho bay ngược trở lại rồi nện vào lưới điện trên tường, giật cho tung hồn thể. Sau đó ngã xuống, vừa vặn rơi xuống dưới chân chú chó cảnh sát. Chú chó cảnh sát đang đi tè bỗng sừng sốt. Chuyện gì thế này, hình như ban nãy nó trông thấy thứ gì đó mà. Mùi này giống như mùi của bóng đen mà nó truy đuổi 5 vòng lần trước. Chú chó cảnh sát cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng không trông thấy gì hết. Thôi kệ đi, cứ phải tè trước đã. Chó cũng có ba nhu cầu cấp bách giống con người mà. Quỷ xui xẻo vừa toan bò dậy thì đã bị chó cảnh sát tè cho ướt đầu. Quỷ xui xẻo. Xe của Tô Nhất Trần dừng ngoài cổng lớn, cửa xe mở ra, Túc Bảo bước xuống. Cô bé ngồi xổm ngoài cổng lớn,
tò mò nhìn quỷ xui xẻo đang nằm bên trong. Sư phụ ơi, anh ấy không ra ngoài được thật nhỉ? Nhà tù này cũng chẳng vẽ lá bùa nào, cánh cổng lớn thậm chí còn chưa đóng lại. Chỉ bị ngăn cách bởi một tầng không khí thôi mà quỷ xui xẻo không thoát ra nổi. Kỷ Trường lấy cuốn sổ ra xem, nói, hỏi bát tự và nơi sinh của nó để sư phụ xem thử. Rốt cuộc quỷ xui xẻo đã làm gì mà bị mắc kẹt trong một nhà tù thế này? Lúc này, hồn thể quỷ xui xẻo đang tỏa ra khói đen, hai mắt nó đẫm nước ngước nhìn bầu trời. Nó đắc ý quá sớm rồi. Sớm biết vậy, nó nên chờ chiếc xe hoàn toàn rời khỏi cửa sắt rồi hãy chạy thoát thân. Hu hu hu, quỷ xui xẻo bật khóc. Túc Bảo vốn định duỗi tay chọt vào người quỷ xui xẻo, nhưng thấy khắp người nó dính nước tiểu của chú chó nên đành thôi. Anh Long Ngạo Thiên, anh sinh ra ở đâu, ngày sinh và bát tự là gì, sao lại chết, Túc Bảo hỏi. Đến bây giờ quỷ xui xẻo mới hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo, nó uể oải đáp, ta là người quận hành ở Nam Ninh, sinh vào tháng 1 năm 1988. Ta chết năm 2005, bị một con gà trống mổ chết. Túc Bảo, Tô Cẩm Ngọc cũng thấy hứng thú, bay tới hỏi, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Quỷ xui xẻo liếc nhìn hai mẹ con không có lương tâm thích hóng hớt trước mặt. Bỏ đi, dù sao nó cũng đánh không lại. Năm đó ta không chịu học hành chăm chỉ, suốt ngày chỉ thích đến quán internet, nghỉ lễ cũng phải chơi vài ngày rồi mới về quê. Mẹ ta bảo ta cho gà ăn, ta buồn ngủ quá nên lấy thức ăn cho gà giải bừa bãi rồi đặt cái chậu lên tường. Ta vô tình giẫm phải phân gà nên bám vào tường, giơ chân lên trà vào thành bên. Không rõ tại sao cái chậu trên tường lại rơi xuống và đập vào đầu ta. Ta giật mình lùi lại mấy bước, vô tình giẫm lên một con gà mái đang ăn. Túc Bảo khẽ chớp đôi mắt, sau đó anh bị con gà trống mổ chết à? Tô Cẩm Ngọc trưng ra bộ dạng hóng hớt, phân tích, không thể như vậy đâu nhỉ, gà mổ mà chết được ư. Hai mẹ con Túc Bảo nhìn quỷ xui xẻo. Quỷ xui xẻo. Quỷ xui xẻo tiếp tục nói, sao có thể chứ? Chẳng qua là nó giẫm phải gà mái, gà trống nổi giận lao tới mổ nó lia lịa. Nó đã bị ngã ra đất rồi mà gà trống còn mổ vào mắt của nó nữa. Đau đến mức khiến nó phải nổi giận, cầm lấy cây gậy ở bên cạnh, đánh thẳng vào đầu con gà trống bốp một phát, con gà trống đã chết. Bầy gà cục tác không ngừng, hai mắt nó đau đến độ không nhìn thấy được gì, chân này vướng chân nọ hoảng loạn giẫm chết gà con. Gà mái nhìn thấy vậy lại xông lên. Vì thế nó đã đánh chết gà mái. Lúc mẹ ta trở về, phát hiện 7 con gà con vừa mới nở bị ta giẫm chết 3 con, gà trống gà mái cũng bị ta đánh chết, tức giận đến mức đánh ta một trận ra hồn. Chỉ bởi vì trận đòn roi này, nó mới bực tức bỏ nhà ra đi, cầm theo chút tiền ăn chơi la cà, đến hôm khai giảng cũng không có chịu đi học. Ba ta cũng tức nên không cho ta đi học, lúc ấy ta cũng cứng đầu cứng cổ, không cho đi học thì khỏi đi luôn. Chẳng phải chỉ là đi làm công kiếm tiền thôi à, ta cũng làm được. Vì thế ta đã nộp đơn xin làm đầu bếp, thuận lợi tìm được công việc đầu tiên. Nhưng làm chưa được một tháng, quán cơm đã đóng cửa. Ta đành phải tới khách sạn làm bảo vệ, đương nhiên cũng nộp đơn thành công nhưng chỉ sau nửa tháng, khách sạn cũng đóng cửa. Hết cách, ta đành phải vào nhà máy làm dân vặn đinh ốc, ai biết được mới 7 ngày mà nhà máy điện tử cũng đóng cửa luôn. Tô Cẩm Ngọc. Túc Bảo. Sau thì sao? Hai mẹ con ngồi xổm bên cạnh cổng lớn, chống má, đồng thanh hỏi. Quỷ xui xẻo nói, không còn cách nào nữa, ta đành phải vào tù làm người vệ sinh, nhà tù không thể nào đóng cửa được đúng không? Nhưng ai nào ngờ, nhà tù lại đóng cửa thật. Túc Bảo và Tô Cẩm Ngọc. Quỷ xui xẻo, thành phố mới quy hoạch, nhà tù cũng bị quy hoạch đi rồi, cũng không cần ta nữa. Túc Bảo chỉ cảm thấy rất thần kỳ, hỏi. Sau đó thì sao? Quỷ xui xẻo, ta vào công ty là công ty đó sẽ đóng cửa, dần ra các ông chủ đều biết được chuyện này, không chịu nhận ta vào làm. Ta quả thật không còn tiền nữa, mới biết được thì ra để sinh hoạt ở trong xã hội lại khó đến vậy. Ta trở về cầu xin ba cho ta đi học lại, ba ta đồng ý, nhưng ta mới trở về đi học được mấy hôm, trường học lại đóng cửa. Túc Bảo và Tô Cẩm Ngọc. Bé con sợ ngây người. Trường học cũng có thể đóng cửa á. Năng lực này, chắc chị Hân Hân sẽ rất thích nhỉ. Quỷ xui xẻo thở dài, trường học được thăng cấp thành trường danh tiếng, khu dạy học cũ sẽ bị san bằng hết,
một số học sinh có thành tích kém sẽ bị đưa đến trường dạy nghề. Ta đành phải về nhà, kết quả trở về mới phát hiện nhà ta cũng không còn nữa. Tô Cẩm Ngọc, Túc bảo, sao lại không còn nữa vậy? Như vậy cũng xui xẻo quá rồi đó, đi đến nơi nào nơi đó biến mất, ra cũng không còn nữa. Quỷ xui xẻo, ba mẹ ta cãi nhau, mẹ ta dưới sự tức giận bỏ tới tỉnh khác làm công không về nhà nữa, ba ta cũng tức giận, đi luôn. Tô Cẩm Ngọc, quỷ xui xẻo không còn cách nào, đành phải bắt đầu cuộc sống gian nan của mình. Lúc này nó mới chỉ là một học sinh, nào có biết kỹ năng gì, mơ màng hồ đồ vượt qua từng ngày, không có cách nào ở lại huyện thành nữa, nên nó chỉ đành phải lên thành phố. Sau nửa năm làm việc, khoảng chừng 11-12 quán ăn khách sạn xí nghiệp gì đó đã đóng cửa, nó lại nổi tiếng, không ai dám nhận nó vào làm. Có một hôm nó đi phỏng vấn, người phỏng vấn vừa nhìn thấy nó, lập tức nói, tôi cho cậu 5.000 tệ, cậu qua công ty đối diện làm việc được không? Nó tới công ty đối diện, kết quả công ty đối diện lại bảo sẽ cho nó 6.000 tệ, kêu nó qua ám bên đối thủ. Cuối cùng cả hai công ty đánh nhau, vào cục cảnh sát, càng ngày càng ầm ĩ, kết quả hai bên đều đóng cửa. Hai mẹ con Túc Bảo và Tô Cẩm Ngọc. Quỷ xui xẻo, nhưng ta vẫn không thấy phục, từ chuyện đó ta đã thấy được cơ hội kinh doanh. Bắt đầu từ hôm đó, ta đã tới tìm các ông chủ lớn, không cho ta làm việc ở đây là ta sẽ không rời đi. Chiêu này quả thật rất hiệu quả, ông chủ sợ tên ôn thần là nó, thường sẽ cho nó chút tiền để tống cổ đi. Phát hiện phương pháp này kiếm tiền rất nhanh, cũng không vất vả, quỷ xui xẻo cực kỳ vui mừng, cầm tiền đi ăn nhậu chơi bời, không có tiền là lại bắt đầu tới đe dọa. Nhuộm tóc làm tóc theo kiểu thời thượng nhất, quần áo cũng là loại phổ biến nhất lúc ấy, nó còn mua cả quyền thành viên QQ, còn điên cuồng nạp tiền vào Huyễn Vũ và mua sắm. Trong phút chốc nó đã trở thành thiếu gia lạnh lùng của gia tộc Tàng Ái, có mấy cô nàng còn yêu nó đến chết đi sống lại. Huyền Vũ là một game vũ điệu trực tuyến thể loại ke rùa tương tự như Audition hay Hot Step. Tiền càng ngày càng không đủ tiêu, không còn cách nào nữa, ta chỉ có thể tới đe dọa mấy ông chủ kia để bọn họ cho ta thêm một chút. Kết quả mấy ông chủ đó không thể chịu nổi nữa, hợp lực lại kiện ta lừa đảo tống tiền. Đưa ta vào cái nhà tù này. Bước vào nhà tù này, mới là khởi đầu cho cơn ác mộng của nó. Ta đâu có biết là không được nhặt xà phòng chứ. Quỷ xui xẻo khóc, kết quả ta lại nhặt. Giống như vừa bị sét đánh giữa trời quang, nó mơ màng hồ đồ trở về giường chung trong nhà tù. Ta đâu có biết là không được ngủ ở giữa giường chung chứ. Quỷ xui xẻo khóc, kết quả ta ngủ. Nó còn chưa kịp thở được một hơi nữa đó. Ta đi khiếu nại, kết quả trở về còn thảm hơn. Ta co rúm trong góc tường, kết quả lại bị điện giật do công tắc bị rò rỉ, hét lên một tiếng lao thẳng lên người trùm tù. Lại, ta chịu không nổi nữa nên đã chạy trốn, kết quả bị chó đuổi theo chạy 30 vòng, còn bị dùi cui điện thụi liên tiếp lên người. Ta xin đổi nhà tù, hay lắm, mỗi lần xin được rồi, lại không thể rời đi vì lý do này đến lý do khác. Lần đầu tiên xin thành công, ta cho rằng cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi biển khổ. Kết quả ngày đó có người vượt ngục đốt trụi hộp phối điện, chuyện này cũng bị trì hoãn, sau đó lãnh đạo bên trên bị truy cứu trách nhiệm, thay đổi lãnh đạo, đơn xin của ta cũng theo đó mà bay. Lần thứ hai ta lại xin thành công, kết quả đồ ăn trong nhà tù xảy ra vấn đề, có rất nhiều người miệng nôn thốc nôn tháo, bên trên cũng bị truy cứu trách nhiệm. Thay đổi lãnh đạo, ta lại bị giữ lại. Lần thứ ba ta lại xin, lần này là các phạm nhân đánh nhau, quá ầm ĩ náo loạn. Bên trên bị truy cứu trách nhiệm. Thay đổi lãnh đạo, ta lại. Lần thứ tư là dây chuyền sản xuất của nhà tù sản xuất cháy. Truy cứu trách nhiệm, đổi lãnh đạo, ta lại không đi được. Lần thứ năm, lần thứ sáu. Dù sao nó xin bao nhiêu lần, nhà tù xảy ra chuyện bấy lần, cũng đổi lãnh đạo ngần đó lần. Sau thì bên trên không bao giờ cho nó xin nữa, quả thật rất tà môn, bọn họ biết làm sao được. Chỉ có thể giả vờ bận rộn công việc quá nên quên mất đơn xin của quỷ xui xẻo. Tô Cẩm Ngọc chậc một tiếng, lãnh đạo thật xui xẻo. Quỷ xui xẻo cứ như vậy, vẫn luôn không thể rời khỏi nhà tù. Vậy sao ngươi lại bị gà mổ chết, trong nhà tù có gà hả, Túc Bảo tò mò. Vẻ mặt quỷ xui xẻo kiểu một lời khó nói hết. Tô Cẩm Ngọc và Túc Bảo nghe đến say sưa. Túc Bảo không ngờ trên đời này lại có người xui xẻo như vậy. Hiện tại bé tò mò không biết quỷ xui xẻo đã chết như thế nào, nó nói mình đã bị gà mổ chết, hơn nữa sau khi chết còn rất sợ gà trống,
chuyện này là sao vậy ta? Bé con chống má, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Tô Cẩm Ngọc, trong nhà tù không được nuôi gà mà phải không, sao ngươi lại bị gà mổ chết thế? Hai người nhìn quỷ xui xẻo bằng ánh mắt trông mong. Quỷ xui xẻo lập tức có cảm giác như mình đang kể chuyện trước khi đi ngủ cho đám trẻ con mẫu giáo, một lời khó nói hết. Nó nói thầm, trong nhà tù đúng là không có gà. Sau mấy lần xin chuyển nhà tù mà không có kết quả, quỷ xui xẻo không cam lòng, chỉ có thể tiếp tục nghĩ đến việc trốn thoát. Thật ra ta chỉ bị kết án 3 năm tù, ta đã nộp đơn xin được hơn 1 năm. Chỉ cần ngồi tù thêm hơn 1 năm nữa là ta có thể ra ngoài rồi. Nhưng cuộc sống nhặt xà phòng khiến nó không thể chịu đựng nổi. Nếu không trốn đi, nó sẽ trở thành bé cưng đầu quả tim của chùm tù mất. Thế là vào một buổi chiều mưa phùn, nó đã tìm được cơ hội trốn thoát. Trùng hợp hôm đó có người nhà tới thăm tù, là một đôi phu thê trung niên. Ngày đó bọn họ mang theo đám gà nhà mình vào thành phố để bán, còn dư lại một con gà trống vẫn chưa bán được. Lúc vào thăm tù, đồ của bọn họ được đặt trong phòng kiểm tra, cũng không biết con gà trống đã chạy ra ngoài bằng cách nào nữa. Ngày đó ta rất thuận lợi, thật đó, xui xẻo lâu như vậy, lần đầu tiên ta lại thuận lợi đến thế. Thuận lợi chuồn khỏi nhà tù, thuận lợi tìm được lối ra. Vài lần nguy hiểm đều tránh được nhân viên đi tuần, lại trùng hợp phát hiện một cánh cửa không khóa nữa. Ta đã sống trong nhà tù lâu như vậy, ta cũng lờ mờ nhớ được bản đồ địa hình của nhà tù, giữa phòng kiểm tra và phòng điều khiển có khoảng trống, chỉ cần đi qua cánh cửa đó, sau đó lặng lẽ lách qua khe hở là có thể đi thẳng tới bãi đậu xe ở ngoài cửa rồi, sau đó bám dưới gầm xe giống như trong TV rồi rời đi với xe luôn. Ai biết ta mới chạm vào cửa phòng kiểm tra, đột nhiên có một con gà trống từ trên trời giáng xuống, cục tác một tiếng. Quỷ xui xẻo sợ tới mức suýt chút nữa là linh hồn bay ra khỏi cơ thể, nhìn thì thấy là gà trống, tức chết đi được. Nó chỉ muốn mau chóng lách ra ngoài, nhưng con gà trống kia giống như có thù oán với nó, nhằm vào nó mổ lia lịa. Con gà trống kia chắc chắn đã được nuôi lâu rồi, móng vuốt cực kỳ sắc bén, mỏ cũng rất cứng, cứ mổ lia lịa vào đầu ta. Tóc của ta cũng bị nó mổ rớt mất một mảng. Quỷ xui xẻo đổi kiểu tóc, lộ ra mái tóc hói địa trung hải. Tô Cẩm Ngọc bừng tỉnh, bảo sao ngươi lại để kiểu đầu cây chổi như vậy, thì ra là thiếu cái gì bổ cái đó. Quỷ xui xẻo. Quỷ có thể tự khống chế ngoại hình của mình, có thể biến thành dáng vẻ mình thích nhất lúc còn sống, cũng có thể là dáng vẻ lúc nhập liệm, đương nhiên, cũng có thể biến ra, dáng vẻ thảm thiết của mình lúc chết. Tùy thuộc hết vào suy nghĩ riêng của mình thôi. Quỷ xui xẻo lại biến trở về kiểu tóc cây chổi màu sắc sặc sỡ, nói, ta đã đánh nhau với con gà đó. Lúc ta chạy trốn đã tưởng tượng ra vô số hậu quả, nào là bị cảnh ngục bắt được, bị camera an ninh phát hiện, bị đạn bắn trúng, bị hàng rào điện giật điện, thậm chí còn bị sét đánh. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, ta lại đánh nhau với một con gà giữa khe hở của hai tòa nhà. Động tĩnh này đã kéo theo các cai ngục tới. Lúc ấy ta đã chó cùng dứt dậu, biết chắc mình sẽ bị bắt lại, nhưng trước khi bị bắt lại, lòng ngạo thiên ta nhất định phải vặn gãy cổ của con gà này mới được. Nói tới đây quỷ xui xẻo lại dừng lại, môi run run, vẻ mặt căm hận uất ức. Tô Cẩm Ngọc, sau đó người bị gà vặn gãy cổ. Quỷ xui xẻo, thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của nó, Túc Bảo mở to hai mắt, không phải vậy chứ. Tô Cẩm Ngọc cũng kinh ngạc đến rất căm, cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thế là bị cô nói trúng thật ư. Quỷ xui xẻo nghiến răng nghiến lợi nói, chứ còn sao nữa. Khe hở giữa hai tòa nhà vốn dĩ đã hẹp rồi, ta phải nghiêng người lách qua. Lúc ấy cai ngục đang càng ngày càng gần, lòng ta như lửa đốt, chỉ muốn giết chết con gà kia trước rồi tính tiếp. Khe hẹp gà bay chó sủa, gà trống là gà, mà nó thì lại là chó. Gà trống đột nhiên nhảy lên. Nó muốn giết tới đỏ mắt, cũng nhảy lên theo, xoay người đi bắt nó. Ai biết đầu ta bỗng nhiên bị một phần khe hở nhô lên chặn lại, nhưng cơ thể của ta lại không bị kẹt. Người có thể tưởng tượng được hình ảnh đó không, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, đầu ta không còn nhúc nhích được nữa, ta đã tự vặn mình thành 180 độ. Chấm, nhưng ta cảm thấy mình vẫn có thể tự cứu một chút. Bởi vì khi đó nó vẫn còn có ý thức. Ai biết lúc này cai ngục lại đuổi tới. Gà trống chuẩn bị chạy đi bị giật mình, lập tức bay về phía ta, một chân đạp lên mắt ta. Bạc một tiếng, lúc này cổ của nó đã hoàn toàn đứt lìa.
Ta đã uất ức chết đi như vậy đó. Quỷ xui xẻo khóc không ra nước mắt, ta không cam lòng, ta không phục. Sao ta lại chết đi như thế chứ? Vào thời khắc có hy vọng trốn thoát được nhất, bị một con gà trống giết chết. Dưới sự uất ức và không cam lòng, sau khi chết nó đã lặp lại việc đánh nhau với Thâu đêm suốt sáng. Lặp lại cảnh bị gà trống giẫm gãy cổ. Cho đến khi mình biến thành ác quỷ. Cuối cùng quỷ xui xẻo cũng đã nói xong, uất ức chất chứa trong nhiều năm đã được giải bày hết, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn chút. Vận xui của ta bắt đầu từ việc bị gà trống mổ, và cũng kết thúc bằng việc bị gà trống mổ chết. Quả thật là xui xẻo đến chết. Túc Bảo đồng tình sửa đúng, không, vận xui của ngươi đến chết cũng chưa kết thúc đâu. Quỷ xui xẻo. Đúng vậy, vẫn chưa kết thúc. Nó vốn tưởng rằng biến thành ác quỷ là có thể rời khỏi nơi mình đã chết, nhưng nó lại xui xẻo bị mắc kẹt, không thể rời khỏi nhà tù này. Túc Bảo đang muốn hỏi tại sao lại như vậy, đột nhiên có một giọng nói vang lên, mấy người đang làm gì đó, không được tụ tập trước cửa nhà tù. Cửa lớn nhà tù, Tô Nhất Trần đứng ở sau lưng Túc Bảo ngồi xổm trước cửa lớn. Trước cửa lớn của nhà tù trong hiện thực thường sẽ có người đứng gác, trong chuyện không theo logic này nhé, đừng ném đá. Người bên trong phát hiện Tô Nhất Trần và Túc Bảo vẫn chưa đi, Túc Bảo còn ngồi xổm trước cửa. Anh ta lại nói thêm một câu, muốn đi tiểu thì bên trong có WC. Đừng có đại tiểu tiện bậy bạ đấy nhé. Túc Bảo. Bé không có, bé không hề nha. Đi mau tương đương Túc Bảo nắm tay Tô Cẩm Ngọc, vội vàng chạy đi. Quỷ xui xẻo lập tức sốt ruột, dẫn ta đi chứ. Túc Bảo thuận thế nắm lấy tay nó, đi đi đi. Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, quỷ xui xẻo dường như đang bị thứ gì đó giữ lại. Túc Bảo cảm thấy quá sức, không khỏi buông Tô Cẩm Ngọc ra, hai tay kéo mạnh quỷ xui xẻo, đi. Đi nào. Đột nhiên, dây tơ hồng trên cổ tay Túc Bảo phát ra ánh sáng đen tối. Bạc một tiếng. Giống như vừa bứt một cái nút chai từ trong miệng chai ra vậy. Túc Bảo lảo đảo một cái, ngồi phệt xuống đất, quỷ xui xẻo trong tay lập tức bay vèo ra ngoài. Quỷ xui xẻo bay giữa không trung vui đến phát khóc, ta đã ra được rồi, lần này ta đã ra được thật rồi. Từ từ, sao nó không dừng lại được vậy? Hai chân quỷ xui xẻo cua loạn, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, lập tức biến mất giống như một viên đạn đại bác. Túc Bảo trợn trừng hai mắt, mau đuổi theo. Tô Nhất Trần bế Túc Bảo lên, rảo bước lên xe. Túc Bảo ghé vào hàng ghế điều khiển phía trước, ngón tay nhỏ chỉ về một hướng. Bên kia, bên kia. Tô Cẩm Ngọc không thể di chuyển trực tiếp dưới ánh mặt trời, vậy nên Kỷ Trường đã đuổi theo trước. Lần đầu tiên quỷ xui xẻo cảm thấy mình lại nhẹ nhàng đến vậy, cũng không biết là do sức lực của Túc Bảo quá lớn hay là do nguyên nhân khác nữa. Nó đâm thẳng vào tầng cao của một khách sạn nào đó giống như một quả pháo. Xuyên qua lớp kính sát sàn của khách sạn, dình một phát đập thẳng vào cái bồn cầu trong một căn phòng của khách sạn. Có một người đàn ông đang ngồi trên bồn cầu, anh ta cầm điện thoại, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức bắn phân ảo ạt. Phù, phê quá. Quỷ xui xẻo. Con mẹ nó chứ. Người phê, nhưng ông đây xui xẻo chết mất. Tuy rằng nó là quỷ, không đến mức sẽ bị dính phân của người sống. Nhưng quả thật rất đen đủi. Quỷ xui xẻo hùng hùng hổ hổ bò dậy đang định rời đi, lúc này bỗng nhiên phát hiện. Nó chợt cúi người dí sát vào người của người đàn ông đang ngồi xổm trên bồn cầu này, không đi nổi nữa. Hở, quỷ xui xẻo sửng sốt trong giây lát, khớp với bát tự của ta ư. Nó suýt chút nữa là cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên nó may mắn như vậy trong 17 năm qua, quả nhiên tìm mọi cách tiếp cận Tô Cẩm Ngọc rất có ích. Tô Cẩm Ngọc đúng là một con quỷ may mắn, u hoàng đó. Dân chơi game hay có thuật ngữ châu U bằng người may mắn và châu Phi bằng người xui xẻo, U Hoàng là chỉ một người cực kỳ may mắn. Quỷ xui xẻo nằm trên đầu người đàn ông, hung hăng hít một hơi. À tương đương đây là mùi của ký chủ, nói. Quỷ xui xẻo đột nhiên ngửi thấy một mùi phân thum thùm. Người đàn ông ngồi xổm trong nhà vệ sinh lau mồ hôi trên mặt, nhấn nút xả nước rồi nhanh chóng gửi tin nhanh ta trong điện thoại. Sếp, hiện tại tôi sẽ trả phòng. Lát nữa 2 giờ sẽ lên máy bay, đến 6 giờ chiều là có thể tới thành phố A rồi. Bên kia gửi lại tin nhanh ta, buổi tối tôi phải đi xã giao, cậu đến nơi thì tới khách sạn XXX đặt phòng trước đi. Quỷ xui xẻo nhìn thoáng qua điện thoại của người đàn ông.
Cao Viễn Hàng, ồ, người tên là Cao Viễn Hàng hả? He he, quỷ xui xẻo sờ đầu Cao Viễn Hàng. Cao Viễn Hàng nhanh ta lại một câu được, không biết tại sao cổ lại chợt thấy lạnh buốt. Anh ta xem đồng hồ, lập tức đứng dậy, sau đó nháo nhào thu dọn đồ đạc trong phòng, vội vàng đi trả phòng. Quỷ xui xẻo cứ nằm trên đầu Cao Viễn Hàng như vậy, cuối cùng rời khỏi nhà vệ sinh, rời khỏi căn phòng kia, nó thở phào nhẹ nhõm. Cao Viễn Hàng kéo vali đi dọc theo hành lang của khách sạn, lúc sắp đi đến trước cửa thang máy lại đột nhiên vấp phải tấm thảm, bổ nhào xuống đất. Điện thoại của anh ta bay ra ngoài, thật trùng hợp, điện thoại đã bay thẳng tới lối thoát khẩn cấp, bay ra theo lối vào của thang bộ. Bùm bùm, điện thoại lăn thẳng một đường xuống dưới, còn iPhone 13 mà anh ta mới mua đã vỡ màn hình như vậy đó. Cao Viễn Hàng đuổi theo nhặt lên điện thoại lên, suýt chút nữa đau đến chết đi sống lại, mẹ nó. Nhưng anh ta không biết, đây mới chỉ là khởi đầu cho xui xẻo của anh ta mà thôi. Cao Viễn Hàng tự coi như mình xui xẻo, cầm theo điện thoại đi trả phòng, kết quả điện thoại bị hỏng màn hình, không thể bật lên để trả tiền phòng được. Lăn lộn một hồi mới giải quyết xong, kết quả đến trễ giờ bay. Bất đắc dĩ phải lên vội chuyến tiếp theo, lúc tới được thành phố mà anh ta đi công tác, đã là 12 giờ đêm rồi. Gọi điện thoại hỏi thì khách sạn mà mình đã nhờ người đặt phòng trước khi lên máy bay vẫn chưa được đặt xong. Anh ta chạy vội tới khách sạn mà sếp nhà mình đã chỉ định, nhân viên lễ tân nói, xin lỗi anh, chỉ còn lại một phòng. Cao Viễn Hàng vội vàng nói, đặt giúp tôi luôn. Lễ tân khựng lại, thưa anh, gian phòng này không thích hợp cho lắm. Điện thoại của Cao Viễn Hàng vang lên, nhưng anh ta không có cách nào bắt máy được, chỉ vội vàng nói, không có gì thích hợp hay không thích hợp, bảo cô đặt thì cô đặt đi. Ngoài việc đặt gian phòng này ra thì anh ta còn có thể làm gì khác nữa chứ? Khách sạn mà sếp chỉ định là khách sạn hạng sang bậc nhất, dù là phòng tiêu chuẩn cũng tốt hơn phòng hạng sang của khách sạn quanh đây. Lát nữa anh ta sẽ ra ngoài tìm khách sạn khác vậy. Lúc đang nghĩ như vậy, một tia sét bỗng nhiên xẹt qua bầu trời, ầm 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 không dứt bên tai, gió mạnh gào thét. Trong phút chốc trời chợt đổ cơn mưa to. Cao Viễn Hàng. Anh ta hết chỗ nói rồi, mượn điện thoại của lễ tân gọi cho sếp, giải thích nguyên nhân. Buổi tối. Sếp nheo mắt nhìn căn phòng trước mặt và cậu trợ lý mà mình mới tuyển vào làm. Trong phòng chỉ có một chiếc giường. Còn là loại giường nước, hình trái tim, trang trí rất khéo léo, không chỉ có một tấm rèm như ẩn như hiện mà ở trên đầu giường còn treo một bộ. Còng tay nữa. Đèn là ánh sáng màu hồng đào mập mờ, trên sàn nhà trải cánh hoa hồng lãng mạn, trên bàn đặt một cái khay đồ nhỏ, đựng cái thứ được gọi là dầu bôi trơn. Cao Viễn Hàng như bị sét đánh giữa trời quang. Lễ tân nói không thích hợp là cái kiểu không thích hợp này ấy hả? Anh ta vội vàng xua tay, sếp, anh hãy nghe tôi giải thích. Tôi cũng không biết sao hôm nay lại xui xẻo như vậy nữa, điện thoại bị rơi hỏng, lỡ chuyến bay, gọi nhờ người đặt trước khách sạn thì đối phương đặt nhầm mất. Hỏi mượn điện thoại của mấy người trên sân bay mà không mượn được, muốn bắt xe taxi rồi mượn điện thoại của tài xế, nhưng không ngờ rằng điện thoại của tài xế lại hết pin. Ban nãy lễ tân nói chỉ còn lại một gian phòng, tôi chỉ muốn đặt nhanh cho xong thì điện thoại lại vang lên. Thật ra tôi đang chuẩn bị ra ngoài tìm khách sạn khác rồi, nhưng trời lại đột nhiên đổ cơn mưa to, ban nãy ngài cũng nghe thấy rồi đó, tôi gọi điện thoại hỏi một vòng, khách sạn ở quanh đây đều kín người cả rồi. Sếp không có biểu cảm gì, được rồi, thời tiết này tôi cũng không thể để cậu ngủ ngoài sảnh khách sạn được, cậu. Vốn dĩ sếp định nói, hai người tạm ngủ một đêm. Nhưng nhìn cái giường kia, một lời khó nói hết. Cao Viễn Hàng lập tức nói, sếp, tôi ngủ sofa. Sếp liếc nhìn chiếc sofa đơn kia một cái, không nói thêm gì. Cao Viễn Hàng sợ đến toát mồ hôi, thấy sếp lạnh mặt bật máy tính lên bắt đầu xử lý công việc, mà anh ta ngồi trong phòng cảm thấy mình như kẻ thừa, giống như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy. Anh ta khụ một tiếng, sếp, anh còn chuyện gì cần tôi làm nữa không? Sếp cũng không ngẩng đầu lên, hết rồi. Cao Viễn Hàng, vậy, tôi đi tắm trước nhé. Động tác của sếp khựng lại một chút. Cao Viễn Hàng hận không thể cho tát cho mình hai phát. Gì mà đi tắm chứ? Sao lại bảo là đi tắm? Cũng may sếp rất biết thông cảm, mặt lạnh như tiền nói, ừ. Cao Viễn Hàng lập tức chạy vào phòng tắm như đi trốn, hơn nữa không bao giờ muốn ra ngoài nữa. Quỷ xui xẻo nằm trên đầu Cao Viễn Hàng.
Ở trong tù nhiều năm như vậy, nó đã chán ngán vô cùng. Lúc này nó chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị. He he, ông đây xui xẻo nhiều năm như vậy, không thể để một mình ta xui xẻo được. Quỷ xui xẻo nhìn về phía tấm rèm trước cửa phòng tắm. Cao Viễn Hàng vừa mới cởi sạch, bật vòi sen lên, xoa xả phòng khắp người. Bỗng nhiên bàn chân giẫm trượt, đập thẳng đầu lên tường kính phòng tắm, đau đến mức anh ta phải đỡ tường hít hà. Kết quả tay không cẩn thận nhấn trúng công tắc mở rèm. Chỉ nghe mấy tiếng rè 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 vang lên. Tấm rèm mở ra hai bên một cách lãng mạn. Tường kính trong suốt, đã để lộ cơ thể anh ta không sót một chút gì. Xếp theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai tay Cao Viễn Hàng đang chống trên tường kính, tóc đang nhỏ nước tí tách, cặp mắt ngơ như nai tơ đang nhìn về phía mình, ánh mắt mờ mịt trống rỗng. Xếp! Cao Viễn Hàng! Thấy mặt xếp đen xì, Cao Viễn Hàng suýt chút nữa quỳ xuống. Không phải, xếp, anh hãy nghe tôi giải thích. Cuộc sống trong hai ngày đi công tác, đối với Cao Viễn Hàng mà nói thì giống như một cơn ác mộng vậy. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại có thể xui xẻo như vậy. Sau sự cố xấu hổ trong phòng tắm, một trận gà bay chó sủa, khó khăn lắm mới được nằm xuống nghỉ ngơi. Kết quả anh ta vừa đặt chân lên sofa định lật người lại, uỳnh một tiếng, đá vỡ cả sofa. Gân xanh trên trán xếp giật giật, nói thôi bỏ đi, tôi biết cậu không có ý gì khác, lên giường ngủ đi. Anh ta nơm nớp lo sợ nằm sát mép giường, xếp lấy hai cái gối đầu kê vào giữa. Nhưng đây chỉ là cây nhỏ thôi. Anh ta cũng hiểu chuyện cố gắng nằm sát mép giường, hay lắm, anh ta lại không cẩn thận đụng vào công tắc ngầm nào đó. Giường lập tức biến thành giường massage, bắt đầu di chuyển. Nước bên dưới lắc lư. Mặt của sếp xanh mét. Anh ta lập tức lăn xuống sàn nhà ngủ, dùng chuyện đó để chứng tỏ mình quả thật không có ý gì cả. Ngày hôm sau, lúc trả phòng bởi vì ghế sofa bị hỏng, lễ tân khách sạn nở một nụ cười như mẹ hiền nhìn anh ta và sếp. Hiện tại, Cao Viễn Hàng nhìn đơn xin từ chức trong tay mình. Do dự không biết mình có nên từ chức hay không đây. Không từ chức, chắc chắn sếp sẽ hiểu lầm anh ta. Từ chức, đây là công việc lương cao mà anh ta vừa mới được nhận. Cao Viễn Hàng bực bội vò tóc, thôi vậy, giữ được mạng mới quan trọng, từ chức đi. Anh ta kiên định dứt khoát cầm đơn xin từ chức đến văn phòng của sếp. Vừa mới đi vào, đã mắt đối mắt với sếp nhà mình. Cao Viễn Hàng vội vàng giơ đơn xin từ chức lên, sếp, tôi đến xin từ chức. Xin lỗi, hai ngày trước đúng là tôi đã không hoàn thành tốt công việc. Sếp vừa nghe anh ta nhắc tới chuyện hai ngày trước, gương mặt lập tức tái mét, không thèm nói gì cả, chỉ gõ gõ mặt bàn, ý bảo anh ta đặt đơn xin từ chức lên trên bàn. Quỷ xui xẻo thấy vậy, he he, không phải cơ hội đã tới rồi sao? Tiểu Cao Cao, ông đây sẽ không để ngươi mất việc đâu. Cao Viễn Hàng vừa mới đặt đơn xin từ chức lên trên bàn. Đột nhiên, không biết một cơn gió quỷ quái từ đâu thổi tới, thổi bay đơn xin từ chức, rơi xuống sàn nhà. Cao Viễn Hàng vội vàng đi nhặt, gió lại thổi tiếp, Cao Viễn Hàng vội vàng chộp lấy đơn xin từ chức, bò thẳng xuống gầm bàn của sếp. Vừa ngẩng đầu lên. Sếp! Cao Viễn Hàng! Lúc này cửa phòng của sếp bị đẩy ra. Vị hôn thê của sếp cầm theo hộp thức ăn tiến vào, anh yêu, anh. Trong đầu Cao Viễn Hàng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, thôi toang rồi. Ngày hôm ấy, một công ty nọ đã trở nên nổi tiếng trong giới bạn bè bởi vì chuyện vị hôn thê của sếp tổng nào đó tới bắt gian tại hiện trường. Sếp tổng của công ty nọ bị bắt gặp đang ngoại tình với trợ lý mới tới, không chỉ ngủ tại khách sạn tình nhân khi đi công tác. Còn làm ra những chuyện mờ ám ngay trong văn phòng. Còn không đóng cửa nữa. Còn bị vị hôn thê bắt tại trận. Điều quan trọng nhất chính là, trợ lý mới tới là nam. Vị hôn thê tức giận đến ngất ngay tại chỗ, lúc tỉnh lại không nói hai lời lập tức giải trừ hôn ước. Sếp tổng khốn khổ đuổi theo vị hôn thê, giải thích đến sứt đầu mẻ chán. Trợ lý mới tới bị sa thải một cách bi thảm. Cao Viễn Hàng bê thùng giấy, mờ mịt đứng trước tòa nhà công ty. Hu hu hu, không phải. Mọi người hãy nghe tôi giải thích đi mà. Vèo một tiếng, một chiếc xe chạy vụt qua, một tờ giấy đập thẳng vào mặt Cao Viễn Hàng, cuối cùng Cao Viễn Hàng òa khóc. Quá thảm! Tại sao anh ta lại xui xẻo như vậy chứ? Quỷ xui xẻo nằm trên đầu Cao Viễn Hàng, sung sướng hút một ngụm khí xui xẻo của Cao Viễn Hàng. Cuộc sống này, thật là sung sướng thoải mái.
Thì ra có ký chủ với không có ký chủ lại khác biệt đến vậy, nó đã ở trong nhà tù 17 năm mà vẫn không tìm được một ký chủ nào khớp với bát tự của mình, hiện tại cuối cùng nó cũng tìm được một người phù hợp. Cảm nhận được mình càng ngày càng mạnh hơn, quỷ xui xẻo trở nên hưng phấn hơn. Vốn dĩ nó chỉ muốn tiếp cận Tô Cẩm Ngọc, ké chút u khí, để mình không còn xui xẻo như vậy nữa. Nhưng hiện tại nó bám lên người ký chủ, toàn bộ xui xẻo đều do ký chủ hưởng hết, mà nó lại có thể hút chất dinh dưỡng từ sự xui xẻo của ký chủ, tăng cường sức mạnh cho mình. Cần gì phải tìm Tô Cẩm Ngọc nữa chứ? Quỷ xui xẻo chỉ hy vọng mình cách Túc Bảo và Tô Cẩm Ngọc thật xa, nếu đã thoát khỏi nhà tù rồi, vậy đừng gặp lại là tốt nhất. Cuối cùng ngày lành của ta cũng tới rồi, quỷ xui xẻo vui sướng. Túc Bảo ngồi trên ghế sofa trong phòng, đôi tay nhỏ nhắn múa may quay cuồng. Ha, ha, bé uể oải nói, sư phụ, sao con lại không thể kết xuất ra được la bàn bát quái phát sáng vậy? Thỉnh thoảng, nàng vẫn thấy sư phụ biến ra được một quyển sách từ trong không khí. Sư phụ nói quyển sách kia là sách sinh mệnh trong tay phán quan, đừng thấy nó chỉ là một quyển sách mỏng. Nhưng khi mở ra, bên trong ghi lại cuộc đời của tất cả mọi người trên đời này cùng với phán quyết đối với những gì bọn họ đã làm khi còn sống. Sau đó, hai ngày trước khi đi tìm quỷ xui xẻo, Túc Bảo lại nhìn thấy sư phụ biến ra một cái la bàn bát quái. Cái la bàn này, cao cấp hơn cái khay sắt mà anh nhỏ đã làm nhiều, có thể phát sáng, tròn trịa, chậm rãi chuyển động, giống như mặt trăng vậy. Sư phụ không chỉ giơ tay biến ra được một quyển sách nhỏ. Còn có thể vung tay biến ra được một cái la bàn bát quái nhấp nháy. Túc Bảo nhìn bằng mắt trông mong, bé cũng muốn học. Nhưng bé đã thử suốt hai ngày, vẫn không thể biến ra được. Kỷ Trường cũng không ngẩng đầu lên, luyện nhiều một chút. Ta từng thấy thiên tài có tư chất tốt nhất. Thôi bỏ đi, những lời này không cần phải nói làm gì. Kỷ Trường thu quyển sách trong tay lại, đi tới chỗ Túc Bảo, ngồi xuống bên cạnh bé. Hắn vươn tay. Nắm lấy bàn tay nhỏ của Túc Bảo. Ở nhà họ Tô, bé còn ăn đến trắng trẻo mập mạp, tay nhỏ mềm mại núng nính giống như củ sen. Kỷ Trường cảm thấy thú vị, lắc lắc tay của bé. Túc Bảo khó hiểu nói, hờ, cần phải lắc như vậy ạ? Kỷ Trường khụ một tiếng, à, đúng, cần phải lắc. Hắn nắm lấy tay Túc Bảo, vẽ một nửa vòng tròn, sau đó lại vẽ ra phù văn phức tạp giữa không trung. Chẳng mấy chốc một chiếc la bàn bát quái sáng ngời hiện lên. Học được chưa, hắn hỏi. Túc Bảo trợn trừng hai mắt, chỉ thấy la bàn ở trước mắt mình giống ngân hà vậy, thật xinh đẹp. Làm lại lần nữa đi ạ, bé hưng phấn nói. Kỷ Trường cưng chiều sờ đầu của bé, nắm lấy tay bé, lại lặp lại một lần. Nhớ chưa, hắn hỏi, dừng một chút lại nói, không nhớ được cũng không sao hết, phù văn quả thật rất phức. Lại thấy Túc Bảo nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn, lắc lắc như thế này. Hây ra, hơ hơ hơ, còn như vậy nữa. Bé vẽ loạn cả lên. Sư phụ, người nhìn nè. Một cái la bàn bát quái xinh đẹp thắt nơ bướm xuất hiện ở trước mặt hai người. Khóe miệng Kỷ Trường giật giật. Tiểu Ngũ đứng ở trên bàn, cục 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 mổ mai của cụ rùa. Hello, anybody ho. Cụ rùa không thèm để ý đến nó. Tiểu Ngũ nhàm chán lại chuyển tầm mắt lên người Túc Bảo, thấy hai tay bé chợt lóe, biến ra một cái la bàn lấp lánh ánh sáng giống như một vì sao. Nó cực kỳ phối hợp kêu lên một tiếng, thiên tài kinh thiên động địa. Ý chí nuốt trọn núi sông, một người siêu phàm thoát tục, Túc Bảo quả thực không phải là người, cô chính là, thần, của tôi. Khóe miệng Kỷ Trường lại giật giật. Kỷ Trường nhìn chiếc la bàn bát quái mini đáng yêu trong tay Túc Bảo, nghiêm túc dạy dỗ, Túc Bảo. Cái nơ bướm này không phù hợp với thân phận của con đâu. Tiểu Diêm Vương cộng nơ bướm, nhìn thế nào cũng không ăn khớp. Túc Bảo nhìn chiếc la bàn bát quái do mình tạo ra với đôi mắt lấp lánh, nói, phù hợp mà, sư phụ ơi người nhìn xem nè. Cô bé đặt la bàn bát quái lên đầu. Cục bột nhỏ với hai bím tóc trên đầu, ở giữa còn kẹp cái nơ bướm sáng nhỏ cỡ bàn tay. Chiếc nơ bướm màu hồng hơi lệch khiến cô bé càng đáng yêu hơn. Tô Cẩm Ngọc ồ lên, đáng yêu quá. Trời ơi, tôi thật biết sinh con mà. Kỷ Trường. Hình như rất hợp thì phải. Tiểu Ngũ bay tới đậu trên vai Túc Bảo, dùng miệng mổ nhẹ vào tóc cô bé, suýt xoa khen ngợi, thật sự quá tuyệt vời. Túc Bảo cầm la bàn bát quái chạy nhanh ra ngoài, mẹ, đi thôi, chúng ta đi tìm quỷ xui xẻo. Đi thôi, sư phụ.
Ngày quỷ xui xẻo ra khỏi nhà tù, Túc Bảo bấm ngón tay để theo dõi hành tung của nó suốt cả một ngày. Kết quả thật kỳ lạ, một khắc trước cô bé bói quẻ quỷ xui xẻo đang ở trong thành phố này. Nhưng chỉ một khắc sau, nó đã không còn ở trong thành phố. Không biết có phải do quỷ xui xẻo chạy đi quá xa hay không mà sau đó Túc Bảo không tìm được nó nữa. Còn không rõ sư phụ vào trong tù điều tra gì mà không cho cô bé được chạy lung tung, thế nên mới chỉ hoãn hẳn hai ngày không tìm quỷ xui xẻo. Tô Cẩm Ngọc là quỷ hồn đầu tiên bay theo Túc Bảo. Kỷ Trường nghĩ tới chuyện trong tù giam, vô thức bay theo hai mẹ con Túc Bảo. Sư phụ ơi, xem la bàn như thế nào ạ? Túc Bảo cầm chiếc la bàn bằng cả hai tay, hỏi. Kỷ Trường hoàn hồn, giơ tay phóng ra một tia sáng, chiếu vào la bàn bát quái của Túc Bảo. Ta đã đánh dấu kẻ xui xẻo, hãy đi theo hướng dẫn của Kim Chỉ Nam. La bàn bát quái bao trùm toàn vũ trụ, muốn tìm người hay quỷ, trước tiên phải biết ngày sinh của kẻ đó, hoặc đánh dấu nếu đã nhìn thấy kẻ đó. Nếu không có thì chỉ có thể dùng quẻ để bói toán. Túc Bảo gật đầu, sư phụ, con hiểu rồi. Ngoài cửa truyền tới tiếng động cơ xe, Mộc Quy Phàm đi họp mấy ngày hôm nay mới về. Vừa tới trang viên nhà họ Tô, anh đã thấy Túc Bảo chạy ra ngoài. Ba ơi, Túc Bảo vui mừng nhào lên trước, nhưng động tác cầm la bàn vẫn không hề thay đổi. Mộc Quy Phàm vừa bước xuống xe thì trông thấy cục bột nhỏ như đang cầm thứ gì đó trên tay, cả người nhào về phía anh. Anh lập tức đưa tay ra bế cô bé lên. Mộc Quy Phàm cụp mi nhìn, hai tay Túc Bảo đang uốn cong thành hình vòng cung, xem ra vật mà bé đang cầm là một món đồ hình tròn. Anh hỏi, con đang cầm cái đầu của quỷ hồn nào thế? Túc Bảo giơ chiếc la bàn trong tay lên, không phải, là la bàn bát quái ạ. Mộc Quy Phàm, ba không nhìn thấy. Túc Bảo đưa tay mở một bên mí mắt của Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm, thấy chưa ba, Túc Bảo hỏi. Mộc Quy Phàm, thấy rồi, anh nhìn thấy một chiếc la bàn tròn màu bạc trông hơi giống mặt trăng. Con chuẩn bị đi đâu thế, Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn. Nó còn chân thực hơn hình ảnh 3D. Kim Chỉ Nam chậm rãi chuyển động đầy bí ẩn. Túc Bảo, ba ơi, tụi con phải đi tìm quỷ xui xẻo. Không biết anh đó đi đâu rồi, lỡ có người bị bám thân thì chắc chắn sẽ gặp đen đủi. Tô Cẩm Ngọc nói, nó xui xẻo như thế thì chắc không tìm nổi người để làm hại đâu nhỉ. Mộc Quy Phàm lập tức ôm Túc Bảo đi ra ngoài, đi thôi. Bà cụ Tô đuổi theo, lo lắng hỏi, đi đâu, còn chưa ăn mà. Túc Bảo vội nói, ngoại ơi, chúng con vừa ăn xong cơm trưa rồi ạ. Bà cụ Tô, giờ là lúc ăn bữa xế chiều. Bà ngoại làm canh nấm đậu xanh, nước dưa hấu đá, cơm nếp hấp, bánh nhỏ không đường, còn có một đĩa hoa quả lớn. Mộc Quy Phàm và Túc Bảo đồng thời nói nhỏ, đi nhanh nào. Tô Cẩm Ngọc quay đầu nhìn bà cụ Tô đang tức giận, không khỏi mỉm cười. Mẹ ơi, con đi ra ngoài đã, lát nữa lúc về họ mà không ăn thì còn có con ăn nha. Bà cụ Tô hơi ngẩn người, khó hiểu nhìn sang bên cạnh. Bà cảm thấy hình như vừa nghe được giọng nói của Tô Cẩm Ngọc. Bà không thể giải thích rõ ràng cảm giác này, hình như không thực sự nghe thấy bên tai, mà trong lòng bà có một sự cộng hưởng kỳ lạ. Bà cụ Tô nhìn chiếc xe Việt dã của Mộc Quy Phàm nghênh ngang phóng đi, bất đắc dĩ lẩm bẩm, đứa lớn đứa nhỏ đều giống nhau. Tập đoàn Tô Thị. Mộc Quy Phàm ôm Túc Bảo đi vào thang máy rồi đi thẳng lên tầng cao nhất. Túc Bảo, con chắc chắn quỷ xui xẻo ở chỗ này à, Tô Cẩm Ngọc hỏi. Túc Bảo cầm la bàn bát quái nhìn chung quanh, ở đây ạ. Nhưng tại sao quỷ xui xẻo lại ở công ty của cậu cả nhỉ? Ngay lúc này, Tô Cẩm Ngọc ồ lên một tiếng, nhìn về phía phòng họp. Một bức tường của phòng họp là vách kính nên có thể nhìn thấy những người bên trong. Nhìn kia, đằng kia, Tô Cẩm Ngọc kéo tay Túc Bảo, núp sau cây cột, lặng lẽ nhìn xung quanh. Nhìn thấy Túc Bảo trốn sau cây cột, Mộc Quy Phàm cũng vô thức trốn theo rồi thò đầu ra ngoài. Ồ, đang nhìn trộm gì thế này? Túc Bảo, oa, không ngờ quỷ xui xẻo lại tìm được ký chủ. Trong phòng họp, người đàn ông bị quỷ xui xẻo nhập thân đang lo lắng bấm bút bi và cúi đầu nhìn thứ gì đó. Đột nhiên lò xo của bút bi bật ra đập vào mắt anh ta. Anh ta lập tức bịt mắt lại, trong lúc hoảng loạn bất cẩn đụng tay vào ly nước dùng một lần trước mặt. Ly nước lập tức đổ ra. Có lẽ nước trong ly rất nóng nên anh ta bỗng nhảy cẫng lên. Mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía anh ta.
Tô Cẩm Ngọc có thể tưởng tượng được người đàn ông kia xấu hổ thế nào. Cô cảm khái, quả nhiên là quỷ xui xẻo. Mộc Quy Phàm chống khuỷu tay lên cột, cũng đang nhìn người trong phòng họp, khẽ nhướng mày, chắc đang phỏng vấn. Nhìn vẻ mặt của người phỏng vấn thì người đàn ông kia chưa bắt đầu đã cầm chắc kết quả thất bại rồi. Túc Bảo mím môi, do chúng ta hại chú ấy, chúng ta cứu quỷ xui xẻo ra khỏi tù nhưng lại để mất dấu quỷ xui xẻo. Thấy cô bé còn tự trách, Tô Cẩm Ngọc bay vù đi, yên tâm, để mẹ giúp người bị quỷ xui xẻo hại kia. Túc Bảo đang toan nói gì đó thì Tô Cẩm Ngọc đã bay đến phòng họp. Túc Bảo há hốc miệng. Đây, đây, đây. Trên đầu chú kia có quỷ xui xẻo bám lấy, còn mẹ của cô bé lại là quỷ may mắn. Vậy tiếp theo, chú kia sẽ, vừa xui xẻo vừa may mắn hả? Mộc Quy Phàm dùng một tay bế Túc Bảo lên, nói, nào, đi tìm cậu cả của con. Túc Bảo, nhưng, cô bé nhìn về phía phòng họp, mặt quỷ xui xẻo đang biến sắc. Nó bị Tô Cẩm Ngọc đập vào kiểu tóc hình cái chổi của mình, miệng nó đang mấp máy nói gì đó. Túc Bảo vừa toan tụt xuống khỏi người Mộc Quy Phàm thì trông thấy Tô Nhất Trần đi tới. Túc Bảo. Tô Nhất Trần mặc bộ vest được ủi phẳng, dáng người cao lớn thẳng tắp. Gương mặt luôn lạnh lùng bỗng chốc lộ ra sự dịu dàng. Các nhân viên nam và nữ đứng gần đó đều choáng váng trước sự thay đổi của Tô Nhất Trần. Túc Bảo duỗi tay, cậu cả ơi. Thấy tay cô bé như đang cầm thứ gì đó, Tô Nhất Trần không để ý mà dứt khoát ôm lấy bé. Trong phòng họp, người phỏng vấn đọc vài cái tên trúng tuyển, sau đó xin lỗi những người còn lại. Cao Viễn Hàng thở dài, quả nhiên anh ta không nên ôm hy vọng mà. Mọi người thu dọn đồ đạc, những người được sướng tên phấn khởi đi theo người phỏng vấn ra ngoài. Cao Viễn Hàng vừa toan rời đi, đột nhiên người phỏng vấn quay lại, nhìn thẳng vào anh ta, nói, Cao Viễn Hàng. Anh lại đây. Cao Viễn Hàng hơi sửng sốt, sau đó lập tức vui mừng khôn xiết, anh ta vẫn còn cơ hội ư. Anh ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhưng bất ngờ giẫm phải một sợi dây điện. Tim Cao Viễn Hàng hẫng mất một nhịp, quả nhiên anh ta nhìn thấy phích cắm điện phát ra tiếng xèo xèo và bốc cháy. Bóng đèn trên đầu anh ta nổ bụp một tiếng. May sao mảnh vỡ của chiếc bóng đèn không hề rơi xuống đầu anh ta. Cao Viễn Hàng. Có nằm mơ Cao Viễn Hàng cũng không ngờ được, anh ta đã được tuyển dụng. Hơn nữa còn do Tô Tổng đích thân chỉ mặt điểm tên, điều này khiến tất cả mọi người đều lơ mơ. Khúc Hưởng đưa cho anh ta một tờ đơn, hãy điền vào tờ đơn này và nhận việc ngay hôm nay, không vấn đề gì chứ. Cao Viễn Hàng vội đáp, không vấn đề gì hết. Sau khi bị công ty cũ sa thải, anh ta không ngờ mình lại tìm được một công việc khác với mức lương cao hơn công ty cũ. Tập đoàn Tô Thị là công ty nhà người ta, mà bao người chen chúc đến sức đầu mẻ chán cũng chẳng vào được. Xem ra anh ta cũng chẳng đen đủi lắm. Cao Viễn Hàng vui vẻ cầm tờ đơn quay lại vị trí làm việc mới. Vừa điền xong tờ đơn, anh ta đã nhận được tin nhắn XXX, căn hộ anh thuê đã bị trộm đột nhập vào, thiệt hại nặng nề, tan làm hãy đến XXX để lập biên bản. Cao Viễn Hàng. Đúng lúc này, chuông tin nhắn di động của anh ta lại vang lên. Đêm qua anh ta chỉ tiện tay mua xổ số của một công ty màn hình thông minh khổng lồ, chẳng ngờ lại trúng thưởng. Chào anh đã trúng giải XXXX, màn hình cong 1, phần thưởng đã được chuyển phát nhanh trong cùng thành phố đến địa chỉ của anh, vui lòng kiểm tra kỹ phần thưởng khi nhận được. Cao Viễn Hàng ồ lên một tiếng, anh ta đã muốn mua chiếc màn hình cong 1 kia từ lâu lắm rồi, nhưng vì giá món hàng hơn 20.000 tệ nên anh ta không nỡ vung tiền phung phí, không ngờ bây giờ lại rút thăm trúng món đồ. Nhưng, Cao Viễn Hàng chưa kịp vui mừng được 2 giây thì anh ta lại nhận được một tin nhắn xin lỗi từ công ty chuyển phát nhanh, chúng tôi liên hệ với số của anh nhưng không thể liên lạc được. Màn hình cong XXXX của anh đã bị vỡ trong quá trình vận chuyển. Vì là yếu tố bất khả kháng nên công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường, vui lòng liên hệ với người bán. Thật trùng hợp, người bán cũng đang gửi tin nhắn cho Cao Viễn Hàng. Họ chụp ảnh màn hình thể lệ giải thưởng với nội dung. Công ty họ sẽ không tặng lại phần thưởng nếu phần thưởng bị hư hại do những nhân tố bất khả kháng. Cao Viễn Hàng. Tít. Tin nhắn từ người bán, đồ ăn nhanh mà quý khách đặt đã được giao cho người giao hàng. Tít. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tin nhắn từ người giao hàng, xin lỗi, xe của tôi dừng bên đường và đồ ăn nhanh của quý khách đã bị chó ăn mất rồi. Cao Viễn Hàng. Vẻ mặt anh ta dần trở nên tê liệt. Cao Viễn Hàng không nhìn thấy,
Lúc này một con quỷ đang nằm nhoài trên đầu anh ta, bên cạnh con quỷ đó còn có một nữ quỷ khác. Quỷ xui xẻo đang tranh luận với Tô Cẩm Ngọc, chị ơi, chị và con gái chị cứ xem em như cục rắm được thả ra đi mà. Quỷ xui xẻo ôm chặt cổ Cao Viễn Hàng, kéo anh ta về phía nó. Tô Cẩm Ngọc, không được. Cô túm lấy cổ áo Cao Viễn Hàng, kéo anh ta về phía mình. Kết quả của sự tranh giành giữa hai quỷ hồn là, Cao Viễn Hàng trải qua may mắn và xui xẻo đan xen liên tiếp, một giây trước may mắn nhưng một giây sau đã xui xẻo hoặc ngược lại. Túc Bảo nhìn Cao Viễn Hàng, ôi! Cao Viễn Hàng nhanh chóng điền xong mẫu đơn, nhưng nước trong ly nước của đồng nghiệp bỗng tràn ra khi người đó cầm cốc nước đi ngang qua chỗ ngồi của anh ta. Anh ta chỉ đành in thêm một mẫu đơn trống khác, vừa ấn in xong thì máy in đột nhiên phun ra luồng khói và ngừng hoạt động. Ôi nguy hiểm quá! May sao Cao Viễn Hàng đã in xong bản đơn mới. Thế nhưng, một làn gió mạnh bỗng ùa tới, tờ đơn đã bay theo gió ra ngoài cửa sổ. Mộc Quy Phàm, người kia bị quỷ xui xẻo nhập thân à con? Túc Bảo kinh ngạc nhìn Mộc Quy Phàm, sao ba lại biết? Mộc Quy Phàm nói, đoán thôi. Anh thấy Cao Viễn Hàng liên tục gặp xui xẻo nên đoán được anh ta bị quỷ xui xẻo mà Túc Bảo đang muốn tìm nhập thân. Suy luận đơn giản như vậy, nhưng Túc Bảo lại sáng bừng hai mắt, khen ngợi, ba thật lợi hại. Mộc Quy Phàm cong môi, ừm. Tô Nhất Trần kêu khúc hưởng dứt khoát dẫn Cao Viễn Hàng vào phòng chủ tịch. Đám nhân viên đang ở bên ngoài lập tức dỉ tai bàn tán. Cô xem người mới được tuyển dụng có giống người trong video không? Qua, trợ lý nam cùng boss vào phòng đôi trong khách sạn, vị hôn thê của boss bắt quả tang boss cùng nam trợ lý đang ân ái trong văn phòng. Trời ạ, chính là anh ta. Bây giờ anh ta tới ứng tuyển vị trí trợ lý chủ tịch, lẽ nào, chấm, Tô tổng của chúng ta rồi sao? Mẹ kiếp! Một đám tình địch nữ tôi còn chưa giải quyết xong mà bây giờ lại xuất hiện thêm một tình địch nam. Bao năm qua bên cạnh Tô Tổng không xuất hiện một cô gái nào, có khi nào. Ánh mắt của đám nhân viên xen lẫn giữa kinh hãi, tìm tòi nghiên cứu và sững sờ như bị sét đánh. Đang phỏng vấn theo quy định trong phòng họp, Tô Tổng bỗng nhiên gọi thẳng anh ta tới phòng chủ tịch. Đúng rồi, ban nãy còn có một người đàn ông cực kỳ cao và cực kỳ đẹp trai dắt cô cháu gái mà Tô Tổng yêu thương nhất tới tìm Tô Tổng. Lẽ nào, Tô Tổng luôn không gần nữ sắc vì thích gần nam sắc ư? Đám nhân viên lại nhìn khúc hưởng bằng ánh mắt khác xưa. Rốt cuộc người đàn ông nào mới là, chánh cung, của Tô Tổng đây? Khúc hưởng. Khúc hưởng nhìn Cao Viễn Hàng đang cúi đầu, nói, vị trí của anh là trợ lý đối ngoại ở bên ngoài văn phòng, không có vấn đề gì chứ? Cao Viễn Hàng đáp, anh yên tâm, không vấn đề gì. Khúc Hưởng đã được thăng chức làm tổng trợ lý, chức vụ trong phòng trợ lý cũng được điều chỉnh nên sẽ tuyển thêm một người mới. Cao Viễn Hàng rất kích động, đi theo Khúc Hưởng vào phòng chủ tịch. Sau đó, Khúc Hưởng đi ra ngoài và khóa cửa cạch một tiếng. Khúc Hưởng, Tô Tổng đã dặn dò anh ta ấn khóa trong rồi đóng cửa lại, anh ta cũng không hiểu lý do. Tim Cao Viễn Hàng hẫng mất một nhịp. Vội nắm lấy tay nắm cửa, nói, chờ chút. Tôi không như mọi người nghĩ đâu. Đầu Cao Viễn Hàng ong ong, cả người sững sờ tại chỗ. Bỗng, một giọng nói lười biếng vang lên, không cần lãng phí sức đâu. Ngay sau đó là một giọng nói non nớt, anh chạy đi. Chạy đến mòn dép cũng không ra ngoài được đâu. Tiếp theo, bên tai Cao Viễn Hàng lại truyền tới một giọng nói lạnh lùng vô cảm, ngồi xuống đi. Cao Viễn Hàng quay đầu lại thì trông thấy hai người đàn ông và một cô bé đang nhìn anh ta chằm chằm. Sao lại có trẻ con thế này? Nhưng sự xuất hiện của Túc Bảo khiến Cao Viễn Hàng yên tâm hơn. Có trẻ con ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh ta chọn một chỗ ngồi cách xa Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần nhất, nhưng lại gần Túc Bảo nhất rồi rụt rè ngồi xuống. Tô Tổng, anh tìm tôi ạ, Cao Viễn Hàng hỏi. Tô Nhất Trần. Hai ngày trước anh đi công tác ở thành phố X phải không? Cao Viễn Hàng chẳng hiểu sao Tô Nhất Trần lại hỏi đến chuyện này, anh ta gật đầu đáp, đúng. Tô Nhất Trần, nghe nói anh và boss của anh đã ở chung phòng khách sạn. Cao Viễn Hàng, đúng, đúng là như vậy. Mộc Quy Phàm bỗng thấy hứng thú, khẽ cười nói, xảy ra chuyện gì, kể cho chúng tôi nghe đi. Túc Bảo ra sức gật đầu, kể cho con và mọi người nghe đi. Cô bé vừa nói vừa làm động tác xắn tay áo, chuẩn bị bắt quỷ. Cao Viễn Hàng. Hai người lớn và một trẻ nhỏ trước mặt anh ta có chắc là đang nghiêm túc không thế?
Tô Nhất Trần ngẩng đầu nhìn Cao Viễn Hàng một cái, vẫn nói giọng lạnh lùng không chút cảm xúc, yên tâm, chúng tôi chỉ muốn biết sự thật để quyết định có nên giữ anh lại hay không thôi. Cao Viễn Hàng hiểu rồi, có lẽ tập đoàn Tô Thị muốn tuyển dụng anh ta, nhưng lại sợ anh ta vào công ty với mục đích khác. Anh ta lập tức bày tỏ thái độ, Tô Tổng yên tâm, tất cả đều là hiểu lầm. Anh ta kể ngắn gọn về cái đêm đi công tác với sếp. Có điều, bỏ qua chi tiết vô tình mở rèm khi đang tắm. Quỷ xui xẻo trên đầu Cao Viễn Hàng lại chẳng chút cố kỵ. Dưới khí thế bức người của Tô Cẩm Ngọc, nó ấm ức kể lại toàn bộ những việc đã hại Cao Viễn Hàng đêm đó. Tô Cẩm Ngọc, Kỷ Trường, Túc Bảo thắc mắc, giường nước là gì? Cao Viễn Hàng, khụ. Mục Quy Phàm, khụ. Tô Nhất Trần, khụ. Túc Bảo nhìn ba, cậu cả và chú bị quỷ xui xẻo nhập thân, sao ai nghe cũng đều ho thế này? Cô bé hỏi tiếp, giường nước là dùng nước để làm giường ạ, hay là đặt cái giường lên nước, thế có bị chìm không, hay là cái giường đựng đầy nước ở trên, nếu vậy thì có bị dò nước không, người ta sẽ nằm trong nước ạ. Cô bé còn hồ nghi hỏi một chàng các câu hỏi khiến bé bối rối. Nhưng, người lớn càng ho dữ dội hơn, Mục Quy Phàm nói, trẻ con không được phép hỏi nhiều như vậy. Kỳ lạ thật đấy, người lớn muốn trẻ con hiểu chuyện, nhưng nếu trẻ con không đặt ra nhiều câu hỏi thì sao mà hiểu chuyện được nhỉ? Cái đầu nhỏ của Túc Bảo tràn đầy nghi hoặc, bé nhìn về phía mẹ mình, ai ngờ mẹ bé và quỷ xui xẻo đang cãi nhau kịch liệt hơn. Phải nói là mẹ bé đang đánh quỷ xui xẻo dữ dội hơn mới đúng. Túc Bảo hỏi, mẹ ơi, giường nước là gì ạ? Tô Cẩm Ngọc, cái này mẹ cũng không rõ lắm. Cô trả lời ậm ờ, để che đậy sự xấu hổ của mình, cô bắt đầu điên cuồng bứt tóc quỷ xui xẻo. Quỷ xui xẻo, Túc Bảo, ngươi đừng hỏi nữa, mẹ của ngươi sắp phá nát bộ tóc của ta rồi đấy. Túc Bảo rầu môi, được thôi. Người lớn thật kỳ lạ, không nói thì thôi. Về nhà cô bé sẽ hỏi anh Tử Du của bé. Túc Bảo tức giận đi tới trước mặt Cao Viễn Hàng, duỗi tay nắm lấy chân quỷ xui xẻo. Anh tự đi hay em phải mời anh đi, cô bé còn nói rất bá đạo. Rõ là học theo phong cách của Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần mà. Cao Viễn Hàng không biết Túc Bảo đang nói với quỷ xui xẻo nên bèn đứng dậy, nói, chú tự đi. Ôi, quả nhiên chuyện xảy ra hôm đi công tác kia vô cùng xui xẻo mà. Phỏng vấn công ty nào cũng đều bị đánh trượt. Nhưng, Túc Bảo lại nắm lấy tay Cao Viễn Hàng rồi ấn anh ta ngồi xuống ghế, chú ơi chú ngồi đi. Yên tâm, Túc Bảo sẽ chịu trách nhiệm với chú mà. Cao Viễn Hàng, tuy không hiểu cô bé con đang nói gì, nhưng, cứu với, cô bé này dễ thương quá. Rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng lại trưng ra bản mặt nghiêm túc rồi nói sẽ chịu trách nhiệm với anh ta. Cao Viễn Hàng chỉ cảm thấy thú vị. Hỏi, thế con định chịu trách nhiệm với chú thế nào? Túc Bảo nhớ lại dáng vẻ gạt người của sư phụ cô bé, nói, Túc Bảo bấm ngón tay bói một quẻ, chú sắp gặp họa đẫm máu, nếu muốn giải họa thì hãy làm theo lời của con. Cao Viễn Hàng không khỏi phì cười. Sao cô bé này lại giống đám lừa gạt trên giang hồ như vậy? Người thường sao tin được mấy chuyện họa đẫm máu, chắc chắn cô bé này xem tivi nhiều quá rồi. Cao Viễn Hàng cười nói. Cảm ơn cô bé nhé. Nhưng, còn chưa dứt lời, Cao Viễn Hàng đã thấy cổ nhói đau, cả người ngất lịm đi. Vì không có ai đỡ khi anh ta ngất đi nên vô tình va phải mép bàn, trên môi có một vết máu nhỏ. Đúng là họa đẫm máu. Túc Bảo ngẩn người. Mộc Quy Phàm xoay cổ tay, bảo bối, không phải con muốn bắt quỷ ư, bắt đi. Mộc Quy Phàm dứt khoát đánh ngất Cao Viễn Hàng để dễ dàng che giấu chuyện bắt quỷ của Túc Bảo. Anh lười phải giải thích với anh ta, càng không cần phải nghĩ cách nói gạt. Cao Viễn Hàng đang ngất lịm, tôi cảm ơn anh. Túc Bảo gật đầu, hiểu rồi, đây có lẽ chính là điều mà ba bé vẫn thường nói, giải quyết chuyện gì cũng không cần câu nệ. Túc Bảo lập tức túm lấy chân quỷ xui xẻo rồi ném qua vai, dầm. Tốc độ, bắt quỷ bằng tốc độ. Túc Bảo hét lên một tiếng rồi lại lật người quỷ xui xẻo lại. Quỷ xui xẻo bị ép tách ra khỏi thân thể Cao Viễn Hàng, sửng sốt không thôi. Sao lại đánh ta, quỷ xui xẻo hộc máu nói, ta có nói là ta sẽ không đi đâu. Túc Bảo khẽ chớp đôi mắt, nhưng anh cũng đâu nói anh sẽ tự đi. Quỷ xui xẻo. Lời này của cô bé đúng là không thể bắt bẻ được. Quỷ xui xẻo sống không bằng chết, vất vả lắm nó mới tìm được một ký chủ, kết quả thì sao? Chưa được vài ngày đã bị bắt rồi.
Túc bảo quang hồ lô linh hồn ra, đi nào Pikachu siêu mạnh. Mọi người, Túc bảo đã hỏi được ngày sinh, bát tự, nơi sinh và nguyên nhân dẫn tới cái chết của quỷ xui xẻo khi ngồi ở cổng lớn nhà tù, vì thế bây giờ bé không cần thẩm vấn lại, dứt khoát thu nó vào hồ lô luôn. Quỷ xui xẻo hiểu rõ với thể chất đen đủi này của nó, nếu phản kháng sẽ càng đen đủi. Thế nên nó dứt khoát nằm thẳng. Quỷ xui xẻo cứ ngỡ bị hút vào hồ lô thì chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nào ngờ, vừa vào hồ lô đã thấy mấy quỷ hồn đang chơi đấu địa chủ. Quỷ đào hoa, á, lại xuất hiện một quỷ hồn mới. Gì xấu xí, nó sẽ thay thế vị trí số một của quỷ nhu nhược. Quỷ nhu nhược, cuối cùng cũng thở được. Quỷ đào hoa cười híp mắt, giơ cánh tay của mình ra để biểu diễn một màn nổ pháo hoa, bùm tương đương chào mừng quỷ mới đến. Quỷ xui xẻo. Mộc Quy Phàm nhặt hồ lô linh hồn lên rồi ngắm nghía thật kỹ. Chỉ một món đồ nhỏ bằng cái móng tay mà chứa được hẳn mấy con quỷ. Qua đây con, Mộc Quy Phàm ôm Túc Bảo vào lòng rồi treo lại hồ lô lên vòng tay của bé, hỏi, bắt quỷ xong rồi à? Túc Bảo, dạ, ôi, con mệt chết mất. Mộc Quy Phàm, bảo bối, hình như con cũng đâu có làm gì nhiều. Túc Bảo vui vẻ chạy tới trước mặt Tô Nhất Trần, cậu cả ơi, về nhà thôi. Bà ngoại làm rất nhiều đồ ăn vặt trong bữa trà chiều, cô bé và ba chắc chắn không thể ăn hết rồi. Ông ngoại đã già nên cũng không ăn được bao nhiêu. Nhưng nếu ăn không hết thì bà ngoại sẽ rất buồn, vậy nên cậu cả nhất định phải về cùng. Tô Nhất Trần không biết lý do Túc Bảo rủ anh về, nhưng vẫn yêu chiều bé mà đồng ý vô điều kiện, được. Anh gọi Khúc Hưởng vào phòng rồi giao cho anh ta giải quyết những chuyện còn lại. Khúc Hưởng ghi nhớ lời Tô Nhất Trần nói, sau đó nhìn về phía Cao Viễn Hàng đang bất tỉnh nhân sự trên sofa. Anh ta thì sao, có tuyển dụng không? Tô Nhất Trần khẽ gật đầu. Túc bảo nhà anh luôn tự trách bản thân đã bất cẩn để quỷ xui xẻo lọt ra ngoài, hại cho Cao Viễn Hàng mất việc. Anh là cậu cả của Túc bảo, đương nhiên phải giúp cô bé giải quyết việc này, vừa hay phòng chủ tịch đang thiếu một trợ lý. Nhà họ Tô. Bà cụ Tô cắn một miếng bánh táo mình làm, lẩm bẩm, ngon quá. Sao Túc bảo lại chạy đi chơi chứ? Dì Ngô nói, có lẽ tiểu thư có việc gấp nên mới vội đi thôi ạ. Bà cụ Tô rầu môi, một đứa bé thì có chuyện gì gấp được chứ? Lúc này, ngoài cửa có tiếng động, Túc bảo chạy như bay vào nhà, ngoại ơi, Túc bảo về rồi ạ. Bà cụ Tô mặt mày rạng rỡ, nói, con về vừa kịp lúc, muốn ăn thử bánh táo bà ngoại làm không? Túc bảo cắn một miếng, giơ ngón tay cái khen ngợi, bánh táo bà ngoại làm ngon quá. Nghe vậy, bà cụ Tô vui vẻ đặt 4 chiếc bánh táo vào tay Túc bảo. Túc bảo chạy vù đi, nhét luôn một cái bánh vào miệng Mộc Quy Phàm. Rồi tiếp tục nhét một cái bánh khác vào miệng Tô Nhất Trần. Ồ, còn thừa 2 cái bánh nè. Túc bảo nhìn Tô Nhất Trần đăm đăm, thấy anh miễn cưỡng ăn xong cái bánh trong miệng thì bé lại lập tức nhét thêm một cái bánh vào miệng anh. Mộc Quy Phàm, khụ, nước. Túc bảo ân cần đi lấy nước giúp, thấy Mộc Quy Phàm đã ăn xong bánh, bé lại nhanh tay lẹ mắt nhét cái bánh cuối cùng vào miệng anh. Xong việc, Túc bảo mừng rơn chạy vào bếp, ngoại ơi, con và ba và cậu cả ăn xong hết rồi ạ. Bà cụ Tô cười nói, vừa hay chè hạt sen đã nấu xong. Túc bảo, tốt quá. Mộc Quy Phàm lập tức đứng dậy, à, nhớ ra rồi, ba có chuyện phải báo cáo với lãnh đạo. Tô Nhất Trần cầm chiếc cặp lên, nói, cậu quên ký văn bản, cậu phải về công ty. Đúng lúc này, bà cụ Tô bưng chè hạt sen ra, nói, đứng lại. Ăn xong rồi đi. Mộc Quy Phàm. Tô Nhất Trần. Nói thật, tay nghề của bà cụ Tô thực ra không tệ. Bất kể là món mặn hay món tráng miệng, hương vị đều không thua kém nhà hàng 5 sao. Chỉ là, bà cụ Tô làm bữa sáng lúc 7-8 giờ, nấu đồ ăn nhẹ lúc 10 giờ, bữa trưa lúc 12 giờ trưa, trà chiều và món tráng miệng lúc 3 giờ chiều, bữa tối khoảng 6 giờ, sau bữa tối còn có trà hoa quả và cháo bồi bổ sức khỏe. Trước khi đi ngủ, bà cụ Tô còn hỏi có muốn ăn đồ ăn khuya không? Bất cứ ai cũng không thể tiêu hóa hết từng ấy đồ ăn. Lúc mới về nhà họ Tô, Túc bảo ốm tong teo, bây giờ thì đôi má của bé đã phính sữa. Bàn tay cũng múc míp, ôm cô bé vào người giống như ôm cục bột nhỏ mềm mại. Nếu Mộc Quy Phàm không chạy bộ và tập thể dục hàng ngày, có lẽ 8 múi cơ bụng đã gộp lại thành 1. Tô Nhất Trần gọi một cuộc điện thoại, Khúc Hưởng, mang tài liệu cho dự án mới của công ty tới đây,
À đúng rồi, đưa cả Cao Viễn Hàng tới đây. Bên kia điện thoại, Khúc Hưởng tắt di động với vẻ mặt khó hiểu. Anh ta đi về phía văn phòng chủ tịch thì trông thấy một nhóm người đang tụ tập quanh cửa để nhìn lén. Mọi người đang nhìn cái gì thế, mau đi làm việc của mình đi. Khúc Hưởng nghiêm mặt nói. Đám nhân viên lập tức giải tán, làm bộ in tài liệu, pha cà phê, bàn bạc chuyện với đồng nghiệp. Khúc Hưởng vào phòng lay Cao Viễn Hàng, hồi lâu sau anh ta mới mở mịt mở mắt ra. Đi thôi, Khúc Hưởng nói. Cao Viễn Hàng lơ mơ đứng dậy, không khỏi đưa tay sờ cổ. Sao anh ta lại thấy cổ đau mỏi nhỉ, sao ban nãy anh ta lại ngủ thiếp đi thế này? Môi truyền tới cảm giác đau nhói, Cao Viễn Hàng vô thức đưa tay sờ, bỗng sực một tiếng. Trợ lý Khúc, chúng ta đi đâu vậy? Cao Viễn Hàng đi theo sau lưng Khúc Hưởng hỏi. Khúc Hưởng, Tô Tổng kêu chúng ta đưa văn kiện tới nhà anh ấy. Cao Viễn Hàng, a, ô, được. Sau khi hai người rời đi, văn phòng lại ồn ào xôn xao. Nhìn thấy không, môi anh ta bị cắn chảy máu đấy. Trời ơi, kịch liệt cỡ nào chứ? Mẹ ơi, hình như họ đến nhà Tô Tổng ấy nhỉ, họ gặp bố mẹ sớm thế à? Chờ chút, chẳng phải ban nãy Tô Tổng dẫn người đàn ông cao lớn đẹp trai kia về rồi ư, bây giờ trợ lý Khúc và trợ lý mới cũng về nhà Tô Tổng, đây là vở kịch luân lý gia đình gì thế? Nửa ngày sau, Khúc Hưởng và Cao Viễn Hàng không biết bất kỳ vở kịch luân lý gia đình nào. Chỉ biết lúc đi còn khỏe mạnh, lúc về bụng đã căng như muốn nổ tung. Túc Bảo trông thấy Cao Viễn Hàng thì chợt nhớ tới chiếc giường nước. Cô bé vội chạy đến phòng Tô Tử Du. Tô Tử Du đang cầm một chiếc lưới đánh cá có gắn nhiều chiếc chuông nhỏ. Bên cạnh cậu còn có một bát chu sa, cậu đang dùng chu sa để nhuộm lưới và chuông thành màu đỏ. Túc Bảo tò mò hỏi, anh ơi anh đang làm gì thế? Tô Tử Du đáp, anh đang làm cái lưới bắt quỷ, chính là loại lưới mà đến đêm thả lưới sẽ bắt được 7-8 con quỷ. Túc Bảo, giống như bắt cá hả anh? Tô Tử Du, Túc Bảo, anh ơi, anh sợ quỷ mà bắt nhiều quỷ như thế để làm gì? Tô Tử Du liếc Túc Bảo một cái, nói, giúp em bắt quỷ đấy. Túc Bảo ồ một tiếng, khẽ vỗ vai Tô Tử Du, anh ơi nhìn nè. Nói rồi cô bé lắc lư tay, một chiếc la bàn bát quái màu sáng bạc như mặt trăng hiện ra trước mắt Tô Tử Du. Tô Tử Du sửng sốt. Túc Bảo thu lại la bàn bát quái. Ha, một tiếng tung ra tấm lưới màu đỏ. Tô Tử Du. Cậu nhìn lưới của Túc Bảo rồi nhìn lưới của chính mình. Vậy, cậu tốn công vô ích rồi ư. Túc Bảo thu lưới trói buộc linh hồn về, nói, anh ơi, chúng ta đừng nghiên cứu lưới bắt quỷ nữa, anh biết giường nước không? Tô Tử Du lơ mơ, giường nước gì cơ? Túc Bảo thất vọng nói, hóa ra anh cũng không biết. Tô Tử Du trừng mắt, ai nói thế, anh biết mà, em chờ chút. Dứt lời, cậu bật máy tính lên và tra Baidu. Tô Tử Du đọc, giường nước, đúng như tên gọi của nó, là một chiếc giường mềm mại có nước bên trong. Nó được tạo ra dựa trên nguyên lý nổi của nước, hoàn toàn phù hợp với đường cong cơ thể. Nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, giảm áp lực lên cột sống, cơ, mao mạch và hệ thần kinh đóng vai trò đặc biệt trong việc chăm sóc cột sống. Túc Bảo, nghe tuyệt quá, nhưng cũng đâu có gì ghê gớm. Sao người lớn lại không trả lời câu hỏi của bé? Túc Bảo lập tức giơ tay, anh ơi em muốn có giường nước. Tô Tử Du gật đầu, được. Cậu không thể làm được lưới bắt quỷ hay la bàn xịn như của Túc Bảo. Nhưng một cái giường nước lẽ nào lại không làm nổi? Tô Tử Du mở trang web và kiểm tra tất cả thông tin về giường nước trong 3 phút. Nói làm là làm, Tô Tử Du kêu người làm mang đến một chiếc túi nhựa siêu lớn loại màng nhựa lớn dùng để bọc nệm và ghế sofa. Rất to và dày. Sau đó cậu trải cái túi nhựa lên giường, kéo ống nước đổ vào. Cuối cùng, buộc chặt lỗ hở và trải tấm trải ga giường lên trên. Xong rồi, giường nước em cần đây, Tô Tử Du kiêu ngạo nói. Sau đó, cậu bồi thêm một câu, không thể đựng nước quá đầy, nếu không túi nước sẽ nở ra như bong bóng, không ai có thể nằm lên đâu. Hai mắt Túc Bảo sáng lấp lánh, anh ơi anh thật lợi hại, anh hiểu nhiều thứ thật đó. Nghe lời khen, cái đuôi của Tô Tử Du cũng cong vút lên, cậu nói, đương nhiên. Hai đứa trẻ hào hứng đá giày, leo lên giường lăn lộn. Túc Bảo vui vẻ nói, lạnh như băng, thật thoải mái. Tô Tử Du, đúng vậy, giống như ngủ trên mặt nước. Túc Bảo chạy vù ra ngoài, em đi gọi chị Hân Hân nha.
Sau khi hoàn thành hai trang bài tập thư pháp với đôi mắt ngấn lệ, Hân Hân sắp không mở nổi mắt nữa, cô bé nói, ba ơi, con buồn ngủ quá. Tô Tử Lâm không hề bị lay động, để ba kiểm tra thử, nếu viết sai thì phải viết lại. Anh còn chưa dứt lời thì đã trông thấy Thúc Bảo ló đầu vào, chị Hân Hân, chị làm bài tập xong chưa, em cho chị xem một thứ rất thú vị nè tương đương. Hân Hân lập tức đặt bút xuống, nói, xong rồi, đi thôi. Tô Tử Lâm. Hân Hân kéo Thúc Bảo chạy như bay. Cái gì thú vị thế, không cần làm bài tập nữa nên Hân Hân lại tràn đầy tinh thần. Thúc Bảo kéo Hân Hân lên giường, vỗ xuống giường, nói, chị, nhanh nằm xuống đi. Hân Hân hồ nghi nằm xuống, sau đó hai mắt cô bé sáng bừng, bé nói, giường có thể chuyển động nè. Mềm mại, mát lạnh, thật thoải mái. Túc Bảo cười nói, không phải giường có thể chuyển động đâu, đây là giường nước. Bên trong có nước. Hân Hân thán phục, hóa ra còn có giường nước cơ đấy. Nằm ngủ trên giường nước thú vị biết bao. Túc Bảo lại chạy ra ngoài, em đi gọi anh Tử Tích. Một lúc sau, Tô Tử Tích bị kéo tới. Cậu mất kiên nhẫn nói, phòng của em thì có cái gì thú vị, đúng là ấu trĩ. Nhưng, lúc Tô Tử Tích nằm lên giường, đáy mắt cậu thoáng hiện sự kinh ngạc và thán phục, oa, chiếc giường kỳ lạ quá. Túc Bảo phấn khích hỏi, thú vị không ạ? Tô Tử Tích ậm ừ, cũng bình thường. Túc Bảo lại chạy ra ngoài, em đi gọi anh Tử Chiến. Tô Tử Chiến thờ ơ nhìn mấy đứa nhỏ nằm thành hàng. Thật ấu trĩ, cậu đút một tay vào túi. Không nói nên lời. Túc Bảo vẫy tay, anh ơi, đến nằm thử đi, vui lắm. Hân Hân nhảy nhót trên giường, chơi vui lắm nha. Tô Tử Chiến vẫn trưng ra bộ mặt không chút cảm xúc, không nằm thử đâu. Cậu quay người định rời đi, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng bục phía sau lưng. Tiếp theo đó là nhiều tiếng kêu ôi và á á. Khi nhìn lại, cậu không khỏi giật khóe môi. Giường nước bị bục. Rầm một tiếng. Nước phun ra ào ào từ một lỗ hổng. Tất cả màu nước vẽ tranh đặt trên tủ đầu giường của Túc Bảo đều bị hất xuống đất, trong phút chốc nền nhà có đủ loại màu sắc, cái thảm trải sàn trên mặt đất cũng ướt sũng, một mảnh hỗn độn. Túc Bảo, Hân Hân, Tô Tử Tích và Tô Tử Du vẫn ngơ ngác nằm ở trên giường, cả người đều ướt rầm rề, chăn bông gối đầu đều ướt hết sạch. Ổ điện bị dính nước xẹt xẹt một tiếng, chập điện phát ra tiếng nổ, lập tức bốc khói. Tiểu Ngũ đang ngủ say sợ tới mức bay loạn xạ, quắc quắc hô to, cứu mạng với, lần này cháy thật rồi. Toàn bộ trang viên nhà họ Tô chìm trong bóng tối đen kịt. Tô Tử Chiến. Nửa phút sau, nguồn điện dự phòng đã được khởi động, thợ sửa điện lập tức sửa chữa đường dây. Bà cụ Tô chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong phòng, cảm thấy huyết áp của mình đang bắt đầu tăng cao. Cái này do ai làm? Bà cụ Tô hộc máu. Mấy nhóc con cúi đầu xuống, không dám hé răng. Túc Bảo rất cẩn thận giơ tay lên, bà ngoại, là ý tưởng của Túc Bảo ạ. Bà cụ Tô. Hân Hân vội vàng nói, con cũng có phần. Tô Tử Du đứng ra, chuyện này đều là do con làm ạ. Tô Tử Tích, con cũng tham gia nữa. Tô Tử Chiến im lặng một lúc lâu, thôi bỏ đi, ai bảo cậu ấy là lão đại cơ chứ. Bà nội, giường nước là do con làm, em trai, em gái đều không biết gì. Là con không quản lý tốt, là con sai ạ. Đáng thương cho Tô Tử Chiến, cậu ấy tới đây nhưng không hề làm gì cả, lại phải oan ức gánh trách nhiệm. Bà cụ Tô trừng mắt, tất cả đều đi ra ngoài phạt đứng cho bà. Từ từ, thay quần áo đi đã, mang theo cái chậu đi ra ngoài phạt đứng. Mấy nhóc con đều ngoan ngoãn đi thay quần áo, một đám đội chậu nước trên đầu, hai tay đỡ hai bên, thành thật đứng dựa vào tường. Lúc mấy người Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm tới đây thì đã nhìn thấy một đám nhóc con đang đứng trải dài trên hành lang. Cả đám đều đội chậu nước trên đầu, bị phạt đứng rất đáng thương. Đây đúng là, mỗi người đều có phần. Tô Cẩm Ngọc nhìn thấy một hàng củ cải nhỏ bị phạt đứng như vậy, không nhịn được bật cười một tiếng. Cô lại chợt nhớ lúc mình còn nhỏ, cũng từng bị phạt đứng như vậy, mấy anh trai của cô cũng chịu phạt đứng cùng với cô. Không ngờ đã qua mười mấy hai mươi năm rồi, cô lại có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy một lần nữa. Không hổ là mẹ của cô, đau tốt chưa cũ. Mộc Quy Phàm mắc cười hỏi, sao thế, mấy đứa nghịch hỏng bảng mạch điện à? Túc Bảo cực kỳ thành thật nói, ba, không hề ạ. Bọn con chỉ làm một cái giường nước thôi, sau thì lăn qua lăn lại ở trên giường nước bị bục luôn.
Hân Hân vô tội cũng mở miệng theo, sau đó nước bắn vào ổ điện. Tô Tử Tích với biểu cảm chẳng hề hấn gì, sau đó toàn bộ mạch điện đã bị chập, cháy đen. Tô Tử Du, là do giường nước mà con làm không đủ rắn chắc. Con biết rồi, chắc chắn là chất liệu không đúng. Hân Hân, em cảm thấy là do mình buộc miệng giường không chặt á. Túc Bảo, em cảm thấy là do em quá nặng, với cả chúng ta không nên lăn qua lăn lại. Mấy nhóc con bắt đầu ríu rít thảo luận, nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân khiến giường nước bị bục, cũng tổng kết kinh nghiệm, lần sau làm giường nước sẽ bọc hai lớp túi ni lông. Dù bị đội chậu phạt đứng, nhưng cũng không thể khiến cho bọn họ ngậm miệng. Huyệt thái dương của bà cụ Tô giật giật, bà ấy nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm, gì mà giường nước, gì mà lăn qua lăn lại. Sao đám nhóc lại biết những cái này? Tô Nhất Trần, Mộc Quy Phàm, chuyện này, bọn họ thật sự rất oan uổng. Bà cụ Tô, mỗi ngày ở bên ngoài, hai anh đã dạy con bé những cái gì thế hả? Tôi già rồi không quản được hai anh nữa đúng không? Mau đi ra ngoài phạt đứng hết cho tôi. Tô Nhất Trần en Mộc Quy Phàm. Đáng lẽ ra bọn họ nên ở trong phòng, không nên ra ngoài này. Vì thế trong một hàng củ cải nhỏ lại có thêm hai bóng hình cao lớn thẳng tắp. Bé con chớp chớp mắt, tò mò nhìn ba và cậu cả nhà mình. Thật kỳ lạ, tại sao ba với cậu cả cũng bị phạt đứng vậy nhỉ? Tô Cẩm Ngọc suýt chút nữa là cười đến ngất xỉu, khóe miệng của Kỷ Trường chưa từng dừng lại chút nào, co giật liên tục. Tiểu Ngũ vẫn kinh hoàng chưa kịp hồi thần đứng ở bên cửa sổ, cái đầu nhỏ lắc lư, anh em hồ lô, có 7 quả dưa trên một dây leo. Quác 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 ca. Mọi người, gà bay chó sủa qua đi. Cuối cùng chuyện này đã kết thúc bằng việc bà cụ Tô đồng ý sẽ mua cho Túc Bảo một cái giường nước. Nhưng mà vì sợ bé sẽ bị cảm lạnh, bà ấy đã ra quy định là chỉ có thể chơi vào ban ngày. Túc Bảo lại học thêm được một đạo lý từ chuyện này, là nếu làm sai sẽ bị phạt đứng, ba của bé có tới thì cũng không giúp gì được, cậu cả tới cũng như vậy thôi à. Trong gia đình này thì người có địa vị cao nhất chính là bà ngoại, chọc ai thì cũng không thể chọc bà ngoại, Tô Cẩm Ngọc nhìn cảnh tượng trước mặt, rất ấm áp, cũng tràn ngập niềm hạnh phúc và vui vẻ. Đáng tiếc cô không bao giờ có thể tham dự nữa rồi. Hôm nay bọn nhỏ vừa mới được nghỉ hè, cũng chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là sẽ đến Tết Trung Nguyên vào ngày 14 tháng 7. Tô Cẩm Ngọc vẫn luôn do dự, không biết mình có nên gặp bà cụ một lần hay không? Có nên ở lại sống chung với bọn họ một khoảng thời gian hay không? Cô đã nghĩ xong lời chia tay rồi, nhưng cô lại càng sợ sau khi chung sống với nhau một khoảng thời gian, bà cụ sẽ lại phải đối mặt với việc chia ly một lần nữa, khó khăn lắm cuộc sống mới bình tĩnh trở lại, vì chuyện đó mà lại nhấc lên gợn sóng. Có lẽ như vậy là tốt nhất rồi nhỉ, Tô Cẩm Ngọc lẩm bẩm nói. Hiện giờ nhà họ Tô càng hạnh phúc, cô càng không nên gặp lại bọn họ. Vì vậy cô cứ kéo dài mãi, ngày này qua ngày khác, cố gắng tách bản thân mình ra. Cũng cố gắng để cho bọn họ không còn nhớ đến mình nữa. Buổi tối, Túc Bảo tạm thời ngủ chung phòng với Hân Hân. Bà cụ Tô tới kiểm tra xem hai đứa đã ngủ chưa thì phát hiện Hân Hân đã ngủ từ lâu rồi, nhưng Túc Bảo vẫn còn mở to mắt. Bà cụ Tô hỏi, con đang nghĩ cái gì thế? Đáy lòng bà ấy bắt đầu thấy hối hận, có phải ban nãy bà ấy đã phạt đứng quá nghiêm khắc hay không? Lại nghe thấy Túc Bảo nói, bà ngoại, bà có nhớ mẹ con không ạ? Ban nãy bé nhìn thấy mẹ mỉm cười rồi lại đột nhiên có chút mất mát. Túc Bảo biết chắc chắn là mẹ của bé sợ bà ngoại sẽ đau lòng, cho nên không dám gặp lại bà ngoại. Vậy thì liệu bà ngoại có muốn gặp lại mẹ bé không? Bà cụ Tô xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Túc Bảo, vô cùng đau lòng. Túc Bảo nhớ mẹ à, bà ngoại cũng nhớ mẹ của con, nhưng mà không sao hết, mẹ của con vẫn luôn sống ở trong lòng chúng ta. Túc Bảo ngước mắt lên nhìn bà ấy. Bà ngoại, bà có muốn gặp lại mẹ con không? Vẻ mặt bà cụ Tô hiền từ, không nói mình có muốn gặp không mà chỉ nói, ngủ đi. Bà ấy đã 70 tuổi rồi. Đợi bà ấy sống nốt quãng đời còn lại, là có thể gặp lại Ngọc Nhi của bà rồi nhỉ? Bởi vậy, gặp hay không gặp đều không quan trọng, điều quan trọng hơn là Túc Bảo của bà ấy phải sống thật tốt. Túc Bảo mím môi, mẹ sắp phải đi đầu thai rồi, sau này sẽ chẳng còn ai nhìn thấy mẹ nữa. Nhưng mẹ cũng chỉ mới gặp lại cậu cả thôi, hình như cả mẹ và bà ngoại đều rất sợ gặp lại nhau. Vì sao lại vậy chứ? Túc Bảo bé nhỏ không thể hiểu được những cảm xúc phức tạp này của người lớn,
bé dần dần nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Hân Hân nằm bên cạnh lật mình ngáy khò, khò, khò. Bà cụ Tô khẽ cười, đắp chăn mỏng lên cho hai nhóc con xong, lại điều chỉnh nhiệt độ trên điều hòa, bấy giờ mới đi ra ngoài. Tô Cẩm Ngọc đứng ở trước cửa, không nhịn được thấp giọng nói, mẹ. Bà cụ Tô không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy đáy lòng chợt xuất hiện một cảm giác kỳ diệu. Bà ấy lẩm bẩm nói, Ngọc Nhi à, mẹ biết con chắc chắn đang ở đây, con vẫn luôn ở đây có đúng không? Chỉ cần mẹ biết điều này, là đủ rồi. Bà ấy không mong sẽ được gặp lại nhau, chỉ hy vọng mọi người đều sống tốt, Túc Bảo sống tốt, Ngọc Nhi sống tốt, bọn nhỏ đều sống tốt. Như vậy là đủ rồi. Tô Cẩm Ngọc nhìn bà cụ Tô tập tễnh rời đi, đột nhiên suy nghĩ thông suốt. Có gặp hay không chỉ là một sự lựa chọn, không phải là kết quả. Sắc trời tối đen như mực, nhà tù về đêm dường như bị bao phủ bởi một tầng kết giới trong suốt vậy. Kỷ Trường kiểm tra đi kiểm tra lại, cau mày. Quỷ xui xẻo là ác quỷ, nhưng nơi này lại có thể giam giữ ác quỷ. Quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Có người đang lén lút làm gì sau lưng à, Kỷ Trường trầm tư. Hắn nhìn nhà tù giống như đang bị bao phủ bởi một hình bán nguyệt, tìm thấy mấy tấm thẻ bài bị chôn ở tám hướng, chứng minh có người đang sử dụng nhà tù này để trấn áp thứ gì đó. Nhưng hắn vẫn chưa tìm được người đó nên không biết là ai động tay động chân, hiện tại chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Hôm nay thứ bảy, Tô Nhất Trần không tới công ty, ngồi ở trong phòng ăn ăn sáng. Sáng sớm Mộc Quy Phàm đã đi chạy bộ, ngoài việc chạy bộ thì bình thường anh còn hay tới quân bộ một chuyến, 5 giờ sáng đã ra khỏi nhà thì tới tầm khoảng hơn 9 giờ sẽ quay trở về. Tô Nhạc Phi với Tô Tử Lâm thì cần phải đi giám sát công trình, Tô Ý Thâm là bác sĩ, gần như không có ngày nghỉ cuối tuần, thời gian bay trên trời của Tô Việt Phi thì càng không có quy luật hơn, Tô Lạc vào đoàn phim thì sẽ thường sẽ biến mất trong khoảng từ mấy tháng đến nửa năm. Thế nên hiện tại thời gian Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm ở nhà cũng nhiều hơn. Đám nhóc con được nghỉ hè là vui vẻ nhất, cả đám đều ngủ nướng, 8 giờ sáng cũng chưa thấy đứa nào dậy. Ông cụ Tô phàn nàn. Bọn trẻ nên được hình thành thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm ngay từ khi còn nhỏ, không thì lớn lên sẽ lười biếng đấy. Cả đám đều ngủ đến 8 giờ, ra thể thống gì chứ? Không có kỷ luật tự giác chút nào. Tô Nhất Trần giả vờ như không nghe thấy. Bà cụ Tô liếc ông cụ Tô một cái, ngủ nướng thì sao, ông già rồi nên không ngủ nhiều được, nhưng chúng nó là trẻ con thì cần phải được ngủ nhiều. Hơn nữa, không phải mấy đứa nó đều đã đi ngủ sớm rồi à? Tuy rằng bọn nhỏ dậy muộn, nhưng mấy đứa nó đều đi ngủ rõ sớm nhé. Ông cụ Tô, bà cụ Tô tiếp tục nói, trẻ con phải được ngủ ngon thì mới có thể cao lớn được. Ông bớt nói về tính tự giác cho tôi đi, trẻ con cao lớn mới là quan trọng nhất. Ngủ nướng vào ngày nghỉ, là chuyện hết sức bình thường. Không được ngủ nướng thì còn gọi gì là cuộc sống hoàn nữa chứ. Lúc đi học đám nhóc chưa bao giờ đi học muộn, vậy thì được nghỉ ngủ thêm một chút thì đã làm sao? Bà cụ Tô cảm thấy lúc nên nghiêm khắc thì nên nghiêm khắc. Lúc nên bao dung thì nên bao dung, dù sao thì bà ấy vẫn luôn thấy yên tâm về mấy đứa nhỏ nhà mình. Ông cụ Tô rung nhẹ tờ báo, nếp nhăn trên gương mặt già nua giãn hết ra, lầu bầu nói, bà nói đến thế rồi thì tôi còn nói được cái gì nữa chứ? Bà cụ Tô không nghe rõ, ông nói cái gì? Ông cụ Tô sờ mũi, không có gì. Dừng một chút, ông ấy lại nói thêm, tôi nói là bọn nhỏ được nghỉ mà chẳng học hành gì cả. Cả đám ở nhà lười biếng như vậy quá phí phạm cuộc sống, cho mấy đứa nó đi học thêm đi. Bà cụ Tô lập tức trợn trắng mắt, Tô Tử Chiến với Tô Tử Du cần phải đi học thêm à? Ông cụ Tô, không cần. Bà cụ Tô lại hỏi, như Tô Tử Tích với Hân Hân, đi học thêm có ích không? Ông cụ Tô, hình như vô ích thật. Cuối cùng bà cụ Tô nói, Túc Bảo mấy tuổi rồi, cần phải đi học thêm hả? Ông cụ Tô, thôi. Ông ấy không nói nữa là được chứ gì. Tô Nhất Trần rất thông minh, ngay từ đầu không hề xen mồm vào. Bà cụ Tô lại nhải, Lý Đại Chiêu từng nói, lúc học thì phải ra học mà lúc chơi thì phải ra chơi. Trẻ con ham chơi là điều đương nhiên, nhưng lúc chơi cũng là lúc động não nữa. Đột nhiên bà ấy nhớ đến chuyện cái giường nước vào tối hôm qua, nhất thời im lặng. Nhưng mà tuy rằng làm đến gà bay chó sủa, sửa chữa mạch điện cho toàn bộ nhà họ Tô cũng phải tốn một khoản phí không nhỏ. Nhưng mà cuối cùng bọn nhỏ cũng biết đưa ra kết luận và rút kinh nghiệm, nhà họ Tô có tiền, cứ cho bọn trẻ thoải mái sáng tạo đi.
Nghĩ như vậy, bà cụ Tô lại thấy lạc quan, ngâm nga mấy câu hát rồi đi ra ngoài, chuẩn bị đi nhảy quảng trường. Túc Bảo dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng đi xuống tầng. Bà ngoại, con đói bụng rồi, bé nói. Tóc của bé con rối tung, ôm một con thỏ ở trong lòng ngực, trên đỉnh đầu còn có một nhúm tóc ngốc nghếch dựng đứng, mềm mại đáng yêu. Bà cụ Tô lập tức gọi người mang bữa sáng ra. Sao Túc Bảo lại dậy sớm vậy? Bà cụ Tô vừa rót sữa bò ra cho bé, vừa múc non nửa chén cháo. Túc Bảo nói, dạ, con ngủ đủ tự tỉnh thôi ạ. Sư phụ vừa trở về, nghe nói lại tới nhà tù canh cả buổi tối, Túc Bảo cảm thấy mình nên giúp sư phụ cùng đi điều tra. Sau khi cơm nước xong xuôi, bé muốn đi nghiên cứu cùng với sư phụ. Đang nghĩ ngợi, chợt có người gọi điện thoại tới, bà cụ Tô tiếp điện thoại, hình như có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó lập tức mỉm cười gật đầu, được, có thể. Túc Bảo thắc mắc, bà ngoại, là ai vậy ạ? Bà cụ Tô nói, là một gì, lát nữa gì đó sẽ tới thăm nhà của chúng ta. Dứt lời, bà ấy nhìn về phía Tô Nhất Trần, cô gái từng trị liệu chung với Ngọc Nhi trước đây, tên là Bối Thần Vũ, con có còn nhớ không? Tô Nhất Trần suy nghĩ một chút, gật đầu, sao thế ạ? Bà cụ Tô cảm thán, con bé đã kết thúc đợt trị liệu rồi, vừa về nước. Lúc trước cô gái cũng giống như Ngọc Nhi, đều mắc bệnh bạch cầu. Tô Cẩm Ngọc không đợi được đến lúc có tủy phù hợp, nhưng Bối Thần Vũ lại đợi được rồi. Nhưng mà nhà của Bối Thần Vũ rất nghèo, cũng không biết cô ta đã quen biết với Ngọc Nhi như thế nào, Ngọc Nhi rất mừng cho cô ta, còn xin Tô Nhất Trần giúp trả tiền thuốc men thay cho Bối Thần Vũ. Sao Tô Nhất Trần có thể nhẫn tâm từ chối được cơ chứ? Hơn nữa, anh ấy hoàn toàn có thể trả được mấy trăm vạn tiền phí trị liệu đó, đối với nhà họ Tô thì chút tiền ấy chẳng là gì hết. Sau thì Bối Thần Vũ dưới sự giúp đỡ của nhà họ Tô, ra nước ngoài chữa bệnh. Sau đó Ngọc Nhi mất tích, nhà họ Tô đều tập trung tìm kiếm Ngọc Nhi, vì chuyện này mà cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, cuối cùng không còn ai nhớ tới Bối Thần Vũ nữa. Rốt cuộc thì đối với nhà họ Tô ra mà nói, Bối Thần Vũ chỉ có thể được coi là một người xa lạ mà bọn họ có chút quen thuộc mà thôi. Túc Bảo vừa ăn vừa chơi quay trứng gà, đột nhiên quả trứng đứng yên. Chợt bộp một tiếng, đổ dạp, chỉ về phía Tô Nhất Trần. Túc Bảo ồ lên một tiếng. Khoảng 10 giờ sáng, có khách tới chơi nhà, là một cô gái ăn mặc giản dị, nhìn qua khoảng 23-24 tuổi. Con chào bác Tô, con là Bối Thần Vũ, bác có còn nhớ con không ạ? Bối Thần Vũ đầy mặt căng thẳng, nắm chặt quần áo của mình. Bà cụ Tô rất dễ nói chuyện, cười nói, nhớ chứ, ngồi đi. Bối Thần Vũ bất an liếc nhìn sofa một cái, nói, thì, thôi con không ngồi đâu ạ, sofa này trông đắt tiền quá. Con không xứng. Bà cụ Tô, Túc Bảo. Bối Thần Vũ nói mình không xứng, không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác, lại nhìn về phía Tô Nhất Trần. Anh Nhất Trần, hôm nay em tới là để cảm ơn anh. Nếu không phải năm đó anh đã cho em tiền trị liệu, có lẽ em đã chết từ lâu rồi. Nhưng em cũng không biết phải báo đáp anh như thế nào, em, nhà em. Rất nghèo, không biết có thể tặng anh cái gì. Bối Thần Vũ cắn môi, bất an vặn góc áo. Túc Bảo khó hiểu nhìn Bối Thần Vũ, chỉ cảm thấy lời nói và hành động của dì này thật kỳ lạ. Tô Cẩm Ngọc đứng bên cạnh kinh ngạc nói, là Bối Thần Vũ à? Túc Bảo hỏi nhỏ, mẹ ơi! Dì này là bạn của mẹ à? Tô Cẩm Ngọc nhớ lại chuyện trước đây, nói, có lẽ gọi là bạn cùng bệnh viện đấy. Ngày trước mẹ trị liệu trong viện, khi có thể rời giường thì mẹ sẽ đi dạo trong vườn hoa. Tô Cẩm Ngọc đã gặp Bối Thần Vũ vào lúc ấy. Trong lúc trò chuyện, Tô Cẩm Ngọc biết được Bối Thần Vũ cũng mắc bệnh bạch cầu. Cô ta buồn bã nói với Tô Cẩm Ngọc rằng cô ta sắp ngừng trị liệu. Mẹ đã hỏi Bối Thần Vũ tại sao không tiếp tục trị liệu. Rồi động viên cô ta đừng từ bỏ hy vọng. Bối Thần Vũ nói rằng gia đình cô ta đã bán xe và nhà để chữa bệnh cho cô ta. Bối Thần Vũ vốn là một người bình thường ở thị trấn nhỏ, nhưng một căn bệnh đã làm cạn kiệt toàn bộ tài sản của gia đình cô ta. Tô Cẩm Ngọc nghe Bối Thần Vũ nói sẽ từ bỏ việc điều trị và lựa chọn xuất viện. Tô Cẩm Ngọc cũng trông thấy ba Bối Thần Vũ ngồi xổm sang một bên không nói gì, mẹ cô ta thì im lặng lau nước mắt cho cô ta. Đồng cảm với Bối Thần Vũ, Tô Cẩm Ngọc nhất thời mềm lòng nên đã quyết định cho gia đình Bối Thần Vũ chi phí trị liệu. Lần thứ hai mẹ gặp lại cô ta đã là một tháng sau. Lần điều trị trước đó kết thúc nên Bối Thần Vũ về quê nghỉ ngơi,
sau đó lại đến lúc phải hóa trị tiếp. Bối thần vũ nói cô ta làm ầm ĩ lên vì không chịu đi điều trị tiếp, nhưng ba cô ta đã bán máu để có tiền viện phí, mẹ cô ta cũng quỳ xuống xin cô ta đừng từ bỏ. Ngày ấy, bối thần vũ kể xong mọi chuyện rồi nhìn Tô Cẩm Ngọc với ánh mắt đong đầy sự ngưỡng mộ. Tô Cẩm Ngọc được điều trị trong điều kiện tốt nhất, cũng không bao giờ phải đau đầu vì chuyện tiền nong. Nhưng cô ta thì khác, cô ta luôn sẵn sàng chờ đợi cái chết, thậm chí còn định nhảy lầu tự kết liễu đời mình để giải thoát cho ba mẹ cô ta. Mẹ cảm thấy gia đình bối thần vũ thật sự rất đáng thương, cứ như vậy mẹ và cô ta dần trở thành bạn bè. Sau đó, mỗi lần cô ta nhập viện điều trị, mẹ đều trả tiền. Dù sao thì khi ấy, tiền bạc với Tô Cẩm Ngọc hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Cô không phải thánh mẫu, nhưng cô thấy được bối thần vũ cũng trải qua nỗi tuyệt vọng như cô. Cô hy vọng người khác và cô đều khỏe mạnh, dường như nhìn thấy những người khác khỏe mạnh thì cô lại có thêm một tia hy vọng. Túc Bảo vỡ lẽ, hóa ra là vậy. Lần cuối cùng có lẽ là lúc mẹ nằm trên giường bệnh không dậy nổi, bối thần vũ đã tự mình tìm đến phòng bệnh của mẹ, khóc để từ biệt mẹ. Mẹ hỏi bối thần vũ bị sao thì cô ta nói đã tìm được tủy phù hợp, nhưng toàn bộ quá trình thay tủy và hóa trị sẽ tốn mấy triệu tệ, gia đình không đủ khả năng chi trả. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, mang đến cho chúng tôi hy vọng nhưng lại khiến chúng tôi thất vọng hết lần này đến lần khác? Tôi thà không nghe được tin này còn hơn. Đây là những gì bối thần vũ đã nói vào thời điểm đó. Lúc ấy Tô Cẩm Ngọc cũng đang chờ đợi người hiến tủy thích hợp, cô hiểu cảm giác đợi chờ tia hy vọng trong tuyệt vọng này là như thế nào. Có bao nhiêu bệnh nhân ung thư máu giai đoạn cuối đã chết trong khi chờ tủy tương thích. Mà cô cũng đang chết dần chết mòn trong đợi chờ. Lời nói của một người trên giường bệnh luôn xuất phát từ trái tim, Tô Cẩm Ngọc không có ý nghĩ gì khác, chỉ hy vọng có thêm một người có thể sống sót. Thật tiếc nếu tìm được người hiến tủy thích hợp nhưng lại phải từ bỏ vì không có tiền. Vì vậy Tô Cẩm Ngọc đã nhờ anh cả của cô giúp đỡ. Tô Cẩm Ngọc nhìn bối thần vũ đứng trước mặt, hình như bây giờ cô ta đã hoàn toàn bình phục, nhưng người này hơi khác với người bạn trong ký ức của cô. Có lẽ khi trở thành quỷ hồn, nhìn những chuyện ở đời cũng rõ ràng hơn chăng? Nghe bối thần vũ nói muốn tạ ơn, Tô Nhất Trần chỉ thờ ơ đáp, không cần. Cô sống tốt cuộc đời của cô là được rồi. Anh gần như đã quên bén chuyện này rồi, sở dĩ ngày ấy anh đưa tiền cho bối thần vũ là để làm việc thiện và tích đức, hy vọng em gái mình cũng sẽ sớm tìm được tùy tương thích mà thôi. Bối thần vũ lại bám chặt không buông, bất an túm chặt góc áo, lắp bắp nói, anh Nhất Trần, anh đừng như vậy, em thật lòng muốn cảm ơn mọi người, kêu em làm trâu làm ngựa cũng được, thật đấy, em cảm ơn ông trời đã cho em gặp được một người bạn như Cẩm Ngọc, bây giờ em khỏi bệnh rồi nhưng Cẩm Ngọc lại. Hai mắt bối thần vũ đỏ hoe, cô ta lại cầu xin, thế nên em chỉ muốn làm những gì trong khả năng của mình, không báo đáp ân tình của mọi người thì em thực sự áy náy trong lòng. Bà cụ Tô đứng dậy, thờ ơ nói, cô muốn báo đáp thế nào, muốn làm con nuôi của tôi và thay thế Ngọc Nhi hả? Nhà họ Tô cho cô ta tiền trị liệu còn chưa đủ sao, cô ta còn muốn làm con gái nhà họ Tô à? Bối thần vũ lập tức kinh hãi, quỳ xuống nói, không phải đâu, lão phu nhân hiểu lầm rồi, con chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Con thật lòng muốn thay Cẩm Ngọc hiếu kính với bác, chăm sóc bác, mọi người đồng ý cho con vào nhà họ Tô làm người giúp việc cũng được, con làm trâu làm ngựa báo đáp mọi người. Cầu xin mọi người. Thái độ của bối thần vũ vô cùng hèn mọn, liên tục cầu xin. Túc Bảo bỗng nói xen vào, gì này, rốt cuộc gì muốn chăm sóc cho bà ngoại con hay cậu cả của con thế ạ? Sao gì luôn lén liếc nhìn cậu cả của con? Tuy bối thần vũ cục mi nhưng thi thoảng lại lén nhìn Tô Nhất Trần. Người lớn khá cao nên không trông thấy, nhưng cô bé là trẻ con nên tầm mắt cô bé ngang với tầm mắt của bối thần vũ đang quỳ. Ánh mắt của dì này không thành thật chút nào. Bà cụ Tô nghẹn họng, muốn làm con gái nhà họ Tô đã đành, lại còn dòm ngó con trai của bà. Cô ta đang mộng tưởng hão huyền cái gì thế? Bối thần vũ sừng sốt, vội phủ nhận, không, con chấm con không, con liếc nhìn vì sợ anh Nhất Trần không vui. Túc Bảo tốt bụng nhắc nhở, nhưng ở nhà con, bà ngoại con mới là người có quyền to nhất nha. Mọi người, Tô Nhất Trần. Bối thần vũ bất an cắn môi, A.xin lỗi, con sai rồi .con là người đến từ huyện nhỏ, không hiểu những quy tắc này, con đã làm trò cười cho bác và mọi người rồi. Cô ta dập đầu, xin lỗi lão phu nhân, xin lỗi.
Bà cụ Tô câm nín bước sang một bên, đây là thời đại nào rồi mà hở ra là quỳ với dập đầu thế này. Làm như thể nhà họ Tô bắt nạt người khác không bằng. Bà hối hận muốn chết, ngày ấy tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều mải lo đến việc chữa trị cho Ngọc Nhi nên không để ý đến bối thần vũ này, hơn nữa cô ta luôn tìm Ngọc Nhi lúc Ngọc Nhi ở một mình. Bà cụ Tô không ngờ bối thần vũ là loại người như này, nếu biết thì ban nãy bà nhất định không đồng ý cho cô ta tới nhà. Bối thần vũ, cô đứng dậy đi, ngồi xuống nói chuyện. Bà cụ Tô nói nhưng vẫn đưa mắt nhìn chú Nhiếp để ra hiệu cho chú ấy nhanh chóng tiễn khách. Bối thần vũ lắc đầu, không ạ, con không ngồi đâu, quần áo trên người con vừa cũ vừa bẩn, đừng để con làm bẩn ghế sofa. Nói xong, cô ta nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, hóa ra nhà của Cẩm Ngọc như thế này, hình như giống với trên TV, không như nhà con vừa nhỏ vừa bẩn. Bà cụ Tô, cô ta chỉ đang nói bâng quơ thôi hả? Túc Bảo bỗng nhiên thốt lên. Dì ơi, có phải nhà dì rất mất vệ sinh không, quần áo bẩn sao không giặt mà vẫn mặc, tại sao nhà bẩn không dọn dẹp? Bối thần vũ. Túc Bảo, quần áo dì 10 ngày rồi không giặt hay sao mà ngồi lên sofa lại có thể làm sofa bẩn? Bối thần vũ. Túc Bảo bừng tỉnh ngộ, con biết rồi, nhà dì không có thói quen tắm và giặt đồ đúng không, con nói nè, đây không phải thói quen tốt đâu dì, cứ vậy thì trên đầu sẽ có con trí đó nha. Nhà dì vẫn nên thay đổi thói quen này đi. Bối thần vũ. Mọi người cố nhịn cười, trẻ con đúng là nghĩ sao nói vậy, làm trẻ con thật tốt biết bao. Chú Nhiếp mỉm cười, cô bối, các cụ có câu chó không chê chủ nghèo, con không chê mẹ xấu. Không thể lấy gia cảnh ra để so sánh được, lát nữa lão phu nhân của chúng tôi có việc phải ra ngoài, tôi tiễn cô về trước nhé. Bối thần vũ lập tức cắn môi, mặt trắng bệch, nói, bác ơi. Con sai rồi chấm con không nên tới làm phiền gia đình bác, con thật đáng chết, xin lỗi. Lời thì nói với bà cụ Tô nhưng dứt lời cô ta lại nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tô Nhất Trần một cái, sau đó lập tức cúi đầu như thỏ con đang sợ hãi. Anh Nhất Trần, em đã khiến mọi người chán ghét rồi, xin lỗi. Nghe bối thần vũ năm lần bảy lượt nói xin lỗi vừa hạ thấp bản thân, bà cụ Tô chỉ thấy trái tim bà vô cùng mệt mỏi. Loại người này phải đuổi thẳng khỏi nhà bà. Sau này nếu bối thần vũ có thể bước chân vào nhà họ Tô lần nữa thì coi như bà là người thua cuộc. Bối thần vũ cúi đầu, túm góc áo đến độ sắp rách cả áo. Theo lẽ thường, mọi người nghe được câu nói ban nãy của cô ta nhất định sẽ khách sáo đáp, chúng tôi không ghét cô. Sau đó, để chứng tỏ họ không ghét cô ta, họ sẽ giữ cô ta ngồi lại nói chuyện. Bà cụ Tô nói thẳng, chú Nhiếp, mời cô ta ra ngoài. Nhìn thôi cũng phiền muốn chết. Chú Nhiếp không nể nang nói, mời cô bối. Bối thần vũ lại như không nghe thấy lời đuổi khách, liên tục dập đầu, xin lỗi, xin lỗi. Con biết con không xứng bước chân vào nhà bác, nhưng con thật sự muốn cảm ơn bác và mọi người, nếu anh Nhất Trần không cho con tiền điều trị thì con chẳng thể sống tới hôm nay. Xin lão phu nhân cho con một cơ hội báo đáp, nếu không thì lòng con vô cùng áy náy. Hai đầu chân mày của Túc Bảo nhíu chặt. Rõ ràng dì này tới cảm ơn nhưng sao lại khiến người khác cảm thấy không thoải mái nhỉ? Dì ơi, vậy dì trả lại tiền đi ạ. Túc Bảo ngẫm nghĩ rồi nói, dì luôn nói không biết báo đáp thế nào, còn nói không báo đáp thì trong lòng sẽ áy náy và bất an, vậy dì trả lại tiền đi. Trả xong tiền thì chẳng còn gì phải nghĩ ngợi nữa. Cô bé con nghiêm túc trình bày cách giải quyết vấn đề mà bé đã cân nhắc. Hơn nữa, bé chợt nghĩ ra, bao nhiêu là tiền như vậy? Mấy trăm vạn tệ đó nha, nhiều hơn bao lì xì của bé rất nhiều. Trả lại tiền, nhất định phải trả lại tiền. Người nhà họ Tô đều sửng sốt, sao họ không nghĩ ra cách giải quyết theo hướng này nhỉ? Mọi người đều trầm mặc, bà cụ Tô nháy mắt ra hiệu chú Nhiếp để Túc Bảo nói hết. Bối thần vũ tròn mắt ngỡ ngàng. Cô ta tới để cảm ơn nhà họ Tô, không phải để trả tiền nha. Còn nữa, cô ta biết đi đâu để kiếm được nhiều tiền như vậy. Dì, bối thần vũ siết chặt góc áo, nói, dì không có tiền, nhà dì bán sạch nhà cửa và xe để chữa bệnh cho dì rồi. Túc Bảo kinh ngạc, ồ, thế dì tới nhà con để tìm việc à? Nghe vậy, bối thần vũ vội đáp, nếu nhà họ Tô không chê thì dì nguyện làm trâu làm ngựa cho nhà họ Tô. Cô ta lại bày ra bộ dạng hèn mọn của mình. Bối thần vũ thầm nghĩ, hình như nhà họ Tô cực kỳ cưng chiều cô bé Túc Bảo này. Trẻ con rất dễ dỗ ngọt.
Chưa biết chừng cô ta khóc lóc cầu xin một lát thì cô bé này sẽ nhận cô ta vào nhà. Nghe bối thần Vũ đòi làm trâu làm ngựa đền ơn mấy lần, Túc Bảo càng cau chặt mày. Dì ơi, dì tìm việc thì cứ tìm việc, sao phải làm trâu làm ngựa, nhà con không thiếu trâu ngựa nha. Bối thần Vũ. Cô ta thầm hít sâu một hơi, sau đó nói, dì không có trình độ học vấn cao, cũng không được lên đại học, dì thực sự chỉ xứng làm trâu làm ngựa. Gương mặt nhỏ của Túc Bảo nhuốm vẻ nghiêm túc, bé nói, dì đến làm trâu ngựa nhà con, thế nhà con có phải trả lương cho dì không, nhưng nếu như vậy thì chẳng phải dì dùng tiền của nhà con để trả ơn cho nhà con ư. Tính toán như thế thì hình như nhà cô bé chịu thiệt rồi. Nhà họ Tô đâu có việc gì để trâu ngựa làm, thành ra trâu ngựa chỉ biết ăn không biết làm à. Thiệt muốn chết. Bối thần Vũ. Cô ta sắp hộc máu rồi. Con nhóc khỉ gió này. Năng lực hiểu vấn đề gì không biết. Theo lẽ thường, chẳng phải nên nói, dì ơi dì thật đáng thương, dì ở lại đi, nhà con sẽ không đối xử tệ với dì đâu. Bối thần Vũ vội nói, không cần, không cần, cho dì miếng cơm là được rồi. Hai đầu chân mày Thúc Bảo nhíu lại thành hình chữ xuyên, bé nói, vậy ý dì là muốn nhà con nuôi dì cả đời à? Bối thần Vũ. Thúc Bảo lắc đầu, dì ơi dì không trả lại tiền đã đành. Còn muốn nhà con nuôi gì cả đời, gì đến đây không phải để báo ơn đúng không, gì như này gọi là. Tiểu Ngũ đứng bên cạnh bồi thêm một câu, cảm ơn mọi người. Ngày sau tôi sẽ báo thù mọi người. Túc Bảo, à đúng, gì ơi gì tới để báo thù nhà con đúng không? Bối thần Vũ. Cô ta như chết lặng, sao nói thế nào lại đến mức báo thù thế này? Gì không có ý đó. Túc Bảo hồ nghi, thế gì có ý gì? Bối thần Vũ nhất thời nghẹn họng, chỉ đành nhìn về phía Tô Nhất Trần, anh Nhất Trần. Tô Nhất Trần chỉ trưng ra bản mặt tê tiệt cảm xúc, nói, chú Nhiếp, đuổi cô ta ra ngoài. Còn nữa, năm đó cô ta vay 500 vạn tệ, chú theo dõi sát sao và yêu cầu cô ta trả tiền nhé. Chú Nhiếp, được. Bối thần Vũ hoảng sợ, anh Nhất Trần, em không, em. Chú Nhiếp dứt khoát nắm cánh tay bối thần Vũ rồi lôi cô ta ra ngoài, cô thế nào chúng tôi không quan tâm. Nhớ trả tiền. Nước mắt bối thần Vũ rơi lã chã, cô ta nói với chú Nhiếp, nhưng tôi mới vừa bình phục, tôi không thể làm công việc gì, tôi không cách nào kiếm tiền để trả cho nhà họ Tô. Chú Nhiếp, thế nên cô tìm đến tận cửa để nhà họ Tô nuôi cô và xem cô như đại tiểu thư hả? Bối thần Vũ cuống lên, tôi không có ý đó. Chú Nhiếp cười lạnh, ban nãy vừa nói đến để làm trâu ngựa báo đáp, bây giờ lại nói mới khỏi bệnh không có sức làm việc. Cô gái này muốn có người nuôi cô ta, tốt nhất là hầu hạ cô ta như phu nhân của cậu cả đúng không? Trời còn chưa tối mà đã mơ giấc mơ đẹp rồi hả? Chú Nhiếp lười phải đôi co với bối thần Vũ mà giao cô ta cho bảo vệ. Đám bảo vệ nào quan tâm cô ta là bệnh nhân mới khỏi bệnh, dứt khoát ném cô ta ra ngoài một cách chuyên nghiệp. Bối thần Vũ ngã nhào ra đất, nước mắt nhạt nhòa. Số cô ta khổ quá. Ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái thì mắc bệnh máu trắng, vì chữa bệnh cho cô ta mà nhà cô ta nghèo xác xơ. Mãi mới chữa khỏi bệnh trở về thì không làm được công việc gì, chỉ đành liên lụy tới ba mẹ. Nhìn ba mẹ vất vả mỗi ngày, cô ta thực sự rất buồn. Thế nên, cô ta mới đến nhà họ Tô. Hơn nữa, vào thời điểm tăm tối nhất trong cuộc đời, chính Tô Nhất Trần đã cho cô ta một tấm séc, từ đó trở đi, cô ta thề sẽ trả ơn anh. Việc điều trị ở nước ngoài rất đau đớn, cô ta đã dựa vào niềm tin này để kiên trì. Nhưng họ lại không cần cô ta. Càng nghĩ bối thần Vũ càng khóc dữ hơn, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng đáng thương. Sau đó, cô ta vừa khóc vừa bỏ đi. Trong nhà họ Tô, Túc Bảo dặn dò, cậu cả, nhớ kêu gì kia trả tiền nha. Cô bé không yên tâm nên bồi thêm một câu, ngoại ơi, Túc Bảo thấy gì kia không phải người tốt gì đâu, ham ăn biếng làm. Quần áo chẳng thèm giặt, còn muốn chúng ta nuôi gì ấy và cho gì ấy tiền, ngoại ơi, ngàn vạn lần không được thuê gì ấy về làm ở nhà chúng ta nha. Bà cụ Tô buồn cười nói, yên tâm đi con, chúng ta sẽ không thuê cô ta. Chỉ trách năm xưa họ bao bọc Ngọc Nhi quá nên cô mới dễ bị người khác lừa gạt. Tô Cẩm Ngọc đứng bên cạnh lẩm bẩm, sao ngày đó mẹ lại mù mắt thế nhỉ? Thấy bối thần Vũ khóc lóc, lại nghĩ tới hoàn cảnh tương tự của mình nên cô đã mềm lòng. Nếu bây giờ cô không phải quỷ hồn mang đến may mắn như U Hoàng thì cô đã nhập thân lên bối thần Vũ để hù dọa cô ta một chút rồi.
giờ cô chỉ cảm thấy khó chịu trong người. Chợt, Tô Cẩm Ngọc nhớ ra điều gì đó, nói, Túc Bảo, có thể cho quỷ xui xẻo ra ngoài đi dạo với mẹ không? Tô Cẩm Ngọc thầm nghĩ, không phải do cô nhỏ mọn đâu, tuyệt đối không phải. Chỉ đơn thuần vì tò mò, cô muốn xem thử quỷ xui xẻo có lợi hại như nó vẫn khoe hay không. Ai đụng chúng nó cũng sẽ gặp xui xẻo ư. Cô không tin, nên cô muốn kiểm chứng khoa học chút thôi. Túc Bảo vô cùng tin tưởng mẹ của bé, nói, được ạ. Tô Cẩm Ngọc, he he. Thấy trời vẫn còn sáng, Tô Cẩm Ngọc nóng lòng muốn trời nhanh tối đi. Chợt thấy Kỷ Trường bay tới, nghiêm mặt nói, Túc Bảo, đi nào, bám theo bối thần vũ. Bối thần vũ này có chút vấn đề. Bối thần vũ về đến nhà bây giờ nơi họ sống là một căn phòng thuê trong một chung cư, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, rất nhỏ. Vừa bước vào cửa, cô ta đã cảm thấy ngột ngạt, không khỏi ôm ngực. Mới vừa trông thấy nhà họ Tô rộng lớn giường ấy, giờ nhìn lại nơi ở của mình vừa nhỏ bé vừa cũ kỹ như này, khoảng cách lớn đến mức cô ta chưa kịp thích nghi. Mẹ của bối thần vũ vừa từ nhà bếp đi ra đã trông thấy dáng vẻ ôm ngực của con gái, vội nói, con ơi, con không khỏe chỗ nào à, mau ngồi xuống. Bối thần vũ lập tức khóc tức tưởi, mẹ ơi, nhà họ Tô coi thường con, đuổi con ra khỏi nhà họ, còn kêu con trả nợ 500 vạn tệ. Đều tại con làm liên lụy tới ba mẹ, con quá vô dụng, giờ con biết đi đâu để có 500 vạn đây. Bối thần vũ khóc đến mức thở không ra hơi. Mẹ của bối thần vũ như chết lặng, gì cơ, con gái bà ta luôn cảm thấy áy náy trong lòng nên mới tới nhà họ Tô cảm ơn. Nhà họ Tô không thèm nhận lời cảm ơn của con gái bà đã đành, còn muốn nhà bà ta trả 500 vạn ư. Mẹ bối thần vũ bỗng cảm thấy chua xót, sao người nghèo sống vất vả khó khăn thế này. Ông trời luôn thích bắt nạt người nghèo. Mẹ bối thần vũ lau nước mắt và nói, ừ, người nghèo là vậy. Làm sao chúng ta có thể mong đợi những người giàu xem trọng chúng ta? Bỏ đi, chúng ta làm trâu làm ngựa cả đời để trả tiền cho họ vậy. Ai bảo mẹ bất tài, nhưng chỉ cần con sống khỏe mạnh là mẹ thỏa nguyện rồi. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Tô Cẩm Ngọc dẫn quỷ xui xẻo tìm đến khu chung cư, ồ lên một tiếng, đây chẳng phải chung cư mà ba mẹ Tô Tiểu Ngọc để lại cho cô ấy sao? Tuy chẳng phải chung cư cao cấp nhưng cũng tách biệt khỏi khu ổ chuột, là loại chung cư lâu đời phải đi cầu thang bộ lên các lầu trên. Túc Bảo, con ở yên trong xe chờ, mẹ giúp con đi trông chừng. Tô Cẩm Ngọc khẽ vỗ vai Túc Bảo. Túc Bảo nở nụ cười dễ thương và mềm mại, vâng ạ. Kỷ Trường nhìn đăm đăm vào tòa nhà trước mặt, chỉ cảm thấy hơi quỷ dị. Khu chung cư này đã lâu đời, nhưng chỉ có tòa nhà trước mặt ma quái, xung quanh có âm khí trôi nổi. Tôi đi kiểm tra một chút, cô đừng làm loạn nhé Tô Cẩm Ngọc. Tô Cẩm Ngọc đáp, anh yên tâm đi, em là người như thế nào mà anh còn không tin tưởng em. Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật. Tô Cẩm Ngọc lập tức dẫn quỷ xui xẻo bay lên lầu. Nào em trai, chị dẫn em đi chơi. Tô Cẩm Ngọc nói. Quỷ xui xẻo, chị đừng có hại em. Tô Cẩm Ngọc, nào có chuyện đó, chị là loại quỷ như vậy ư? Trên mặt quỷ xui xẻo viết rõ mấy chữ, chị chính là loại quỷ như thế. Tô Cẩm Ngọc vừa toan nói tiếp thì trông thấy một bóng người quen thuộc ở cửa phòng trước mặt. Ồ, là bà chủ nhà Tô Tiểu Ngọc. Tô Cẩm Ngọc bay lên trước, tự nhiên xoa đầu Tô Tiểu Ngọc. Ta thấy vận khí may mắn trên người ngươi sắp hết rồi, cho ngươi thêm một chút, không cần cảm ơn nha. Tô Cẩm Ngọc yêu thương nâng cầm Tô Tiểu Ngọc lên. Tô Tiểu Ngọc hắt xì một cái, lẩm bẩm, gì thế nhỉ, tự dưng thấy lạnh cả người, xem ra hôm nay lại không thu được tiền thuê nhà rồi. Tô Tiểu Ngọc gõ cửa, chẳng mấy chốc mẹ của bối thần vũ đã ra mở cửa. Thấy Tô Tiểu Ngọc, bà ta vừa khom người vừa cười phụ họa, chủ nhà đến rồi à, mau vào đi, nhà gì vừa toan dùng cơm này. Tô Tiểu Ngọc không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của mẹ bối thần vũ, chỉ đành vào nhà. Kết quả trông thấy trên bàn chỉ có một đĩa rau xanh và một bát canh sườn heo nhỏ đặt trước mặt bối thần vũ. Thật thảm hại. Bối thần vũ nói giọng yếu ớt như Lâm muội muội, một Tiểu Ngọc. Em đến rồi à? Lâm Đại Ngọc. Tô Tiểu Ngọc nói, hai người đang ăn cơm à, chẳng phải em mới bình phục ư, sao lại ăn ít như này? Mẹ bối thần vũ cười khổ, đều tại dì vô dụng nên không kiếm được tiền, bác sĩ dặn phải bồi bổ dinh dưỡng, nhưng dì lại. Vừa nói bà ta vừa lau nước mắt. Bối thần vũ nói, mẹ ơi mẹ đang làm gì vậy? Hôm nay Tiểu Ngọc tới để thu tiền trọ mà.
Mẹ bối thần vũ vội đáp, đúng rồi, mẹ đi lấy tiền. Bà ta lấy ví ra lục lọi nhưng chỉ có một tờ 100 tệ. Ngay lúc này, ba của bối thần vũ trở về. Thấy Tô Tiểu Ngọc đến thu tiền trọ, ông ta lặng lẽ lục túi và lấy ra 200 tệ. Mẹ bối thần vũ cười khổ, xin lỗi chủ nhà, hay là gì đưa trước 300 tệ nhé? Hai mắt bối thần vũ lại ngấn lệ, cô ta nói, xin lỗi, đều tại con làm liên lụy tới ba mẹ, hay là con không uống thuốc ức chế miễn dịch nữa. Mẹ bối thần vũ siết chặt góc áo, mặt lộ vẻ bất an. Ba bối thần vũ ngồi xổm trong góc và im lặng hút thuốc. Tô Tiểu Ngọc, gia đình này đã nợ cô ấy vài tháng tiền thuê nhà và cô ấy cũng phải trả hộ họ tiền điện nước luôn. Nhưng cô ấy biết bối thần vũ là bệnh nhân ung thư máu vừa mới được ghép thủy, sao dám để cô ta ngừng uống thuốc. Lỡ xảy ra chuyện gì, há chẳng phải cô ấy ép gia đình này đến chết ư? Bỏ đi, Tô Cẩm Ngọc xem như mình gặp xui xẻo, cứ coi như đang hành thiện tích đức vậy. Bối thần vũ lại khăng khăng một mực, không được, để chị đi lục xem chị còn đồng nào không, nhà chị nợ tiền thuê nhà quá nhiều rồi. Cô ta lục lọi ví hồi lâu, lấy ra 10 tệ. Tô Tiểu Ngọc nói, ôi, bỏ đi. Tô Cẩm Ngọc nheo mắt nhìn, ví của bối thần vũ phồng lên thế kia mà cô ta tìm hồi lâu vẫn không chịu mở ngăn bên trong. Em trai xui xẻo, lên. Quỷ xui xẻo nghẹn họng, hóa ra nó chính là một công cụ. Nó cam chịu số phận bò lên đầu bối thần vũ. Bối thần vũ đang lấy mấy đồng xu trong ví ra thì sợi dây cao su trên tay dùng để buộc tóc vô tình vướng vào khóa kéo của túi. Xoẹt một tiếng, bối thần vũ còn chưa kịp phản ứng thì sấp tiền trong ngăn khóa của ví đã rơi ra ngoài. Bối thần vũ lóng ngóng tay chân. Mọi người sững sờ, mẹ của bối thần vũ không thể ngờ con gái bà ta lại có nhiều tiền tới vậy. Bối thần vũ hết cách, chỉ đành làm bộ kinh ngạc, à, số tiền này .sao lại ở đây. Con biết rồi, hôm qua con tới bệnh viện kiểm tra, có một gì cứ lôi kéo con mãi. Nhất định là gì ấy lén nhét vào ví của con. Tô Cẩm Ngọc câm nín. Diễn như thật ấy nhỉ. Dù sao thì tiền cũng rơi ra rồi, bối thần vũ chỉ đành trả tiền thuê phòng mấy tháng và tiền điện nước. Đến khi ra khỏi cửa, Tô Tiểu Ngọc vẫn lơ mơ. Mấy tháng tiền thuê nhà cứ vậy mà thu được rồi ư. Thuận lợi quá lại khiến cô ấy hơi bất an. Tô Cẩm Ngọc khẽ ho một tiếng, thu được rồi thì cầm tiền rồi về đi. Nói rồi Tô Cẩm Ngọc lại xoa đầu Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc mù mờ rời đi. Trong phòng, tim bối thần vũ đau như muốn rỉ máu, khó khăn lắm cô ta mới kiếm được từng ấy tiền. Vốn định dùng số tiền đó mua quần áo đẹp, mỹ phẩm chăm sóc da. Cô ta khổ quá nhiều năm rồi, bây giờ muốn được ăn diện xinh đẹp như những cô gái khỏe mạnh khác, cũng muốn xứng đôi với Tô Nhất Trần. Mẹ bối thần vũ hỏi, con ơi, số tiền kia là người khác cho con thật sao? Bối thần vũ cụp mi, che đi ánh mắt hoảng loạn, nói, dạ, là một gì giàu có cho con. Đáy mắt mẹ bối thần vũ chất chứa sự vui mừng, thật tốt, nếu lần nào tới viện kiểm tra cũng gặp được những người như vậy thì tốt biết bao. Bà ta vui vẻ tiếp tục việc trong bếp. Bối thần vũ lại không có tinh thần, uể oải ngồi một chỗ. Nhưng chẳng biết tại sao, chiếc ghế bỗng bị lật, cô ta ngã phịch xuống đất, đau đến độ chảy nước mắt. Mẹ bối thần vũ vội vàng chạy tới đỡ cô ta nhưng lại vô tình làm đổ bát xúc sườn heo lên đầu cô ta. Ba bối thần vũ chau mày, trách vợ quá bất cẩn. Kết quả, ông ta cũng vô tình giẫm phải cột đỡ quần áo, rơi mạnh vào mặt bối thần vũ. Mặt bối thần vũ lập tức đỏ lên. Mặt bối thần vũ sưng lên, cô ta vội ôm mặt, nước mắt lại rơi lã chã. Ba mẹ cô ta cuống quýt đi tới, lóng ngóng tay chân lau mặt và tóc cho cô ta. Sao bà lại bất cẩn thế hả, đổ cả súp lên đầu con gái mình. Ba bối thần vũ tức giận mắng vợ. Ông còn nói tôi nữa à, không phải ông cũng lỡ đá cột quần áo đập vào mặt con gái mình sao, mặt nó đỏ bừng rồi kìa. Mẹ bối thần vũ cũng tức giận nói. Bối thần vũ vừa lau nước mắt vừa nói, ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Con đi tắm đây. Ba mẹ cô ta nhanh chóng đỡ cô ta dậy, nhưng nước súp đổ dưới nền ban nãy khiến nền trơn nên cả ba người đều té dập mông. Bối thần vũ chỉ cảm thấy xương cụt như sắp nứt ra, thấy ba mẹ vẫn muốn dìu cô ta đứng dậy, cô ta vội vàng nói, ba mẹ, con tự làm được. Bối thần vũ vịn bàn ghế đi vào phòng tắm, càng nghĩ càng tủi thân. Vừa phải chịu ấm ức ở nhà họ Tô xong thì về đến nhà mất luôn tiền cho khoản thuê phòng, bây giờ còn xui xẻo như vậy.
Bối Thần Vũ vừa mở vòi sen vừa suy nghĩ, nhưng vòi hoa sen bỗng như gầm lên, đuổi theo cô ta một cách quái dị. Cô ta sợ hãi hét lên và trượt chân, lần này cô ta rơi vào nhà vệ sinh. Chân Bối Thần Vũ dẫm vào hố của bồn ngồi xổm, rắc một tiếng, chân gãy xương luôn. Nghe thấy tiếng hét của Bối Thần Vũ, mẹ cô ta nhanh chóng mở cửa bước vào. Nhà tắm bừa bộn khủng khiếp, vòi hoa sen nhảy múa như một con rắn Ai Cập, Bối Thần Vũ thì nằm cạnh bồn cầu ngồi xổm. Cái này, chuyện gì đã xảy ra thế? Mẹ của Bối Thần Vũ vội đỡ cô ta dậy. Ba của Bối Thần Vũ lơ mơ, không phải con luôn nói áp lực nước trong vòi sen quá nhỏ sao, sáng nay ba đã đổi sang vòi sen tăng áp lực nước. Mẹ của Bối Thần Vũ. Bối Thần Vũ. Cuối cùng, Bối Thần Vũ không nhớ cô ta đã về phòng như thế nào. Lúc gội đầu ban nãy, cô ta bị nước tràn vào mũi, bọt dầu gội cũng bắn vào mắt, bây giờ vừa nằm xuống giường đã bị cụng đầu. Bối Thần Vũ thực sự hoài nghi cuộc đời. Cô ta nằm trên giường, xương cụt đau, chân bị chật khớp đau, vừa sờ tay lên trán thì phát hiện ra mình đang bị sốt. Bối Thần Vũ không khỏi rơi lệ, chỉ cảm thấy mình quá thảm hại. Sao Tô Cẩm Ngọc có thể sinh ra trong gia đình giàu có như thế, đã chết rồi còn bá chiếm vị trí tốt giường ấy, còn nhà cô ta thì nghèo khổ quá đỗi, cô ta cố gắng vượt qua bệnh tật để sống sót nhưng chẳng hề thấy cầu vồng sau giông tố. Tại sao thế giới này lại bất công như vậy, tại sao khoảng cách giữa con người lại lớn giường ấy, tại sao ông trời lại đối xử với cô ta như này? Bối Thần Vũ càng nghĩ càng đau lòng, bật khóc. Điều cô ta không biết là, có hai quỷ hồn đang lơ lửng bên cạnh cô ta. Tô Cẩm Ngọc thở dài cảm khái, chị phục em thật đấy. Sau khi kiểm chứng khoa học, chị rút ra kết luận là, em thực sự là cái đồ xui xẻo, hễ đụng vào ai thì người đó chỉ có nước xui tận mạng. Quỷ xui xẻo ai oán, nếu không thì sao em lại có cái tên quỷ xui xẻo chứ? Tô Cẩm Ngọc cười híp mắt, thế nên lúc đầu em muốn tiếp cận với chị vì dòm ngó tới vận khí may mắn của chị đúng không? Quỷ xui xẻo. Nó dám nói đúng ư? Vận may của Tô Cẩm Ngọc đè bẹp vận rủi của nó chỉ có nước bị Tô Cẩm Ngọc trấn áp, đừng nói tới chuyện hy vọng được Tô Cẩm Ngọc chia cho một chút vận khí may mắn, chỉ cần nó đừng đen đủi hơn là tốt lắm rồi. Đi tìm tiểu túc bảo của chị, Tô Cẩm Ngọc thoải mái bay đi. Ở một tòa nhà khác trong chung cư, tòa nhà này nằm ở một vị trí hẻo lánh, tồi tàn và thấp hơn những tòa nhà khác, có một căn phòng đổ nát ở góc tây bắc của tầng 6, dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. Trên ô cửa có một cái lỗ lớn được quấn bằng những sợi chỉ đỏ lộn xộn, trên những sợi chỉ đỏ treo rất nhiều lá bùa màu vàng, mũi dao, xương gà. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã trông thấy nhiều xương trắng và lưỡi dao sắc lạnh, khó có thể tưởng tượng trong khu chung cư này lại có một căn phòng như vậy. Trước căn phòng có mấy đứa trẻ đang đứng, chính là Túc Bảo, Hân Hân, Tô Tử Du và Tô Tử Tích. Ba nhóc kia theo Túc Bảo và Kỳ Trường tới đây. Hân Hân tưởng có gì thú vị nên đòi đi theo, nào ngờ xe dừng ở một chung cư cũ nát, cô bé chỉ cảm thấy khó hiểu. Đây là đâu? Hân Hân hỏi. Tô Tử Du hồi hộp cầm một tấm lưới trong tay. Tay Tô Tử Tích đang cầm cái máy quay có thể nhìn thấy quỷ của Tô Tử Du, cậu chán nản đứng nhìn. Sư phụ ơi, đây là đâu? Túc Bảo tò mò nhìn cảnh vật trước mắt. Tô Tử Du nhìn số nhà phía trên rồi thì thầm, tòa nhà 7, phòng 602. Con đi kiểm tra thử xem, Kỳ Trường nói. Tuy hắn có thể điều tra rất nhanh, nhưng điều hắn cần bây giờ là để Túc Bảo tự mình làm việc đó. Túc Bảo nói được rồi chạy nhanh xuống lầu. Tô Tử Du, hả, đi đâu rồi, cậu mới bắt đầu mà. Tô Tử Du nhìn theo Túc Bảo rồi lại nhìn lưới bắt quỷ trong tay mình, để nghiệm chứng khả năng bắt quỷ của tấm lưới. Cậu nghiến răng nghiến lợi quăng lưới vào trong căn phòng bí ẩn rồi hét lên, chạy mau. Tô Tử Du chạy theo Túc Bảo xuống dưới lầu. Hân Hân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mình bỗng vô cớ hồi hộp và lo lắng. Hân Hân nói, chờ em với. Tô Tử Tích quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đổ nát, bên trong tối tăm. Mãi đến lúc này, cậu mới cảm thấy căn phòng trước mắt hơi đáng sợ, lập tức vội vàng bỏ chạy. Bây giờ đã là khoảng 6 giờ chiều, có rất nhiều bà cụ đang chơi đùa với cháu ở quảng trường nhỏ. Vừa xuống lầu, một luồng khí nóng ập vào mặt, giống như bước qua hai thế giới, không gian trước mắt sáng bừng lên. Túc Bảo nhìn lại tòa nhà cũ mờ mịt, càng thêm hồ nghi. Tô Tử Du căng thẳng hỏi, tòa nhà này có quỷ à em? Hân Hân, quỷ gì thế?
Túc Bảo lắc đầu, còn chưa biết ạ. Túc Bảo, đi đâu thế, Tô Cẩm Ngọc cùng quỷ xui xẻo xuống lầu thì vừa hay trông thấy Túc Bảo. Mẹ ơi, con phải đi hỏi chút chuyện. Túc Bảo nói cho Tô Cẩm Ngọc biết căn phòng kỳ lạ ở tầng 6. Tô Cẩm Ngọc nói, con chỉ là một đứa trẻ, có đi hỏi cũng đâu thể hỏi được thông tin về những chuyện thế này. Đâu có người lớn nào đi tán dóc mấy chuyện như vậy với trẻ con bao giờ. Túc Bảo kéo tay Tô Cẩm Ngọc, vậy mẹ đi với con nha. Tô Cẩm Ngọc, Tô Tử Du và Tô Tử Tích không hỏi han gì mà tự động đi theo Túc Bảo, chỉ có Hân Hân chưa từng có kinh nghiệm gì về chuyện gặp ma quỷ thì cạc cạc. Gì thế, chuyện gì thế nhỉ? Khi đến quảng trường nhỏ, Túc Bảo đi về phía một bà cụ mặc váy hoa màu xanh lá cây, thoạt nhìn bà cụ có vẻ là người thích nói nhiều. Xin chào cụ. Bà cụ nhìn Túc Bảo rồi nhìn Tô Cẩm Ngọc, hỏi, có chuyện gì à, hai đứa là con cái nhà ai thế, sao bà chưa thấy bao giờ nhỉ? Bà cụ hoàn toàn không biết rằng bà đang trông thấy quỷ. Lúc này Tô Cẩm Ngọc mới ý thức được, bà cụ có thể nhìn thấy cô. Qua, trông bà khỏe mạnh thật đó, bà ăn cơm chưa ạ? Tô Cẩm Ngọc cười híp mắt rồi chỉ tay về phía hai tòa nhà, anh cả con đang ở đó. Cô cũng không nói dối, đúng là xe của Tô Nhất Trần đang đỗ phía đó. Bà cụ liếc nhìn một cái, tưởng Túc Bảo và Tô Cẩm Ngọc đến thăm họ hàng nên bắt đầu nói chuyện thân mật. Ồ, họ hàng của con sống ở đây à, bà ăn rồi, con ăn chưa? Túc Bảo ngây thơ gật đầu, ăn rồi ạ, cảm ơn cụ ạ. Tô Tử Du cũng nói theo, cảm ơn cụ. Tô Tử Tích. Hân Hân. Tô Cẩm Ngọc ngồi xổm rồi bắt đầu tán dóc với bà cụ, chẳng mấy chốc hai người liền như người quen đã lâu. Đúng rồi bà ơi, Tô Cẩm Ngọc sắp tới gần, hỏi nhỏ, hồi nãy con dẫn con gái con qua bên kia chơi, phát hiện một căn phòng kỳ lạ treo dây đỏ, lá bùa vàng và xương móng gà. Đó là gì ạ? Sắc mặt bà cụ hơi thay đổi, bà vỗ đùi nhỏ giọng nói, sao con lại chạy tới đó? Tô Cẩm Ngọc tỏ vẻ khó hiểu, bên đó xảy ra chuyện gì vậy bà? Bà cụ nhìn trái phải rồi lại gần Tô Cẩm Ngọc, bà nói cho cháu biết. Chỗ đó xui xẻo lắm, đừng qua bên đó. Tô Cẩm Ngọc, hả, có chuyện gì vậy ạ, bà kể thêm đi. Hai người trâu đầu ghé tai, miệng mấp máy, vừa bận nói chuyện lại thỉnh thoảng liếc nhìn tòa nhà số 7, trông rất có khí chất của các camera chạy bằng cơm ở đầu thôn, chỉ thiếu ở chỗ trong tay họ không có hạt dưa thôi. Tòa nhà đó bây giờ bị coi là tòa nhà nguy hiểm. Không ai được sống ở đó nữa nên giờ nó rách nát lắm. Chỉ là nguyên nhân thực sự không phải như vậy. Mười mấy năm trước bên đó vẫn có người ở, là ngôi nhà ở tầng 6. Tô Cẩm Ngọc xen ngang, 602 ạ. Bà cụ, đúng đúng, chính là căn phòng đó đấy. Trước đây có mấy người đàn ông sống ở đó nhưng họ không phải người bản địa ở đây. Họ nói giọng vùng khác, là người từ nơi khác đến đây làm ăn, còn mở sạp bán hàng trong khu dân cư. Chủ nhà không cho bày sạp, thế là bọn họ đánh người luôn, thực sự không biết điều tí nào hết. Túc Bảo không biết lấy ở đâu ra một nắm hạt dưa, nói chen vào, ghê gớm thế cơ à. Trạng thái tinh thần của Tô Tử Du lập tức căng thẳng, ghê gớm hung. Đất này đại hung rồi. Đúng là có ma mà. Bà cụ khịt mũi lạnh lùng nói, lại chả không à, bọn họ không chỉ đánh chủ nhà, mấy đứa thấy quầy bán quả vặt ở tòa nhà số 3 lúc nãy rồi đúng không? Bọn họ còn cướp cả quầy bán quả vặt, đuổi ông chủ cũ đi, tự mình mở hàng đấy. Chúng ta không mua bất cứ thứ gì của bọn họ, thế là bị họ đe dọa. Như đang nhớ lại trải nghiệm vô cùng tồi tệ, trong mắt bà cụ hiện lên vẻ căm thù. Tô Cẩm Ngọc cau mày, những người này thật đúng là đám xấu xa. Tại sao không có ai đứng ra can thiệp? Tô Cẩm Ngọc đưa ra nghi vấn của mình, quá đáng thế mà không có người đứng ra can thiệp à? Giọng điệu của bà cụ có chút kìm nén, không có. Bọn họ chiếm đoạt quầy quà vặt, ép mua ép bán, về sau bọn họ không hài lòng khi chỉ kiếm được số tiền ít ỏi đó. Sau đó, bọn họ bắt đầu chiếm đoạt những không gian còn bỏ trống trong khu dân cư. Lúc đó, khi đó nhà chúng ta có xe máy, xe ba bánh các loại, bình thường vẫn hay để miễn phí ở sân bên dưới nhà mình. Bọn họ quy định khoảng đất trống bên dưới nhà không phải của chúng ta. Chúng ta phải trả tiền để xe. Sau này còn quá đáng hơn nữa, bọn họ chặn chúng ta ở cửa, nói rằng chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta đã sống ở đây đã rồi mới được vào, mà làm thế nào để chứng minh, mọi người phải nộp đơn xin thẻ cư trú từ họ, bên trên có ghi tên tuổi của mình, còn viết nghề nghiệp của mình để chứng minh rằng mình là một công dân tốt nữa.
Tô Cẩm Ngọc mở to mắt kinh ngạc, không phải chứ, xảy ra chuyện thế này mà không ai gọi cảnh sát ạ. Bà cụ giận dữ nói, bọn họ là một tập đoàn làm ăn phi pháp, tàn nhẫn lại xảo quyệt. Khi ấy không ai làm gì được bọn họ. Khu dân cư cứ vậy mà vật lộn để sinh tồn dưới sự áp bức của đám người đó, không ít người đã phải bỏ việc để đi khiếu nại, vì để lật đổ bọn họ. Để ra oai phủ đầu với những người này, đám đàn ông đó đã bắt nhốt người già, phụ nữ và trẻ em nhà họ. Họ bị nhốt ở tòa nhà số 7 kia kìa. Bà cụ nhìn về phía tòa nhà đó. Túc bảo, Hân Hân, Tô Tử Du và Tô Tử Tích không kìm được trở nên căng thẳng, hỏi, sau đó thì sao ạ? Bà cụ nhìn cô bé, cuối cùng vẫn nói, sau đó mọi người bắt đầu đánh nhau với bọn họ. Để răn đe những kẻ dám chống cự, bọn họ đã giết chết tất cả người già, trẻ em và phụ nữ rồi. Ánh mắt bà cụ dần trở nên u ám, đến cả trẻ con mà bọn chúng cũng không buông tha, đêm hôm đó đã chết tất thảy 30 người. Khi chuyện trở nên nghiêm trọng, cuối cùng những người đàn ông đó cũng bị bắt và bỏ tù. Tô Cẩm Ngọc lẩm bẩm nói, không thể nào, chuyện này hơi quá rồi đấy, chết tận 30 người. Thật khó mà tin nổi. Trên đời sao lại có chuyện bi kịch như vậy chứ? Bà cụ mím môi, lại chả, vì quá khó tin nên không ai dám tin. Cho đến tận khi ra tòa, bọn họ vẫn còn ngụy biện, nói rằng con số 30 này thật vớ vẩn, sao họ có thể giết nhiều người như vậy được. Phải cho đến khi bằng chứng được đưa ra trước mặt bọn họ, những kẻ khốn nạn đó lại nói rằng họ chỉ đang cố gắng giáo dục đứa em trai không vâng lời của mình, nói rằng bọn họ có quan hệ thân nhân với khu dân cư, mà những người khiếu nại kia đều là em trai của bọn họ. Bọn họ rất đau lòng vì em trai lầm đường lạc lối, nên mới muốn dạy dỗ chúng ta. Bà cụ nói đến đây thì không khỏi cười mỉa mai. Hạt dưa trong tay Thúc Bảo loạch xoạch rơi xuống đất, bé không còn lòng dạ nào mà nhặt lên nữa, khuôn mặt nhỏ vô thức nhăn tít lại. Tô Cẩm Ngọc hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, sao chuyện lớn như vậy mà cháu chưa nghe ai nói bao giờ nhỉ? Bà cụ lắc đầu, chuyện qua lâu lắm rồi nên cũng dần bị lãng quên. Thậm chí có mấy đứa con cháu nhà chúng ta còn nghi ngờ liệu đó có phải là sự thật hay không. Dù sao cũng là 30 người đã chết chứ không phải 3 người. Sau đó những kẻ ác nhân đó bị xử tử. Ngược lại, con cái của đám ác nhân đó lại rất tức giận, không những không thừa nhận việc các bậc cha chú nhà mình đã giết người, mà còn cho rằng người trong khu dân cư đã vu oan cho cha chú mình. Tô Cẩm Ngọc vẫn im lặng, chẳng trách căn nhà số 602. Tòa nhà số 7 luôn bị trăng dây đỏ và dán đầy những tấm bùa chú màu vàng. Trong một khu dân cư náo nhiệt như vậy, nhưng không ai thấy có gì đó không ổn, hóa ra là vì nguyên nhân này. Sau khi tìm ra sự thật về số 602 tòa nhà số 7, Túc Bảo và Tô Cẩm Ngọc quay về tìm Kỷ Trường. Thấy trời đã tối, bà cụ khom lưng gọi cháu trai mình về nhà. Có người lấy làm lạ hỏi bà sao thì thầm to nhỏ với mấy đứa trẻ lâu như vậy, bà cụ sửng sốt. Đang định nói thì có một chàng trai trẻ đi tới, vui vẻ nói rằng quê hương của bà cụ đã bị phá bỏ để di rời, được đền bù mấy những chục triệu. Đám người lập tức quên luôn chuyện này, bà cụ cũng vui vẻ vội vã chạy về nhà. Túc Bảo hỏi, sư phụ, chuyện này có liên quan gì đến nhà tù không? Kỷ Trường nói, nhà tù giam giữ đám quỷ xui xẻo, cũng chính là nhà tù đã giam giữ những kẻ bất lương ở số 602 lúc trước. Nhà tù mà đám quỷ xui xẻo không thể rời khỏi có liên quan đến những kẻ ác nhân đó. Nhà tù Bát Phương đã bị ta trấn áp, hẳn là muốn nhốt âm hồn của đám ác nhân đó, để bọn chúng vĩnh viễn không thể đi đầu thai kiếp khác. Đây chính là nguyên nhân quỷ xui xẻo bị nhốt trong nhà tù, không có cách nào rời khỏi. Túc Bảo chợt hiểu ra. Nhưng bây giờ số 602 lại có âm khí hội tụ, vậy nên chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Túc Bảo hỏi, sư phụ. Người không vào xem thế nào ạ? Kỷ Trường không nói gì, cúi đầu nhìn bé, nói, sư phụ xem là chuyện của sư phụ, có những thứ con phải tự mình đi xem mới được. Túc Bảo đã hiểu rồi. Vì trời tối rồi nên Tô Nhất Trần tìm tới, nghe Túc Bảo nói muốn đến căn nhà số 602 xem xét thêm, không hỏi han gì đã lập tức đi cùng bé lên đó. Tòa nhà số 7 nằm ở tận cùng phía tây của cộng đồng, cách tòa nhà số 6 gần đó nhất là một sân chơi nhỏ. Cỏ dại trên sân chơi mọc tùm, có thể thấy có rất ít người tới đây. Trong tòa nhà tối tăm chỉ có tiếng bước chân của Tô Nhất Trần và Túc Bảo, Tô Nhất Trần lấy điện thoại di động, bật đèn flash lên rồi đi lên lầu. Kẹt! Không biết cánh cửa nào bị gió thổi tung,
nghe thấy tiếng động trong trời đêm tĩnh lặng này mà da đầu muốn tê dần. Tô Tử Du Lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn, đồng tử sợ hãi co lại, hét lớn ôm lấy cánh tay Túc Bảo, em gái ơi. Túc Bảo vỗ vỗ Tô Tử Du, nói, đừng sợ, có em ở đây rồi. Tô Tử Tích đang giơ máy ảnh cũng đứng hình. Chỉ có Hân Hân vẫn luôn không trong trạng thái là ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra. Sao thế? Rốt cuộc ở đây có chuyện gì vậy? Không phải chỉ là một cánh cửa bị mở thôi sao? Tô Nhất Trần cau mày, cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh hơn, thấp giọng nói, Túc Bảo. Túc Bảo nói, cậu cả cứ yên tâm, có sư phụ ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Nhất Trần cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin có kỳ trường ở đây, nhưng đột nhiên Tô Tử Tích lại ném máy ảnh trong tay cho anh, lắp bắp nói, cậu cả cầm đi. Tô Nhất Trần nhận lấy máy ảnh, muốn anh cầm thì anh cầm thôi, dù sao thì đúng là máy ảnh của Tô Tử Du không tầm thường, bởi Tô Tử Tích vẫn còn là trẻ con, anh cũng có thể hiểu được. Trong khi suy nghĩ, Tô Nhất Trần liếc nhìn hình ảnh, thấy trong máy ảnh chụp được cả đống người. Bên cạnh cánh cửa vừa bị gió thổi tung, già trẻ lớn bé của cả một gia đình lẳng lặng đứng đó. Khuôn mặt họ khô héo mà vô hồn, hai tay buông thõng bên hông, mắt nhìn thẳng về phía bên này. Những ngón tay của anh khẽ run lên. Thế là đội ngũ đổi thành Túc Bảo dẫn mọi người đi lên, Tô Tử Du nhìn thẳng tắp, biến mình thành mắt lác, dáng đi của Tô Tử Tích trở nên cứng đờ, tay chân lóng ngóng. Tô Nhất Trần cầm máy ảnh nhưng không dám nhìn vào màn hình, mắt cũng nhìn thẳng tắp. Chỉ có Hân Hân là than thở, Túc Bảo, chúng ta phải leo bao lâu nữa thế, chẳng vui chút nào, cũng chẳng có gì cả. Chị mệt sắp chết rồi, không leo nổi nữa đâu. Túc Bảo ngắt lời cô nhóc. Nói, tới rồi nè. Họ lại đến cửa căn nhà số 602 trên tầng 6 lần nữa. Cánh cửa nhà số 602 không biết đã mở ra từ khi nào, tờ giấy màu vàng treo trên sợi dây đỏ rung lên xào xạc. Đột nhiên Tô Tử Du nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, leng keng. Leng keng. Túc Bảo nói, vào thôi. Tô Tử Du sợ tái mặt, anh không cần đi vào đúng không? Túc Bảo gật đầu, được chứ. Vậy anh chờ bên ngoài nhé. Tô Tử Du liếc nhìn qua, thấy có mấy bóng người bay lơ lửng trên hành lang. Không biết tại sao, bọn họ đều nhìn thẳng vào cậu, còn có một bà già giọng khàn khàn đang cố gắng nói, cô, bé. Ra đầu Tô Tử Du tê dần, vội vàng nói, bỏ đi, anh cũng vào, em gái đi đâu anh theo đó. Bên kia, Tô Tử Tích vẫn nín thinh không nói câu nào. Tô Tử Du không khỏi càng thêm ngưỡng mộ. Thế mà lúc này anh họ lại bình tĩnh như vậy, bình thường mình đánh giá thấp anh ấy rồi. Chỉ có Hân Hân không hề hay biết gì, nói, bên trong tối quá, chị sợ có chuột. Tô Tử Du nghĩ thầm trong lòng lúc này mà chuột còn là vấn đề hả? Theo lời bà cụ nói thì những thứ trong nhà này rất có thể là hồn ma của những kẻ ác nhân thất đức đó. Túc Bảo an ủi nói, chị cứ yên tâm, nơi này là đất chết, sẽ không có chuột đâu. Hân Hân, ồ. Đất chết nghĩa là gì, đất còn chia ra sống chết nữa hả? Bước vào nhà, Tô Nhất Trần giơ điện thoại lên soi một vòng thì thấy bàn ghế bên trong đã đổ nát, có vẻ như trước kia ở đây đã từng xảy ra đánh nhau, chân bàn ghế đều gãy hết, mọi thứ rơi lung tung khắp mặt đất. Cuối phòng khách có một cái bàn vẫn đứng rất vững, không hề bị hư hại gì, mượn ánh đèn có thể nhìn thấy có bốn thứ gì đó đứng bên trên, phía trước mơ hồ có một bóng đen. Tô Tử Du vội vàng nhìn quanh bốn phía. Kỳ lạ là trong phòng này không có ma quỷ gì cả, cậu vừa ném lưới bắt quỷ ra ở cách cửa không xa, thỉnh thoảng lại nghe leng keng một tiếng, nhưng bên trong lại không có cái gì. Có lẽ nào là lưới bắt quỷ của cậu không hoạt động không, lúc chế tạo ra nó có vấn đề gì hả? Dù sao thì chỉ cần nơi này không có quỷ là được. Tô Tử Du thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thình lình vang lên một tiếng soạt. Rèm cửa sổ bất ngờ bị kéo ra. Tô Tử Du sợ hãi nhảy dựng lên. Bà ơi! Cậu nhào vào lòng Tô Nhất Trần, đập mạnh đầu vào đúng giữa háng Tô Nhất Trần. Tô Nhất Trần lập tức rên lên. Cái thằng quỷ sứ này! Tô Tử Tích đứng đơ ra ngay tại chỗ, Hân Hân cũng giật mình, mặt mũi tái nhợt nhìn bóng dáng nhỏ bé bên cửa sổ. Túc Bảo ngây thơ chớp mắt, là em nè! Mọi người! Đúng thật là, tự mình dọa mình, sợ chết khiếp đi được. Tấm rèm mục nát rũ ra rất nhiều bụi. Mọi người đều phải che mũi bịt miệng. Xuyên qua ánh sáng lờ mờ bên ngoài,
cuối cùng họ cũng nhìn rõ thứ đang đứng thẳng trên bàn là cái gì. Là bốn tấm bài vị. Dưới ánh trăng mờ tối, bốn tấm bài vị lặng lẽ dựng thẳng ở đó, phía trước còn bày một đĩa trái cây, những quả táo đỏ tươi khiến cho những tấm bài vị màu đen trông càng lạnh lẽo ghê rợn hơn. Tô Tử Du dựng tóc gáy, nhìn bốn tấm bài vị trên bàn, sợ đến mức suýt nữa thì tè ra quần. Là ai làm thế, ai lại biến thái đến mức đặt bốn tấm bài vị ở đây thế này, cậu tức giận nói. Sắc mặt Hân Hân dần thay đổi, bài vị, chỉ có người chết rồi mới có bài vị. Cuối cùng Hân đầu to cũng phản ứng lại. Cô nhóc run rẩy tiến lên mấy bước, nắm lấy cánh tay của Tô Tử Tích ở gần mình nhất. Anh ơi, em sợ. Hân Hân nức nở. Giọng Tô Tử Tích cũng run run, đừng kéo anh cũng sợ. Kỷ Trường bay đến một bên, nói, Túc Bảo, đi lấy bốn tấm bài vị kia xuống đi. Dạ, Túc Bảo chạy tới, kéo một chiếc ghế bị gãy chân qua. Bé lảo đảo đứng lên ghế, chiếc bàn này là một bàn thờ bằng gỗ mun siêu nặng, cũng rất cao, Túc Bảo không với tới. Tô Nhất Trần lập tức tiến lên, một tay ôm lấy Túc Bảo, tay kia lấy mấy tấm bài vị xuống. Đèn flash của điện thoại di động trong tay anh nhấp nháy, chiếu sáng trần nhà, chỉ thấy bốn khuôn mặt dán chặt lên trần nhà. Khi nhìn thấy mấy người họ, bốn khuôn mặt đều nở nụ cười quỷ dị, thoáng chốc lao về phía họ. Lần này không chỉ có Tô Tử Du mà Tô Tử Tích và Hân Hân cũng hét lên. Tô Tử Tích, đậu má, cái đậu má nó. Tô Tử Du, ba ơi, em gái ơi. Hân Hân, hu hu hu. Túc Bảo ơi, cứu chị. Hu hu. Dường như Túc Bảo đã chuẩn bị sẵn, bé vung tay lên, một chiếc la bàn bát quái như trăng tròn bay ra, đồng thời lưới phược linh cũng nhanh chóng bắn ra. La bàn bát quái trấn áp hai khuôn mặt, lưới trói buộc linh hồn bắt được một kẻ vừa chạy sang bên trái trong số chúng. Còn có một kẻ rất gian xảo từ trượt trên mặt đất, chuẩn bị lao ra ngoài cửa. Chạy đâu cho thoát? Túc Bảo hét lớn, lao tới và dẫm lên cái mặt kia. A! Cái mặt kia hét lên một tiếng, thoáng chốc đã bị dẫm cho co lại thành một quả bóng. Túc Bảo hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống nó, nói, chạy đi. Có giỏi thì mày chạy tiếp đi. Tô Tử Du, Tô Tử Tích, Hân Hân mắt chữ A mồm chữ O. Đây là em gái của bọn họ ư. Ba đứa nhóc Tô Tử Du, Tô Tử Tích và Hân Hân nhìn Túc Bảo, mắt nhóc nào cũng sáng lấp lánh. Ngưỡng mộ quá. Chỉ thấy gương mặt kia bị Túc Bảo dẫm dưới chân, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, phát ra một tiếng thét chói tai. Túc Bảo siết ngón tay, hét lên, này, ngọn lửa tinh thần. Ngọn lửa tinh thần. Tô Tử Du ngây người trong giây lát, sau đó lập tức trông thấy một quả cầu lửa bay ra giữa kẽ tay Túc Bảo rồi đốt gương mặt dưới đất thành tro. Tô Tử Tích. Tô Tử Du. Quả nhiên là ngọn lửa tinh thần. Hân Hân trợn mắt há hốc mồm. Cô bé từng thấy cảnh tượng như này rồi. Cô bé nhớ buổi tối mẹ bé bị bà nội đuổi ra khỏi nhà, bé đã ngồi khóc một mình trong phòng. Bỗng, ngoài cửa sổ có một con quỷ bò vào, cô bé sợ hãi trốn vào chăn, nhưng quỷ hồn kia còn toan vén chăn của bé lên. Ngay lúc ấy, Túc Bảo đã đến. Miệng Túc Bảo không ngừng niệm chú gì đó, sau đó quăng ra một quả cầu lửa đuổi cho quỷ hồn kia chạy mất. Quỷ, là quỷ, một tia chớp lóe lên trong đầu Hân Hân. Cuối cùng bé cũng ý thức được điều gì đang xảy ra lúc này. Những gì bé thấy trước kia không phải ác mộng cũng không phải do bé mộng du, là thấy quỷ thật. Lần này bé cũng vừa trông thấy quỷ rồi. Hân Hân á lên một tiếng rồi chạy về phía Tô Tử Tích, cưỡi lên cổ cậu. Tô Tử Tích, em gái cậu đã nhảy lên bằng cách nào thế? Em buông tay ra, Tô Tử Tích loạng choạng, cổ cậu bị tay Hân Hân siết chặt đến mức cậu phải thè lưỡi ra. Anh, sắp. Bị em bóp chết rồi. Tô Tử Du vừa ngoảnh đầu đã trông thấy Hân Hân cưỡi trên cổ Tô Tử Tích, còn Tô Tử Tích thì đang le lưỡi. Tô Tử Du chỉ cảm thấy cảnh tượng này càng kinh dị hơn, thế là cậu treo luôn trên người Tô Nhất Trần không chịu tụt xuống nữa. Hiện trường bắt quỷ vô cùng hỗn loạn. Túc Bảo vung ra mấy quả cầu lửa, thiêu rụi ba khuôn mặt còn lại thành cho bụi, ba khuôn mặt phát ra một tiếng gầm chói tai, tức giận và không cam lòng rồi hoàn toàn biến mất. Xong rồi. Túc Bảo phủi tay, sau đó thu hồi la bàn bát quái cùng lưới trói buộc linh hồn. Tô Nhất Trần đỡ Tô Tử Tích đang sắp ngã và xách Hân Hân ra khỏi người cậu bé. Tô Tử Tích ngồi phịch xuống đất, Hân Hân cũng mềm nhũn hai chân, ngồi luôn xuống đất. Tô Tử Tích thì vẫn treo trên người Tô Nhất Trần.
Ba đứa trẻ chưa kịp hoàn hồn đang sững sờ nhìn Túc Bảo. Em gái của họ, mạnh mẽ thật đấy. Bọn nó, chết hết chưa em? Tô Tử Du không yên tâm hỏi. Túc Bảo đáp, bọn nó chết từ lâu rồi. Những gương mặt kia là oan hồn của bọn nó tụ tập lại, nếu bài vị kia được thờ cúng thêm vài năm thì linh hồn của bọn nó sẽ hoàn chỉnh rồi. Túc Bảo đặt những tấm bài vị ngay ngắn xuống đất rồi hỏi, anh ơi, những chữ này đọc như thế nào? Tô Tử Du vẫn còn sợ hãi, nhưng em gái đang hỏi cậu. Cậu chỉ đành bấm bụng bước lên trước, liếc thật nhanh mấy tấm bài vị rồi lại nắm lấy thắt lưng của Tô Nhất Trần. Hình như họ là Điền, còn có Cốc, Tùng gì đó. Tô Nhất Trần liếc nhìn rồi đọc nhỏ vài cái tên. Túc Bảo rầu môi, tên của mấy tên ác bá này thật kỳ lạ, giống đá với dã thú ấy, nghe thôi cũng thấy chẳng phải người tốt rồi. Túc Bảo đi khắp các phòng khác cũng không tìm thấy gì, điều đó có nghĩa là trong nhà này chẳng có gì khác ngoài bốn tấm bài vị được thờ trong phòng khách. Cô bé nghi ngờ hỏi, sư phụ, tại sao lại thờ bài vị ở đây ạ? Kỷ Trường nhắc nhở, sao người thường phải thờ bài vị? Túc Bảo đáp, thờ người đã khuất để siêu độ họ. Kỷ Trường gật đầu, trong nhà tù đã trấn áp tám hướng. Có người muốn bốn tên ác nhân này sau khi chết không bao giờ được tái sinh, chúng ta cũng không thấy bốn quỷ hồn này trong ngục. Có lẽ linh hồn của bốn con quỷ này đã tiêu tan rồi, hoặc có lẽ chỉ còn sót lại một chút âm khí trên trần gian. Nhưng nếu thờ bài vị ở nơi này thì chính là muốn siêu độ cho bốn quỷ hồn kia, chỉ dẫn cho chúng nó quay trở lại. Linh hồn hoàn chỉnh thì lại được đi đầu thai. Túc Bảo hiểu rồi, tức là có người đang lén lút thờ cúng bốn tên ác nhân kia. Kỷ Trường khẽ xoa đầu Túc Bảo, nói đúng rồi. Bốn quỷ hồn này là kẻ thù của tất cả mọi người trong khu chung cư. Bọn nó làm đủ mọi việc xấu xa, đến người già và trẻ con mà bọn nó cũng thẳng tay giết chết, ấy nhưng lại có người thờ cúng bọn nó. Người này có ý đồ gì? Túc Bảo hỏi, là ai thế ạ? Kỷ Trường chỉ tay vào bài vị, trên này viết tên người thờ bốn bài vị, bối thần vũ thờ cúng. Túc Bảo mở to hai mắt, là gì đó thờ bài vị ạ? Kỷ Trường gật đầu. Túc Bảo khó hiểu, tại sao lại làm như thế? Dì kia chẳng phải con cháu của bốn quỷ hồn này, không thân không thích. Tô Cẩm Ngọc nghĩ tới sấp tiền trong ví bối thần vũ, nói, có lẽ cô ta làm thế vì tiền. Chuyện này chỉ có bối thần vũ biết. Túc Bảo giơ tay bẻ gãy bốn tấm bài vị, phá hủy hoàn toàn sự thờ cúng mang ý đồ độc ác và nham hiểm này. Trong hành lang có rất nhiều, người, già, nữ quỷ và quỷ trẻ con, tất cả đều im lặng. Nhìn thấy Túc Bảo thiêu rụi bốn gương mặt và phá hủy mấy tấm bài vị, có người, không khỏi rơi nước mắt. Chết đi, đáy mắt các quỷ hồn bùng lên sự căm hận. Túc Bảo vẫy tay chào họ, nào mọi người, lên đường bình an nha. Đám, người, lục tục rời đi, có lẽ thù lớn của họ đã được báo, hoặc có lẽ họ đã giải quyết được mối bận tâm và không còn oán hận và chấp niệm nữa. Tiếng hét của mấy đứa nhóc Tô Tử Tích đã thu hút người dân ở 6 tòa nhà tới phòng 602. Một số người đàn ông chiếu đèn pin vào phòng thì trông thấy mấy đứa trẻ. Mặt họ lập tức xa sầm, họ khiển trách, các cháu là con cái nhà ai thế, làm sằng, khuya rồi còn chạy lung tung tới đây làm gì, phụ huynh nhà các cháu đâu. Tô Nhất Trần bước ra từ căn phòng, thản nhiên gánh tội giúp, tôi ở đây. Thấy người lớn bước ra, mọi người giật thót, sau đó thì nghẹn họng. Anh không phải người của khu chung cư này đúng không, anh không biết căn phòng này là nơi như thế nào hả? Tô Nhất Trần ngắt lời người đang hỏi, nói, tôi biết đây là nơi như thế nào. Tôi đến để tìm một thứ. Anh đưa một tấm bài vị vỡ ra, có người lén lút thờ cúng mấy tên ác nhân kia ở đây. Tô Nhất Trần kêu đám đàn ông mới tới tự xem tấm bài vị. Bọn họ nửa tin nửa ngờ vào phòng xem thử, lửa giận lập tức dâng lên trong mắt họ. Mấy quả táo trên bàn thờ vẫn còn tươi, có thể thấy táo mới được đặt ở đó hai ngày trước. Người kia hẳn là rất chu đáo trong việc thay đồ thờ. Là đứa đáng chết nào thế, một ông chú tức giận đến mức đá văng chiếc ghế trước mặt. Một người khác giẫm lên tấm bài vị, chửi bới đứa nào mà ăn cây táo, rào cây sung thế nhỉ, chẳng ngờ còn dám lén lút đặt bàn thờ ở đây. Nếu trên đời này thực sự có thiên đường và địa ngục, chẳng phải những kẻ xấu kia đã được thờ cúng để lên thiên đường rồi ư? Sự tức giận của mọi người bùng lên, có người đã chụp ảnh những tấm bài vị bị hỏng và đăng lên group chung cư. Tất cả mọi người đều đang tìm người có tên bối thần vũ. Bỗng nhiên,
Một người trong nhóm nói, đợi chút, tôi biết cái tên này, đây là khách thuê trọ của tôi. Trời đã về khuya nhưng người dân khu chung cư vẫn hùng hổ lao về phía tòa nhà số 3. Bối thần vũ kia, cô chết chắc rồi. Bối thần vũ đang nằm trên giường, xương chân bị gãy khiến cô ta đau muốn chết. Mẹ cô ta đã gọi xe cấp cứu nhưng không hiểu sao xe cấp cứu vẫn chưa đến. Mẹ ơi, chân con đau quá. Bối thần vũ khóc, đầu con cũng đau quá. Mẹ bối thần vũ sờ tay lên trán cô ta thì phát hiện cô ta đã bị sốt. Bà ta nhanh chóng đi lấy chiếc khăn ướt và đắp lên trán bối thần vũ. Con chịu đau thêm chút nữa, ba con đã gọi điện giục xe cấp cứu rồi. Ba của bối thần vũ đang cáu kỉnh ngoài cửa, nói, gì mà không điều xe tới được, tất cả xe cấp cứu đều đi đón bà bầu rồi ư. Gì mà tự đến viện, gãy xương chân cũng nguy hiểm mà, sao các người có thể nói là không cấp bách. Không rõ đầu dây bên kia điện thoại nói những gì. Ba của bối thần vũ tức giận cúp điện thoại, chửi, chắc tại nhà mình nghèo, không có tiền đưa bao lì xì cho họ nên họ mới lề mề không tới đón. Còn nói phải đi đón phụ nữ mang thai, chẳng lẽ đêm nay tất cả bà bầu đều tập trung sinh nở sao? Bối thần vũ bật khóc khi nghe những lời này. Sao cô ta đen đủi thế này? Gọi cái xe cứu thương cũng gặp phải tình huống không thể điều xe tới. Mẹ, con muốn ăn dưa hấu. Bối thần vũ vừa khóc vừa nói. Mẹ cô ta vội đáp, được, mẹ đi bổ dưa ngay đây. Ba bối thần vũ thở than, đừng lo lắng, ba sẽ ra ngoài gọi taxi ngay, chúng ta sẽ tự đi. Sớm biết vậy thì ông ta đã chẳng đợi xe cứu thương mà bắt taxi đến thẳng bệnh viện còn hơn. Ngay lúc này, cửa phòng bị đá ra. Mẹ của bối thần vũ sợ đến mức đứng hình tại chỗ, tay vẫn cầm quả dưa hấu. Các người là ai? Ba của bối thần vũ bước lên trước chặn đường. Một người đàn ông cười khẩy nói, oa, còn đang sắp bổ dưa hấu cơ đấy, ăn cái gì mà ăn, đi mà ăn cứt đi. Anh ta tức giận đến mức đá văng một chiếc ghế đi. Bối thần vũ như dự cảm được điều gì, sợ hãi ôm chặt tấm chăn. Quả nhiên, mọi người nhìn chung quanh rồi ánh mắt đều dừng trên người cô ta, hung dữ nói, cô chính là bối thần vũ. Bối thần vũ yếu ớt gật đầu. Một người đàn ông cười mỉa mai rồi lấy bài vị ra và ném vào mặt cô ta. Mấy tấm bài vị này do cô thờ cúng đúng không? Tim bối thần vũ đập thình thịch, cô ta vội vàng lắc đầu, không. Anh đang nói cái gì thế, tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Một bà cụ tức giận đập cây gậy xuống đất, nói, cháu còn làm bộ làm tịch cái gì, chính cháu là người đã lén lút thờ cúng mấy tên ác nhân đã giết, đồng bào của chúng ta đúng không, có phải cháu không? Mọi người trúng mắt nhìn bối thần vũ, miệng chửi rầm trời. Ba mẹ bối thần vũ phải mất một lúc mới phản ứng lại, họ nhanh chóng nói, chắc chắn có hiểu lầm gì rồi. Chúng tôi mới chuyển đến đây vài tháng trước, chúng tôi thậm chí còn không biết những người mà mọi người đang nói đến là ai. Thần vũ của chúng tôi rất nhát gan, nhìn thấy rắn cũng sợ hãi, không thể nào lén lút lập bài vị thờ cúng được đâu. Không một ai nghe lời giải thích của ba mẹ bối thần vũ. Một ông chú đi lên nắm lấy cánh tay của bối thần vũ rồi kéo cô ta ra khỏi phòng. Trên tấm bài vị viết tên người thờ cúng là bối thần vũ cô rồi, còn già mồm cái gì hả? Mẹ của bối thần vũ lập tức khóc lóc kêu la, những người này thật xấu xa, thấy bọn họ nghèo khó và không có chỗ dựa nên bắt nạt sao? Vừa mở miệng ra đã vu oan cho con gái bà ta. Mẹ bối thần vũ nói, các người làm như này có khác gì bọn cướp không, có còn vương pháp không thế? Gì mà bài vị viết tên bối thần vũ lên trên? Sao các người có thể chắc chắn cứ viết tên này thì nhất định là con gái tôi chứ? Trên đời này có bao nhiêu người đặt tên bối thần vũ? Không một ai nghe tiếng khóc của mẹ bối thần vũ. Dù sao thì chuyện này cũng khiến người dân nơi này quá phẫn nộ, nhiều người đã mất đi lý trí. Có người còn lục tung đồ đạc trong căn hộ của gia đình bối thần vũ để tìm bằng chứng cho thấy cô ta thờ cúng mấy tên ác nhân. Người khác thì lôi lôi kéo kéo với ba của bối thần vũ. Căn phòng rất hỗn loạn, có người còn nhân cơ hội giật tóc bối thần vũ. Bối thần vũ bị đánh đến lơ mơ, vừa khóc vừa nói, không phải tôi, không phải tôi. Cô ta run rẩy giơ hai tay lên, che mặt khóc lớn, tôi chỉ là một bệnh nhân ung thư máu. Tôi còn không quen biết họ, sao tôi lại phải làm chuyện đó? Mẹ của bối thần vũ tức giận, môi run rẩy nói. Các người làm như này là tự ý xông vào nhà riêng, tôi sẽ kiện các người. Người đang lục lọi ban nãy bỗng nhiên tìm được một tờ chứng chỉ, nói, chờ chút.
Anh ta giơ giấy chứng nhận lên, trong đó ghi rõ bối thần Vũ đã được hiến tủy, cô ta là một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu. Mọi người lập tức ngừng lôi kéo và lục lọi, hồ nghi không thôi. Bối thần Vũ là một bệnh nhân bị máu trắng thật ư? Nếu đó là sự thật thì hình như cô ta không có lý do để lập mấy bài vị kia. Lẽ nào họ hiểu nhầm thật sao? Nhìn thấy sự do dự của mọi người, bối thần Vũ thở dốc, tôi không, thật sự không phải tôi. Mỗi tháng tôi đều đi điều trị, nhà chúng tôi nghèo đến mức cơm thừa canh cặn cũng ăn tới 3 ngày mà không nỡ vứt đi, ba mẹ dành dụm tiền mua cho tôi một miếng sườn cũng chia làm 2 bữa, tôi cũng không nỡ ăn. Những người như chúng tôi nào thừa tiền mà đi thờ cúng người không liên quan. Bối thần Vũ tuyệt vọng đến cùng cực, nước mắt lăn dài xuống gò má, mọi người không khỏi thông cảm khi trông thấy dáng vẻ khóc như hoa lê đẫm mưa của cô ta. Mẹ của bối thần Vũ ôm con gái, nghẹn ngào nói, con gái tội nghiệp của tôi. Kiếp trước chúng ta đã phạm phải tội ác gì vậy? Sao cuộc đời của con gái tôi lại khốn khổ đến thế? Ba của bối thần Vũ ngồi xổm sang một bên, vò đầu bứt tóc, không nói nửa lời. Gặp mạnh tất mạnh, gặp yếu tất yếu. Nếu đối phương là kẻ yếu, ông ta sẽ mạnh mẽ tấn công, nhưng nếu đối phương hùng hổ dọa người thì ông ta chỉ ngồi im lìm một góc tỏ vẻ đáng thương. Ngay lúc mọi người đang do dự thì một giọng nói non nớt vang lên, các chú các dì ơi, ở đây có camera ạ. Túc Bảo cầm ổ USB giơ lên cao. Tô Tử Du cầm laptop của Tô Nhất Trần trên tay, cắm USB vào máy rồi phát video. Đoạn video cho thấy bối thần Vũ đã lẻn vào tòa nhà số 7 và mang theo trái cây, tiền giấy, nhang đốt. Cứ dăm ba hôm cô ta lại đi một chuyến, đã được vài tháng kể từ khi cô ta bắt đầu tới thờ cúng lần đầu tiên. Ngày tháng trên màn hình camera hiển thị rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, người bị chụp ảnh là bối thần Vũ, giờ giấc cô ta đi vào và đi ra căn phòng thờ cúng kia đều được ghi lại. Ba mẹ bối thần Vũ như chết lặng. Hồi nãy cãi nhau, ba mẹ cô ta nói không biết mấy ác nhân kia là ai, nhưng đã chuyển tới chung cư này sinh sống thì sao có thể không hay biết gì. Mà con gái của họ, chẳng ngờ con bé lại lén lút thờ cúng bọn ác nhân khiến cả con người và thần linh phải phẫn nộ kia. Không thể nào, mẹ của bối thần Vũ lẩm bẩm, con gái tôi yếu đuối lắm, đi xuống lầu cũng khó khăn. Ba của bối thần Vũ cũng ngơ ngác nói, con gái tôi là người tốt, sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy đâu. Hai người đều nhìn về phía bối thần Vũ. Bối thần Vũ sững sờ, cô ta cứ tưởng tòa nhà số 7 không còn người ở thì chẳng có camera, nào ngờ. Tôi, cô ta lắp bắp không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu như trống bỏi, hai hàng lệ tuôn rơi. Cô ta bày ra bộ dạng xinh đẹp đượm buồn. Bỗng nhiên, bối thần Vũ liếc thấy Tô Nhất Trần đứng ở ngoài đám người. Như nhìn thấy hy vọng, cô ta loạng choạng đứng dậy, khóc nói, anh Nhất Trần, không phải em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giúp em với anh Nhất Trần. Túc Bảo thông cảm nhìn bối thần Vũ, chắc chắn dì này bị bệnh lâu quá nên não cũng hỏng rồi. Cô bé là tiểu bảo bối của cậu cả bé, USB cũng do bé mang tới. Vậy thì cậu cả nhất định sẽ đứng về phía bé. Không hiểu gì này nghĩ gì mà lại cầu xin cậu cả của cô bé giúp đỡ thế này. Tô Tử Du cười lạnh, chứng cứ sờ sờ ra đó, dì ơi dì đừng diễn nữa. Hân Hân vươn cổ lên hét to, giả dối, kinh tởm. Tô Tử Tích khoanh tay đứng nhìn, mặt lộ vẻ chán ghét. Bối thần Vũ chẳng biết làm gì ngoài diễn kịch rơi nước mắt và không ngừng lắc đầu, không phải tôi, không phải tôi. Thấy Tô Nhất Trần chỉ ngoảnh mặt làm thinh mà chẳng hề có ý giúp đỡ, bối thần Vũ cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng. Không phải anh đã giúp cô ta 5 năm trước sao? Chẳng phải anh đã đưa tiền cho cô ta và không nỡ nhìn cô ta chết sao? Sao bây giờ anh không giúp đỡ cô ta, lúc này cô ta cũng đáng thương lắm mà. Anh Nhất Trần, bối thần Vũ không cam tâm. Tô Nhất Trần lạnh lùng đáp, làm chuyện xấu tất phải chịu quả báo. Đừng trách người. Có trách thì trách mình tìm đường chết. Bối thần Vũ bỗng thấy tuyệt vọng, chỉ một câu nói lạnh lùng của Tô Nhất Trần đã khiến cô ta đau lòng hơn cả 10 lời chửi mắng của người khác. Cô ta nhớ rằng khi Tô Cẩm Ngọc còn ở bệnh viện, dù Tô Cẩm Ngọc nói bất cứ điều gì thì Tô Nhất Trần cũng cưng chiều vô điều kiện. Dẫu Tô Cẩm Ngọc nghịch ngợm phạm lỗi thì anh cũng luôn bá đạo bảo vệ Tô Cẩm Ngọc. Sao bây giờ anh không thể cho cô ta một chút sự cưng chiều đó? Cô ta không hề tham lam. Cô ta chỉ muốn có người bảo vệ mình như cách Tô Nhất Trần bảo vệ em gái anh, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ rồi.
Đúng, là cô ta phạm sai lầm, nhưng cô ta làm vậy hoàn toàn có thể tha thứ mà. Thanh xuân của cô ta luôn trải qua trong bệnh viện, bây giờ sức khỏe ổn hơn chút, cô ta dũng cảm theo đuổi điều mình muốn và yêu thích thì có sai không? Để xứng đôi với Tô Nhất Trần, cô ta mới muốn cố gắng kiếm chút tiền rồi ăn diện một chút, vậy cũng sai ư? Mọi người chẳng ai quan tâm bối thần Vũ khóc lóc đáng thương dường nào. Chứng cứ rành rành ra đó, ai mà bận tâm cô ta là người bệnh hay phụ nữ cơ chứ? Khi vợ con họ bị bọn ác nhân tra tấn và giết chết, có ai nghĩ rằng họ chỉ là phụ nữ, người già và trẻ em không? Sao cháu lại làm thế? Bà cụ tức giận dùng gậy đánh vào đầu bối thần Vũ. Mẹ của bối thần Vũ toan bước lên thì bị người khác kéo ra, bối thần Vũ chỉ đành một mình chịu đựng, khóc lóc gọi mẹ. Một ông chú tiến tới tát cô ta một cái thật mạnh, hai mắt đỏ hoe, năm đó bọn ác ôn kia đã giết mẹ, bà nội và em trai 2 tuổi của tôi. Tôi tận mắt nhìn thấy em trai tôi bị bọn chúng xâm hại, mẹ tôi bị bọn chúng làm nhục, bà nội tôi xông tới thì bị bọn chúng giết chết. Cô biết bọn chúng hung ác cỡ nào không? Cô biết chúng đã làm những gì không? Sao cô dám thờ cúng bọn chúng hả? Mặt bối thần Vũ bị đánh sưng vù, miệng liên tục khóc xin tha thứ. Bây giờ nếu còn giả vờ không biết chuyện gì thì chẳng ai tin cô ta cả. Chỉ bằng vờ đáng thương để xin tha thứ. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi tất cả mọi người và cầu xin sự tha thứ của mọi người. Nhìn thấy bối thần Vũ thừa nhận, ba mẹ cô ta như bị vắt kiệt hết sức lực, ngơ ngác nhìn cô ta. Họ chỉ nghĩ rốt cuộc mình đã làm điều ác gì. Sợi dây gai luôn bị chọn cắt ở chỗ mỏng nhất, vận rủi chỉ đến với những người khốn khổ. Họ sống khổ sở như vậy, dành cả cuộc đời để chữa trị cho cô con gái nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Bà cụ ban nãy nhìn ba mẹ bối thần Vũ rồi lại hỏi bối thần Vũ, sao cháu phải làm như vậy, tại sao? Chẳng biết bối thần Vũ đang nghĩ gì, chỉ cúi đầu, tay nắm chặt góc áo, miệng khóc hu hu. Nhìn thấy mấy ông chú kia lại sắp xông tới đánh người, cô ta vội vàng nói, tôi nói. Cô ta nghẹn ngào nói, đó là một đêm cách đây 4 tháng, sau khi gia đình chúng tôi chuyển đến đây không lâu. Tôi đi dạo trong chung cư và nhìn thấy khuôn mặt của những ác nhân kia trên bảng thông báo trong góc, bị gạch bỏ bằng một cây bút mực đỏ lớn. Tôi hỏi thăm thì mới biết chuyện xảy ra năm ấy. Đêm đó tôi đã gặp ác mộng. Tôi nằm mơ thấy 4 tên ác nhân kia dùng dao giết chết rất nhiều người già và trẻ em, đồng thời làm nhục và giết chết phụ nữ. Bọn chúng thật hung dữ, hu hu. Tôi bị bóng đen tâm lý, đêm nào cũng gặp ác mộng, thế nên, tôi mới nghĩ ra cách thờ cúng họ để thoát khỏi bể khổ. Mọi người đều sững sờ. Cái lý do vớ vẩn gì thế này? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.